Kỳ thực cũng không phải là đau buồn, phải nói là do tính ích kỷ và lòng dạ đàn bà của Phó Tiên Tiên mà thôi. Hạ tưởng sau khi say sưa, có Phó Tiên Tiên bên cạnh. Gió tây thổi, người gầy hơn hoa cúc, quả thật, gần đây công việc bận rộn, Phó Tiên Tiên cũng gầy đi, Hạ tưởng liền véo eo nhỏ của cô nói. Nếu em sinh ra ở nước Sở, chắn hẳn được sủng ái. Phó Tiên Tiên lại vui vẻ cười. Cần gì người khác sủng ái, chỉ cần anh yêu chiều em, là em thấy mãn nguyện rồi. Phó Tiên Tiên ngủ thiếp đi, Hạ tưởng lại không hề buồn ngủ, cầm lấy bản kế hoạch của Phó Tiên Phong lật ra xem. Xem qua một chút, liền từ trên giường đứng phắt dậy, trong lòng vui mừng. Giỏi cho Phó Tiên Phong, mang theo oai vệ của nhà họ Phó, ý thức chính trị và kinh tế mạnh mẽ, cứng rắn, muốn thâm nhập vào tỉnh Tây. Được, tỉnh Tây có thêm Phó Tiên Phong gia nhập, như hổ thêm cánh. Ngô, Mai, Khâu, Phó trong bốn nhà, cho dù nhà nào tham gia vào thế cục ở tỉnh Tây, cũng không được thuận lợi như nhà họ Phó. Cũng không phải nói thế lực nhà họ Phó mạnh hơn ba nhà kia, ngược lại, trong bốn nhà thì nhà họ Phó thế lực lại yếu nhất. Nhưng ưu thế lớn nhất nhà họ Phó ở chỗ, nhà họ Phó có Phó Tiên Phong. Nhà họ Ngô, thân phận Ngô Tài Dương đã không thích hợp nhúng tay vào bất kỳ công việc làm ăn nào, nhà họ Mai, Mai Thái Bình không có đầu óc kinh tế. Dường như từ trước tới nay không hề tham gia vào bất kỳ thương vụ nào của nhà họ Mai, hơn nữa kinh tế nhà họ Mai vẫn luôn thầm lặng, làm ăn phát đạt ở những lĩnh vực mà người khác không biết. Nhà họ Khâu, dù là Khâu Nhân Lễ hay là Khâu Tự Phong, cũng không am hiểu bố cục kinh tế, chỉ có mình Phó Tiên Phong, vừa có thủ đoạn chính trị, lại có đầu óc kinh tế. Hơn nữa thủ đoạn chính trị siêu việt, chỗ nào không cực kỳ cần thiết thì không xuất bài, lại có kinh nghiệm dày dạn trên thương trường. Mặc dù có lúc dùng thủ đoạn không mấy quang minh chính đại, nhưng thử nghĩ ông chủ nào ở tỉnh Tây có mấy người là trong sạch. Phó Tiên Phong nếu có thể ở tỉnh Tây tranh chấp chiếm đoạt tài nguyên, nhờ vào khoảng thời gian hơn nửa năm nhiệm kỳ cuối của Phó Thủ tướng Phó Bá Cử, lại thêm ưu thế nhất định về tài chính, hơn nữa được Hạ tưởng âm thầm thúc đẩy, tin rằng bất luận là Phó Tiên Phong làm âm thầm cũng được, hoặc là làm chính diện cũng thế, chẳng phải có một câu nói, mèo đen mèo trắng, bắt được chuột thì đều là mèo khôn. Kế hoạch của Phó Tiên Phong không chút sơ hở, nhà họ Phó chuẩn bị xuất ra 20 tỷ nhân dân tệ đầu tư vào tỉnh Tây, gia nhập cuộc chiến tranh giành nguồn tài nguyên dồi dào. Tỉnh Tây có cả ngàn tập đoàn năng lượng, 20 tỷ tuy không nhiều, nhưng dưới sự khéo léo thúc đẩy của Hạ tưởng, dưới áp lực của Phó Thủ tướng Phó Bá Cử, lại thêm Lý Thấm ra tay làm rối loạn giá cổ phiếu xí nghiệp than, đồng thời thêm 30 tỷ của Liên Nhược Hạm, chắc chắn đại kế ắt thành. Đúng rồi. Tiền vốn của Liên Nhược Hạm là đô la Mỹ chứ không phải nhân dân tệ. Chính vì vậy, Hạ tưởng mới lập tức thấy phấn chấn, ngay lúc đó lại xem lại tỉ mỉ một lần nữa bản kế hoạch của Phó Tiên Phong, không quan tâm đêm đã khuya, lập tức gọi điện cho Phó Tiên Phong. Tiên Phong, bản kế hoạch của anh tôi đã xem rồi, rất tốt. Hạ tưởng nói tiếp, nhưng vẫn có một số chi tiết cùng với bước thúc đẩy cụ thể, cần phải thương lượng thêm. Không thành vấn đề. Phó Tiên Phong từng là đối thủ của Hạ tưởng, sau khi tới tỉnh Tương thì trở thành bằng hữu. Sau khi ông cụ Phó qua đời, mối thân tình giữa nhà họ Phó với Hạ tưởng càng thêm sâu sắc hơn. Bây giờ anh ta đặc biệt tin tưởng Hạ tưởng, coi Hạ tưởng là đồng minh đáng tin cậy nhất. Cậu cứ nói, tôi lập tức sửa lại. Thái độ của Phó Tiên Phong rất tốt, hơn nữa cũng rất khiêm tốn. Hạ tưởng vừa ngẩng đầu, vô ý nhìn thấy Phó Tiên Tiên đá chăn ra, lộ ra thân thể nõn nà. Bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao Phó Tiên Tiên cũng là em gái Phó Tiên Phong. Cũng may Phó Tiên Tiên bị điện thoại của Hạ tưởng làm thức giấc, mắt mơ màng, thấy Hạ tưởng đang gọi điện thoại, liền thè lưỡi, sau đó mới phát hiện thân thể lộ ra, đỏ mặt, vội vàng đắp lại chăn. Hạ tưởng thấy thoải mái hơn nhiều, vừa thảo luận xong rất nhiều chi tiết với Phó Tiên Phong. Ngày hôm sau, tỉnh ủy triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thảo luận việc trên mạng lại lần nữa bàn luận sôi nổi chuyện Trần Diễm. Trong cuộc họp, Lôi Trị Học phê bình Ban Uyên giáo không hoàn thành nhiệm vụ, Đông Phương Hiểu có thái độ khác thường, không biện bạch một câu, thản nhiên thừa nhận sai lầm, cũng làm kiểm điểm, chỉ rõ sự việc đột ngột phát sinh, Ban Tuyên giáo không kịp phản ứng. Với lại, sự việc trên mạng phản ánh về cơ bản cũng là thật. Đông Phương Hiểu còn nói, cô lập tức tới Bắc Kinh, giải quyết dứt điểm từ nơi bắt nguồn phát tán sự kiện Trần Diễm, tin tưởng từ sự ra mặt của Ban Tuyên giáo Trung ương. Có thể nhanh chóng bình ổn những tin đồn trên mạng. Sau khi Đông Phương Hiểu tự phê bình, Hạ tưởng liền phát biểu quan điểm của hắn. Đồng chí Lôi Trị Học,
tôi cho rằng sự kiện Trần Diễm không thể tái áp dụng biện pháp che đậy nữa. Càng che đậy ngôn luận, càng khiến người ta thêm tò mò, càng có người muốn tìm hiểu tới cùng. Không bằng tỉnh ủy thừa nhận sai lầm trên phương diện dùng người, đưa ra một giải thích hợp lý cho công chúng, tỏ thái độ với Trung ương. Ánh mắt Hạ Tưởng khi nói đều chú ý tới thái độ bất mãn của Vương Hướng Tiền. Tôi đồng ý với quan điểm của đồng chí Hạ Tưởng. Mao Thân Văn lên tiếng. Mọi người kinh ngạc, một người luôn theo sát Lôi Chỉ Học, lẽ nào lại đứng về phía Hạ Tưởng? Đương nhiên không phải, Hạ Tưởng biết rõ ràng thái độ của Mao Thân Văn là vì muốn làm trong sạch bản thân. Sau khi Trần Diễm ra nước ngoài, ban tổ chức cán bộ đã liên lạc được với Trần Diễm. Trần Diễm trả lời rõ ràng cô ta nhất định về nước, ra nước ngoài chỉ là vì giải quyết việc cá nhân. Nhưng cụ thể khi nào quay về, không nói rõ. Sau phát biểu của Ngô Tài Dương, Mao Thân Văn thấy rất áp lực, ông ta có vẻ không chịu nổi. Dư luận trên mạng đã tạt hướng về ban tổ chức cán bộ, sự kiện Trần Diễm vốn không liên quan tới Mao Thân Văn, nhưng tình hình tiếp tục bị làm lớn ra, nói không chừng cái chức trưởng ban tổ chức cán bộ của ông ta cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Lúc này, không có gì thông minh hơn là bảo vệ bản thân. Lôi Chỉ Học liếc nhìn Mao Thân Văn đầy sâu sắc, thái độ của Mao Thân Văn không ngoài dự liệu của lão. Sau phát biểu của Ngô Tài Dương không lâu, Mao Thân Văn liền báo cáo cho lão, đề xuất là lúc tỉnh ủy nên ra mặt tỏ thái độ rồi. Lôi Chỉ Học không phải không muốn tỏ thái độ, lão hiện tại cũng biết lực sát thương của dư luận mạnh mẽ thế nào. Dư luận không ngừng đả kích tỉnh Tây về việc không có trả lời thỏa đáng về chuyện Trần Diễm. Còn nữa, tài liệu tham khảo nội bộ phóng viên đã đệ trình lên cấp cao hơn, cuối cùng cấp trên có chất vấn tới hay không vẫn chưa rõ, tỉnh Tây nên có thái độ trước khi lãnh đạo Trung ương hỏi đến mới đúng. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, thừa nhận sai lầm trong sự kiện Trần Diễm, cũng phải thừa nhận việc Vương Hướng Tiền đóng một vai không mấy xuất sắc. Chuyện này vốn không lớn, nhưng nhân vật phía sau thúc đẩy mới quan trọng, hiện tại Trần Diễm ngược lại trở thành nhân vật phụ. Lãnh đạo tỉnh ủy đề bạt Trần Diễm mới là mục tiêu chính cho mọi người chỉ trích. Thủ pháp cao minh chuyển rời hỏa lực, Lôi Chỉ Học bất liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, lại lập tức nghĩ đến việc Trần Diễm ra nước ngoài, không biết có phải cũng là do Hạ Tưởng cố ý dàn xếp, liên kết với Trần Diễm, để diễn kịch. Trần Diễm vừa đi, mọi công kích trên mạng liền hướng về phía Vương Hướng Tiền. Lôi Chỉ Học thật sự bị làm khó, lão theo chính trị tới nay, chưa bao giờ khó hạ quyết định như lúc này. Cho dù có phải Hạ Tưởng và Trần Diễm diễn kịch hay không, dù sao sự việc còn khó giải quyết hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Muốn đem gốc rễ chuyện Trần Diễm giáng xuống người Vương Hướng Tiền, Vương Hướng Tiền kể cả không bị xử phạt, cũng phải làm bản kiểm điểm báo cáo lên tỉnh ủy. Vương Hướng Tiền kiểm điểm, uy danh chắc hẳn bị giảm sút nhiều, lời nói của y trong chính phủ sẽ yếu nhiều. Nghĩ tới sức nặng của Vương Hướng Tiền trong bộ máy ủy ban, Lôi Chỉ Học trong lòng đã có tính toán. Hạ Tưởng muốn mở ra cục diện ở tỉnh Tây, đầu tiên phải đứng vững trong bộ máy ủy ban, kỷ luật nghiêm minh, mới có thể thi hành mệnh lệnh. Vương Hướng Tiền chính là chướng ngại lớn nhất của Hạ Tưởng trong ủy ban, Hạ Tưởng ra tay với Vương Hướng Tiền, cũng là lẽ đương nhiên. Đồng chí Hướng Tiền có ý kiến gì không? Lôi Chỉ Học hỏi Vương Hướng Tiền, lão gần như hạ quyết tâm, chắc chắn phải có hy sinh cần thiết. Đương nhiên, lão sẽ không hy sinh Vương Hướng Tiền, mà là muốn người khác hy sinh. Vương Hướng Tiền vừa mở miệng, chưa kịp nói gì, liền bị người khác tranh mất, là Trương Duy Chiếu. Thật ngại quá, hình như tới lượt tôi phát biểu rồi. Điểm khiến người khác không hài lòng nhất của Trương Duy Chiếu là cắt ngang lời người khác, còn ra vẻ không cố ý, từ đầu tới cuối vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Tôi trình bày quan điểm của tôi. Lôi Chỉ Học có là người đứng đầu cũng không thể không cho Phó Bí Thư Tỉnh ủy phát biểu, đành đồng ý cho Trương Duy Chiếu lên tiếng. Đồng chí Vương Hướng Tiền cũng có phần trách nhiệm trong chuyện của Trần Diễm, từ đầu tới cuối, đồng chí Hướng Tiền không có biểu hiện rõ ràng, lại càng không tự mình phê bình trình bày lên tỉnh ủy. Tôi cho rằng đồng chí Hướng Tiền có phần mất quan đức. Trương Duy Chiếu nói một hồi, vẫn là điệu cười híp cả mắt, nhưng từng chữ lại như mũi tên nhọn nhằm vào Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền hoàn toàn biến sắc. Trương Duy Chiếu không phải bí thư, cũng không phải chủ tịch tỉnh, chỉ là phó bí thư tỉnh ủy. Nhưng lại dõng dạc phê bình y, Vương Hướng Tiền nhịn được mới lạ. Y với Trương Duy Chiếu cùng cấp phó bộ, tuy rằng Trương Duy Chiếu xếp trước y, nhưng cũng không thể phê bình y trong hội nghị thường vụ như thế. Vương Hướng Tiền phản kháng một câu. Tôi không thể chấp nhận chỉ trích của đồng chí Trương Duy Chiếu. Chưa dứt lời,
lại bị Hạ Tưởng chen ngang. Hy vọng đồng chí Trương Duy Chiếu luận việc không luận người. Đồng chí Hạ Tưởng nói rất đúng, tôi luận việc không luận người. Trương Duy Chiếu hiểu rõ lời của Hạ Tưởng thực chất là để xoa dịu công kích của Vương Hướng Tiền, anh ta ngoảnh đầu nhìn Vương Hướng Tiền một cái. Đồng chí Vương Hướng Tiền, năm đó anh vi phạm quy chế mà đề bạt Trần Diễm, thân là cán bộ cấp cao của đảng, nên có dũng khí thừa nhận sai lầm. Hôm nay Trương Duy Chiếu dường như có chút không ổn, chính là cố ý đối đầu với Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền không thể nhịn thêm, tức giận nói. Ai có thể đảm bảo cán bộ mình đề bạt sau này không tham ô? Theo suy luận của đồng chí Trương Duy Chiếu, nếu như cán bộ trước đây được anh đề bạt phạm sai lầm nghiêm trọng, anh cũng phải nhận lỗi từ chức hay sao? Vương Hướng Tiền cho rằng y có thể một câu mà đảo ngược tình thế, không ngờ Trương Duy Chiếu thản nhiên gật đầu. Nếu Trần Diễm là cán bộ do tôi đề bạt, tôi nhất định sẽ chủ động nhận sai, đồng thời làm kiểm điểm sâu sắc bản thân. Nếu đồng chí Vương Hướng Tiền có thể phát hiện bất kỳ cán bộ nào tôi đề bạt trước kia phạm lỗi lớn, tôi cũng không trốn tránh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Hướng Tiền không ngờ Trương Duy Chiếu muốn bước y vào chân tường, không còn lời nào để nói. Trốn quan trường, sợ nhất là kẻ đến bản thân mình cũng không tiếc, Trương Duy Chiếu bước y vào đường tuyệt, y vẫn chưa nhẫn tâm nói lời tàn độc. Vương Hướng Tiền ngây người, có người giải vây cho y, là Lưu Bình Hành. Hội nghị lần trước khi thảo luận việc Trần Diễm, Lưu Bình Hành không có thái độ gì, Hạ Tưởng không biết rõ lập trường của anh ta. Hôm nay, Lưu Bình Hành cuối cùng cũng cho thấy rõ xu hướng của mình. Lưu Bình Hành nói rất chậm, từng chữ từng câu, hình như mỗi chữ đều phải suy nghĩ kỹ. Tuy nói năm đó đồng chí Vương Hướng Tiền đề bạt Trần Diễm, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Trần Diễm thay đổi, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho đồng chí Hướng Tiền, không hợp lý, cũng không công bằng. Tôi đề nghị, nếu muốn có một giải thích với dư luận, cũng không thể do tỉnh ủy ra mặt, mà phải là thành ủy thành phố Tấn Dương đứng ra. Suy cho cùng, đồng chí Trần Diễm cũng là cán bộ của thành ủy thành phố Tấn Dương. Kẻ gây họa, hành động của Lưu Bình Hành, chính là muốn thành ủy thành phố Tấn Dương chịu trách nhiệm, cũng tức là khiến Trương Bình Thiếu phải chịu tiếng xấu. Trương Bình Thiếu cười lạnh. Công nhận, cách làm Lưu Bình Hành rất là thông thạo, hơn nữa lý do vô cùng đầy đủ. Trần Diễm quả thật là cán bộ thành ủy, do thành ủy Tấn Dương ra mặt, cũng phù hợp với lẽ thường. Nhưng ai ra mặt ai là người gánh trách nhiệm, thì phải gánh vác tất cả hậu quả. Mà chuyện Trần Diễm kết quả cuối cùng như thế nào, hiện tại trong đầu ai cũng thiếu tự tin, bởi vì Lôi Lôi chỉ học một bên muốn che giấu, Hạ Tưởng một bên muốn làm lớn chuyện, rốt cuộc ai cười đến cuối cùng, còn khó mà nói. Nếu là Hạ Tưởng thắng lợi, nếu như chuyện Trần Diễm dẫn phát làm chấn động quan trường tỉnh Tây, người chịu trách nhiệm nói không chừng sẽ mất quan cách chức. Sự tình trên quan trường, ai nói được rõ ràng. Việc nhỏ cũng có thể biến thành đại sự, cho nên, ai cũng không muốn bị dính đến có một chút trách nhiệm. Lưu Bình Hành tài giỏi ở chỗ, nếu Trương Bình Thiếu gánh chịu trách nhiệm, sẽ không sợ Hạ Tưởng tiếp tục đại náo, dù sao hiện tại đã xác định Trương Bình Thiếu là người của Hạ Tưởng. Huyên náo càng lớn, Trương Bình Thiếu càng xui xẻo, Hạ Tưởng chẳng khác nào là mang tảng đá đập vào chân mình. Không ít người ánh mắt liền lập tức rơi xuống trên người Trương Bình Thiếu. Trương Bình Thiếu khóe miệng lộ ra một vẻ tươi cười, mở miệng nói ra. Cách nói của đồng chí Bình Hành, trên logic có vấn đề. Trần Diễm là cán bộ thành ủy không giả, nhưng Trần Diễm là phó chủ mặt trận Tổ quốc, là cán bộ tỉnh quản. Cán bộ tỉnh quản, cán bộ thành ủy, có nhiều điểm khác nhau sao? Đồng chí Bình Thiếu chớ quên, Trần Diễm vẫn ở ngay thành phố đảm nhiệm chức vụ chính đảng, cũng có một biệt hiệu kêu chỉ cả Tấn Dương. Lưu Bình Hành tiếp tục dốc hết sức mà mang Trần Diễm đổ lên thành ủy Tấn Dương. Tôi cũng xin đồng chí Bình Hành chớ quên, Trần Diễm nhiều lần đề bạt đều là kết quả lãnh đạo tỉnh ủy cá biệt can thiệp. Trương Bình Thiếu một bước cũng không nhường, ở sự tình liên quan quyền lợi bản thân trước mắt, ai cũng sẽ không nhượng bộ. Đủ rồi, không nên tranh cãi. Hạ Tưởng cuối cùng to tiếng. Tôi nói một chút quan điểm của tôi. Ánh mắt mọi người cũng lại rơi xuống trên người Hạ Tưởng. Không cho dư luận một lời giải thích là không được, nhưng hiện tại không phải là vấn đề trách nhiệm không rõ, mà là do ai gánh vác vấn đề. Tôi cho là, nếu Trần Diễm là cán bộ thành ủy, vẫn là do thành ủy Tấn Dương ra mặt nói rõ hàm ý một chút cho thỏa đáng. Lời nói Hạ Tưởng khiến cho phòng hội nghị xôn xao một trận thảo luận, Hạ Tưởng mang cầu đá đến chân Trương Bình Thiếu, Trương Bình Thiếu lại là người của Hạ Tưởng. Chẳng phải là nói,
Hạ Tưởng sẽ không tiếp tục thúc đẩy sự tình Trần Diễm lên men. Chỉ có điều, Hạ Tưởng vừa chuyển hướng nói. Đồng chí Hướng Tiền vẫn cần phải tỏ thái độ với tỉnh ủy, phải nhận thức sai lầm. Trong mắt Trương Bình Thiếu hiện lên ý không giải thích được, Hạ Tưởng bỗng nhiên ra mặt đề xuất yêu cầu thành ủy gánh trách nhiệm đành phải không nói gì nữa. Lôi Trị Học thấy thế, vội thuận theo tình thế tiếp nhận. Tôi cho rằng đề xuất của đồng chí Hạ Tưởng có thể thực hiện được. Dù cho Hạ Tưởng xuất phát từ cân nhắc gì đó, dù sao do thành ủy ra mặt gánh vác nhầm lẫn dùng người không rõ. Dù sao vẫn tốt hơn để Vương Hướng Tiền hao tổn thanh danh. Vương Hướng Tiền kiểm điểm với tỉnh ủy là nội bộ giải quyết, sẽ không công khai nói đúng là bảo toàn thanh danh. Hẳn là phương án giải quyết tốt nhất trước mắt, triệu chứng đau đầu Lôi Trị Học giảm nhẹ rất nhiều, bỗng nhiên cảm thấy Hạ Tưởng cũng có một mặt khả ái, chí ít hắn cũng một lòng sắp xếp vì tỉnh ủy giải nạn. Hội nghị cuối cùng đạt được nhận thức. Sau cuộc họp, Lôi Trị Học và Hạ Tưởng gặp mặt nhau, trao đổi một chút về việc diễn đạt và chi tiết công bố vấn đề với bên ngoài, lẽ ra giống như họp hội ý phải có phó bí thư tỉnh ủy nữa, cũng không biết là Lôi Trị Học sơ sót, hay là Trương Duy Chiếu có chuyện, dù sao Trương Duy Chiếu không có mặt, Hạ Tưởng cũng không hỏi nguyên nhân nhiều. Ý vị sâu xa chính là, nếu thành ủy ra mặt gánh vác, Đông Phương Hiểu nhất định sẽ không cần tiến vào Bắc Kinh làm nhiệm vụ khai thông, chẳng ngờ Đông Phương Hiểu buổi chiều cùng ngày vẫn là bay đi Bắc Kinh. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy vào Bắc Kinh cũng không khó hiểu, kỳ lạ chính là, cùng đi với Đông Phương Hiểu lại là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tổ Dương Nhâm Hải. Dương Nhâm Hải vào Bắc Kinh tham gia hội nghị ban tổ chức trung ương, nhưng đúng lúc Đông Phương Hiểu cùng đi vẫn là khiến không ít người dẫn phát suy đoán, trước kia Dương Nhâm Hải và Đông Phương Hiểu cũng không giao tình, sao lại đột nhiên đến gần như thế. Hiện tại thế cục tỉnh Tây rất tinh vi không khéo léo không được. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh bất luận người nào khi đảm nhiệm, nhất định sẽ gợi ra giao tiếp và chấn động quyền lực. Nếu như trước kia Dương Nhâm Hải và Đông Phương Hiểu đồng hành, cũng sẽ không có người suy đoán gì, chỉ cho rằng là một lần trùng hợp, nhưng hiện tại, thực sự ai cũng sẽ không cho rằng chỉ là một sự trùng hợp. Mấu chốt còn có một điểm, Đông Phương Hiểu và Dương Nhâm Hải mới vừa đi, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy liền triệu tập cuộc họp nghiên cứu. Học tập chỉ thị tinh thần của Ngô Tài Dương ban tổ chức cán bộ mở cuộc họp là bình thường, không bình thường chính là, ban truyền giáo dốc hết sức mà tuyên truyền ở các truyền thông trong tỉnh, đem cuộc họp của ban tổ chức cán bộ, đặt vào vị trí quan trọng của rất nhiều trang báo truyền thông. Từ đó liên tưởng đến việc Dương Nhâm Hải và Đông Phương Hiểu đồng thời đi công tác, ý tứ hàm xúc trong đó liền đậm hơn, không ít người hoảng sợ chẳng lẽ nào nói chủ tịch tỉnh Hạ đồng thời nắm cả ban tuyên giáo và ban tổ chức cán bộ. Lại nghĩ. Nói là nắm trong tay rõ ràng vô cùng khoa trương, nhưng ít ra biểu lộ một điểm, tay chủ tịch tỉnh Hạ đã đồng thời luồn vào ban tuyên giáo và ban tổ chức cán bộ. Đối với các loại suy đoán của tỉnh ủy, Hạ Tưởng một mực mắt điếc tai ngơ, tới địa vị cao rồi sẽ có được khả năng miễn dịch đối với các loại nghị luận, hắn chẳng những có lực miễn dịch, còn bởi vì trong lòng có dự kiến trước. Đông Phương Hiểu vào Bắc Kinh là tiếp nhận ân cần dạy bảo mà đi, vừa lúc Diệp Thiên Nam cũng vào Bắc Kinh. Tin tưởng Đông Phương Hiểu và Diệp Thiên Nam lúc đó phải có một lần đàm luận sâu sắc. Mà Dương Nhâm Hải vào Bắc Kinh, là cùng phó bá cử gặp mặt. Đúng vậy, Dương Nhâm Hải là dòng chính nhà họ Phó, y vào Bắc Kinh gặp mặt Phó Thủ tướng Phó Bá Cử, là vì đại kế của Phó Tiên Phong tiến đến tỉnh Tây khống chế nguồn năng lượng. Trên cơ bản tất cả tỉnh Tây tiến triển cũng ở đâu vào đấy mà đẩy mạnh bên trong, thì ngay cả Hạ Tưởng đề xuất cho thành ủy Tấn Dương gánh lấy tai họa sự tình Trần Diễm. Cũng là một bộ phận trong toàn bộ kế hoạch. Trần Diễm đi nước ngoài, khiến Hạ Tưởng thay đổi chủ ý, cũng nhạy bén mà nắm bắt thời cơ, hắn chẳng những muốn đem sự tình Trần Diễm hoãn chậm lại, còn muốn vì Trần Diễm tranh thủ một cơ hội giao giá không hạn độ. Bởi vì hắn từ bên trong cuộc đọ sức của Trần Diễm và Giang An, tìm ra một người điểm vào tuyệt hảo. Cổ phần sản nghiệp mỏ An Đạt. Mặc dù Nga Ni Trần trong tay có được 5% cổ phần khoáng nghiệp An Đạt, nhưng bởi vì sản nghiệp mỏ An Đạt có cơ cấu quyền cổ phần rất phức tạp, tạm thời không thể mở ra cánh cửa nghiêm mật của ngành mỏ An Đạt. Nếu trong cuộc đối đầu của Giang An và Trần Diễm nhường một bước, xuất ra 5% cổ phần khoáng mỏ An Đạt cho Trần Diễm, như vậy cổ phần trong tay Giang Cương sẽ bị vơi bớt đi. Trần Diễm là ai? Trần Diễm là một người phụ nữ thông minh, một người phụ nữ xinh đẹp mưu cầu danh lợi, Hạ Tưởng ngay từ đầu lợi dụng chuyện của cô trấn áp uy danh của Vương Hướng Tiền. Đến hiện tại đúng lúc thu tay lại, đem sự tình khống chế ở trong phạm vi nhất định, từ đầu đến cuối nắm trong tay cho qua tiết tấu câu chuyện,
với ý đồ đạt tới hiệu quả lợi nhuận hóa lớn nhất. Do thành ủy Tấn Dương ra mặt gánh trách nhiệm, cũng không thể xem như là trách nhiệm, chỉ có điều ra mặt giải thích một chút, kết quả cuối cùng của sự kiện vẫn còn treo đó, đúng là vì vậy, sự kiện Trần Diễm liền như thanh kiếm sắc bén treo trên đầu Vương Hướng Tiền, lúc cần, có thể bất cứ lúc nào rơi xuống, Vương Hướng Tiền hướng tỉnh ủy làm ra kiểm điểm, ở mặt ngoài thành ủy Tấn Dương lưng gánh tiếng oan, trên thực tế, Vương Hướng Tiền mới là người tổn hao uy danh nhiều nhất. Tấn Dương với danh nghĩa thành ủy ra mặt giải thích, cũng không phải trách nhiệm đến người, mà Vương Hướng Tiền hướng tỉnh ủy kiểm điểm tức là thừa nhận ở trong sự kiện Trần Diễm có trách nhiệm lãnh đạo không thể trốn tránh, chẳng qua chưa hề chính thức công khai với bên ngoài mà thôi. Chỉ cần khi thời cơ thích hợp, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể sẽ đem việc này châm ngòi. Hiện tại, để giúp Trần Diễm một tay, để Trần Diễm có thể thuận lợi lấy được 5% cổ phần từ khoáng nghiệp An Đạt, thì tạm thời cứ cho sự kiện Trần Diễm chìm xuống. Dù sao mục đích trấn áp Vương Hướng Tiền của Hạ Tưởng đã đạt được, mà tiền lương Trần Diễm đã lĩnh nhiều năm đã giao đủ số trước khi cô đi nước ngoài, còn liên quan tới việc miễn đi chức phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố của Trần Diễm, đã khởi động thủ tục tương quan, sự tình, đều được giải quyết suôn sẻ. Có thể nói, Hạ Tưởng từ khi đảm nhiệm tỉnh Tây đến nay, các hạng mục công việc tiến triển tốt đẹp, so với lúc mới tới tỉnh Tề thì thuận lợi rất nhiều, cũng là kết quả mà Hạ Tưởng phòng ngừa chu đáo, sớm dự kiến. Tin tưởng trải qua việc này, Vương Hướng Tiền sẽ thành thật một thời gian. Nếu y còn dám đề cao lôi trị học ở bộ máy chính phủ, Hạ Tưởng có rất nhiều biện pháp châm lại sự kiện Trần Diễm, sau đó khiến cho Vương Hướng Tiền nhóm lửa tự đốt. Khí thế Vương Hướng Tiền không đánh áp đi, thì công tác của hắn ở bộ máy chính phủ không thể khai triển, quyền uy không thể tạo dựng nên, như vậy kế hoạch lớn trong lòng hắn muốn thực hiện, chính là một giấc mộng không tưởng. Ngồi ở bên trong văn phòng, nhìn ngoài cửa sổ đầy dãy cây xanh tươi tốt, hắn bỗng nhiên cảm thấy, mùa xuân Tấn Dương, cũng có một mặt xinh đẹp. Điện thoại đúng lúc vang lên, là Hứa Quan Hoa điện tới. Gần đây Hứa Quan Hoa rất bận, sau khi chỉnh đốn quân khu Dương Thành, quân ủy Trung ương sẽ mời dự họp nội bộ một lần, Hứa Quan Hoa và Mộc Phong được ghi lại hai công trạng, thông báo khen ngợi. Vì sao khen ngợi, Hứa Quan Hoa và Mộc Phong vừa lập công gì đó, cũng không nói rõ. Cũng không có giải thích, dù sao khen thưởng là được. Sau khi lập công khen ngợi, Hứa Quan Hoa thăng chức trung tướng. Mộc Phong thăng chức thiếu tướng, đồng thời Hứa Quan Hoa được bổ nhiệm làm tư lệnh viên quân khu Dương Thành, Mộc Phong được bổ nhiệm làm chính ủy quân khu Lĩnh Nam, tin đồn Mộc Phong sẽ thay thế Thi Khải Thuận giữ chức tư lệnh quân khu Lĩnh Nam ban đầu, được chứng thực là giả. Nhưng mặc dù Mộc Phong không có đảm nhiệm tư lệnh quân khu Lĩnh Nam, nhưng thành công thăng tiến làm thiếu tướng và còn giữ chức chính ủy, có thể nói đã có bước tiến cực lớn. Mà Hứa Quan Hoa lại vừa mới có tiếng tăm, ở giai đoạn thiếu tướng sau gần 10 năm phấn đấu, rốt cục rảo bước tiến lên hàng trung tướng, đồng thời giữ chức tư lệnh quân khu Dương Thành một trong 7 đại quân khu, mấu chốt cũng là một bước nhân sinh quan trọng không gì so sánh được. Dòng chính lão cổ rốt cục có một người đảm nhiệm một trong 7 đại quân khu, cũng bởi vì sau sự kiện Ngô Hiểu Dương, được Hạ Tưởng trợ giúp, mượn thế lão quý và nhà họ Trịnh. Nếu không thì với lực một người lão cổ, cho dù có thể thúc đẩy Hứa Quan Hoa thượng vị, ít nhất cũng phải trễ đến trên 5-6 năm. Về phần Thi Khải Thuận, vẫn như cũ giữ chức tư lệnh quân khu Lĩnh Nam, nhưng cách nói bên trong quân ủy là, sinh mạng chính trị của Thi Khải Thuận đã kết thúc, nhiều nhất một năm rưỡi sau, Thi Khải Thuận từ chức vì bệnh nặng. Khi Hứa Quan Hoa và Mộc Phong được công khai khen ngợi và thăng chức, sau đó quân ủy chính thức công bố tin Ngô Hiểu Dương chết với hàm ý bên trong quân ủy nhằm vào chuyện Ngô Hiểu Dương đã đạt được thỏa hiệp nào đó, giải quyết hậu quả Ngô Hiểu Dương cũng được xử lý thích đáng, càng có nghĩa là đấu tranh bên trong quân ủy vậy quanh sự kiện Ngô Hiểu Dương tạm thời chấm dứt. Theo sau, ở Bắc Kinh và tỉnh Tây đồng thời đã xảy ra hai sự kiện, mang ý nghĩa thế cục quốc gia và thế cục tỉnh Tây, chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai trước đại hội lần thứ 18. Chuyện đã xảy ra tỉnh Tây tạm thời không có quan hệ với Trần Diễm, mà là có liên quan với hành động đặc biệt. Trước khi Trần Diễm về nước, Hạ Tưởng quyết định tạm gác lại sự kiện Trần Diễm, hiện tại chủ yếu cũng là sự kiện Trần Diễm bị kẹp trên một gút mắc, chỉ có chờ sau khi Trần Diễm dàn xếp vấn đề cùng Giang An, mới có thể tiến thêm một bước. Trước khi Hạ Tưởng ra tay gạt bỏ chướng ngại lớn nhất bên trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì biết chắc chắn sẽ dẫn phát bắn ngược. Vương Hướng Tiền ở tỉnh Tây có mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế. Y theo bí thư thành ủy Tấn Dương đến phó chủ tịch tỉnh, lại đến phó chủ tịch thường trực tỉnh, số năm ở Tấn Dương vượt qua 10 năm, ở trên vị trí phó chủ tịch tỉnh hơn 6 năm, có
có thể không có một nhóm tử trung đi theo. Không có mới là lạ. Hành động đặc biệt điều tra bài trừ tham ô, mở rộng không lâu, thì gặp lực cản chồng chất. Mã Hoài Minh là thế lực Tào Vĩnh Quốc để lại, cũng là quả lớn còn lại khi Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm ở tỉnh Tây. Hạ Tưởng vừa lên đảm nhiệm Mã Hoài Minh đã nhanh chóng dựa dẫm không hề do dự, bởi vì y không chỉ chịu ân huệ của Tào Vĩnh Quốc rất nhiều, còn bởi vì y bị Vương Hướng Tiền gạt bỏ ở bên trong bộ máy chính quyền. Thực ra Lôi Trị Học cũng biết Mã Hoài Minh là thế lực của Tào Vĩnh Quốc, nhưng vẫn không có cách điều chuyển Mã Hoài Minh, chủ yếu cũng là Mã Hoài Minh đối nhân xử thế cẩn thận, mọi chuyện cẩn thận không có sai sót, ai muốn đâm chọc y cũng không thể được. Người cẩn thận không sai lầm, không có nghĩa là không có lý tưởng. Mã Hoài Minh đối nhân xử thế chính trực, một lòng vì nước vì dân, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là nhát gan thì ánh mắt không đủ lâu dài, so sánh với nhau, ưu điểm chính là nếu là người mà y đã nhận định, nhấn định y sẽ đi theo tới cùng. Mã Hoài Minh phụ trách hành động đặc biệt điều tra tham ô, hơn nữa theo tình thế lấy được khâu bảo vệ môi trường từ trong tay Vương Hướng Tiền, xem như y ở Ủy ban Nhân dân tỉnh nhậm chức nhiều năm có được một bước vững chắc nhất. Thực ra kinh nghiệm y còn hơn cả Vương Hướng Tiền, lại chỉ là một phó chủ tịch tỉnh bình thường, từ đầu đến cuối chưa vào ủy viên thường vụ. Khi Mã Hoài Minh đầy lòng tin, hạ lòng hạ dạ mà chuẩn bị thi triển tay chân bên trong hành động đặc biệt điều tra xử lý nước thải, trả cho dân chúng một mảnh trời xanh, trả cho tỉnh Tây ngày mai tươi sáng, nhưng lại gặp phải lực cản và khó khăn không thể tưởng tượng. Đầu tiên là thái độ tiêu cực bằng mặt không bằng lòng của các xí nghiệp than đá lớn, làm cho y căm tức rồi lại không có cách nào khác. Các xí nghiệp than đá lớn là các hộ xả nước thải lớn, vừa là hộ có lợi nhuận thuế, mỗi một ông chủ mỏ than gần như đều là đại biểu hội đồng nhân dân hoặc mặt trận tổ quốc, mỗi người lại nhiều tiền thế lớn, sau lưng có người chống đỡ, đối với công tác điều tra của y ở mặt ngoài thì phối hợp, bên trong sớm đã có được thông báo, chỉ có bề ngoài làm được vô cùng xinh đẹp trên thực tế vấn đề xử lý nước thải cũng không có trị tận gốc được. Nói cách khác, nhóm chủ mỏ than căn bản là không xem hành động đặc biệt xử lý nước thải của Ủy ban Nhân dân tỉnh ra gì, chỉ có điều lướt qua. Thậm chí có người nói nếu thật muốn nghiêm khắc thanh tra xử lý nước thải, kinh tế tỉnh Tây thụt lùi 20 năm cũng không bồi thường được thiệt hại ngừng sản xuất. Giang Cương còn châm biếm việc thanh tra xử lý nước thải là làm cho có là ăn no không có việc gì để làm, đầu óc nóng lên. Hai lựa chọn tỉnh Tây chính là, hoặc là kiếm tiền ô nhiễm, hoặc là bần cùng sạch sẽ, không có lựa chọn điều hòa. Ở dưới phòng ngự một lòng đoàn kết liên hợp của chủ mỏ than, trận chiến mở màn của Mã Hoài Minh thất bại, vô công mà trở về. Mã Hoài Minh đương nhiên sẽ không can tâm, ông ấy dù sao đường đường cũng là phó chủ tịch tỉnh. Ngay cả mấy người chủ mỏ than cũng bắt không được, có vẻ rất là bất lực, liền đột nhiên quyết định áp dụng phương thức kiểm tra đột kích. Kết quả, mặc dù bố trí trước đó chu đáo chặt chẽ như thế nào, sắp xếp cẩn thận như thế nào, mỗi lần kiểm tra đột kích luôn vồ hụt, thậm chí có mấy lần Mã Hoài Minh còn chú ý tới chủ mỏ than cười đắc chí, ông ấy liền biết, bên trong tổ hành rộng đặc biệt có người mật báo cho chủ mỏ than. Khi kiểm tra đột kích mỏ than An Đạt của Giang Cương là một chỗ ô nhiễm nghiêm trọng, đợi bọn người Mã Hoài Minh đến hiện trường, lại phát hiện chỗ ô nhiễm sạch sẽ không có một giọt nước ô nhiễm, đúng, một giọt cũng không có, xinh đẹp như minh tinh Hàn Quốc được giải phẫu thẩm mỹ. Nếu chất thải có một nửa nước ô nhiễm một nửa nước sạch, cũng là đạt tới tiêu chuẩn nước thải, cảm giác Mã Hoài Minh bị mắc lừa còn nhẹ một chút, chỉ ít thủ đoạn đối phương coi như có thành tâm, trong lòng có sợ hãi. Hiện tại sạch sẽ chẳng khác phòng tắm khách sạn 5 sao. Thì đã nói lên đối phương sớm đã biết rằng ông ấy hôm nay sẽ đến kiểm tra đột kích, hơn nữa còn bày ra màn kịch mời y thưởng thức, ý nghĩa chính là, không phải muốn thanh tra nước thải sao. Mời xem, sạch sẽ đến mức có thể tắm đấy. Thực ra chính là giáp mặt châm biếm làm mất mặt. Giang Cương tự mình tiếp đãi Mã Hoài Minh, một bên vô cùng kính cẩn mà báo cáo thành tích to lớn ở phương diện xử lý nước thải của mỏ than An Đạt, một bên hướng về phía Mã Hoài Minh oán trách. Chủ tịch tỉnh Mã. Hành động đặc biệt là chuyện tốt, nhưng lúc nào cũng kiểm tra đột kích, ảnh hưởng đến sản xuất của xí nghiệp, một lần kiểm tra phải ngừng sản xuất 3 ngày để sắp xếp tiếp đón, không nói hao tài tốn của, còn ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi ích sản xuất xí nghiệp. Hiệu quả và lợi ích xí nghiệp giảm xuống thì ảnh hưởng thu nhập từ thuế chính phủ. Giang Cương âm thầm ở mặt ngoài bày một đạo, lại giáp mặt kêu khổ kêu oan, Mã Hoài Minh không tức giận mới là lạ. Đồng chí Giang Cương, chủ tịch tỉnh hạ lệch thế, tha rằng đóng cửa xí nghiệp xử lý nước thải không hợp lý, cũng không có thể dựa vào việc hy sinh sức khỏe nhân dân đổi lấy kinh tế tăng trưởng.
Giang Cương cười quái dị. Phó Chủ tịch Tỉnh Mã nếu tiếp xúc với cuộc sống nhân dân tầng thấp nhất, sẽ không nói như vậy. Không biết có bao nhiêu người công nhân khai thác mỏ xem tôi là cứu tinh, kêu khóc muốn xuống giếng. Chỉ cần có thể xuống giếng, sống chết đều là tiền. Sống thì tranh món tiền nhỏ, chết thì lời đống tiền lớn, như thế nào đều có lợi. Trong mắt Mã Hoài Minh phun ra lửa giận. Giang Cương, nói chuyện với ông đúng là hại não. Phó Chủ tịch Tỉnh Mã, lương tâm là nhiệt, nhưng mà than đá là băng. Tôi đã vì chính phủ giải quyết vấn đề công ăn việc làm, hàng năm còn nộp lên hơn mấy tỷ thu nhập từ thuế, cũng là ủy viên mặt trận Tổ quốc, tôi có thể nói không hổ thẹn, tôi là người nộp thuế vinh quang. Giang Cương mới không sợ Mã Hoài Minh, một phó chủ tịch tỉnh không phải ủy viên thường vụ, không có người đứng sau mạnh mẽ cứng rắn, muốn động tới gã. Mơ đi! Với căn cứ hùng hậu ông ấy ở tỉnh Tây, đừng nói Mã Minh, Lôi nghiên cứu học vấn cũng đừng nghĩ di chuyển trên một chút. Mã Hoài Minh tức giận đến phải tay áo bỏ đi. Mã Hoài Minh gặp phải đủ lực cản cùng ám chiêu, y cũng không có báo cáo với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng là từ con đường khác hiểu rõ ngọn nguồn. Đối với cảnh ngộ Mã Hoài Minh gặp được, Hạ Tưởng sớm đã đoán trước, tập đoàn lợi ích khổng lồ quan thương cấu kết ở tỉnh Tây, mức độ chặt chẽ và đồng tâm hiệp lực, vượt xa sức tưởng tượng của ngoài giới. Thực ra Mã Hoài Minh cũng không biết chính là, mặt ngoài y thanh tra xử lý nước thải, thì sau lưng, Nga Ni Trần và Tiểu Ngũ cũng không nhàn rỗi, đi theo sau lưng y, hệ thống lại các xí nghiệp tỉnh Tây có ô nhiễm nghiêm trọng. Mã Hoài Minh không tiện vì mới gặp lực cản liền hướng Hạ Tưởng báo cáo, để tránh việc hơi có vẻ hơi khó khăn thì hướng lãnh đạo tố cáo là biểu hiện rất không có năng lực, nhưng hai đôi mắt sau lưng y thu hết những gì y gặp được vào tầm mắt, chẳng những tỉ mỉ kể lại mỗi một khó khăn với Hạ Tưởng. Hơn nữa còn từ bên cạnh phân tích quy mô sản xuất của từng xí nghiệp xử lý nước thải, giá trị sản lượng lợi nhuận thuế cùng với người đứng sau. Có thể nói, Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ ở sau lưng làm rất nhiều công tác, ở mặt ngoài thì giành được thành tích mạnh mẽ lớn hơn so với Mã Hoài Minh, cũng đúng là mưu tính từ trước đến giờ của Hạ Tưởng. Hắn ngay từ ban đầu đối với việc Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ đạo do Mã Hoài Minh phụ trách hành động đặc biệt xử lý nước thải, không ôm hy vọng quá lớn. Nga Ni Trần và Tiểu Ngũ ẩn nấp ở sau lưng hành động đặc biệt, mượn Mã Hoài Minh ngoài mặt xuất khích hiểm trợ mà ra tay từ bên cạnh, mới là dụng tâm sâu xa của Hạ Tưởng. Trên cơ bản có thể nói, mượn gió đông của hành động đặc biệt, để Hạ Tưởng bới móc tới cùng đối với xí nghiệp xử lý nước thải trọng điểm tỉnh Tây. Mà ở Bắc Kinh phát sinh một việc, dường như cùng hành động đặc biệt xử lý nước thải của tỉnh Tây không có liên quan, nhưng giống với lần trước Ngô Tài Dương nói chuyện ở thời cơ vô cùng mẫn cảm. Hơn nữa làm người ta không thể không suy nghĩ sâu xa chính là, Thủ tướng một lần nữa phát biểu quan trọng trên diễn đàn phát triển bền vững, vì Ủy ban Nhân dân hành động đặc biệt thanh tra nước thải của tỉnh Tây, đưa ra chính sách mạnh mẽ. Thủ tướng phát biểu đề mục là, tuyệt đối không dựa vào hy sinh sức khỏe của nhân dân đổi lấy tăng trưởng kinh tế. Trung Quốc là người ủng hộ và người thực tiễn kiên quyết theo sự phát triển bền vững. Trong giá trị phong tục của Trung Quốc, ẩn chứa tinh thần phát triển bền vững. Hơn 2.000 năm trước, triết học gia Trung Quốc cổ đại đề xuất ra thiên nhân hợp nhất, suy nghĩ đạo pháp tự nhiên, khởi xướng người và thiên nhiên hài hòa chung sống, đây là cảnh giới cao nhất để theo đuổi duy trì phát triển. Trung Quốc là quốc gia phát triển lớn nhất trên thế giới, đang đứng ở công nghiệp hóa, tiến trình phát triển hóa giữa thành phố và thị trấn, lúc phát triển không cân bằng, không phối hợp, vấn đề không thể liên tục duy trì vẫn rất thực nổi trội. Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc kém, người chỉ giữ lấy lượng thấp. Môi trường sinh thái mỏng manh, các nơi phát triển rất không cân bằng, dựa theo chuẩn xóa đói giảm nghèo của đất nước mới. Chúng ta tuyệt đối không được dựa vào VAT sinh môi trường sinh thái và sức khỏe nhân dân để đổi lấy tăng trưởng kinh tế, nhất định đi theo con đường phát triển văn minh của phát triển sản xuất, cuộc sống giàu có, sinh thái tốt đẹp. Thủ tướng phát biểu là nói với bạn bè quốc tế và giới công thương nhân sĩ, cũng không phải lên tiếng ở trên hội nghị kinh tế trong nước, vì vậy, nội dung phát biểu rất sinh động. Nhưng đưa ra vấn đề rất hiện thực cũng rất sắc bén, nhất là trịnh trọng tuyên bố tuyệt đối không dựa vào việc hy sinh sức khỏe nhân dân đổi lấy tăng trưởng kinh tế, quả thực chính là lời khẳng định dứt khoát đối với hành động đặc biệt thanh tra xử lý nước thải tỉnh Tây. Đương nhiên Hạ Tưởng biết rằng Thủ tướng và Ngô Tài Dương giống nhau, không phải là có ý nghĩa khẳng định đối với hành động đặc biệt tỉnh Tây, có thể nói cũng chỉ là một sự trùng hợp có tâm không có ý định. Chẳng qua Ngô Tài Dương và Thủ tướng hai lần phát biểu trùng hợp với thời cơ rất nhạy cảm, làm cho bên ngoài hiểu lầm là Hạ Tưởng mượn thế lực Ngô Tài Dương và Thủ tướng, ý đồ tạo áp lực từ trên xuống dưới,
phải từ hai mặt nhân sự và thi hành biện pháp chính trị phá cục. Sau khi thủ tướng phát biểu, lúc này Lôi Trị Học gọi cuộc điện thoại khiếp sợ và cầu giải đáp về phía Bắc Kinh. Cùng lúc Lôi Trị Học điện thoại tới Bắc Kinh, Hạ Tưởng cũng hướng về phía Bắc Kinh đánh ra một cú điện thoại mấu chốt. Tuy nhiên khác biệt với trong mắt Lôi Trị Học chỉ có lãnh đạo Trung ương chỉ thấy núi cao không thấy cỏ nhỏ chinh là, điện thoại của hắn là gọi cho dân chúng thuộc tầng lớp thấp nhất Lão Lý. Lão Lý ở Bắc Kinh được bảo hộ nghiêm ngặt, sau khi tiết lộ với Dương Uy những rủi ro mà ông ấy gặp phải, thì khiến cho Dương Uy đã gặp qua rất nhiều việc bất bình cũng tức giận đến sôi gan. Sau cuộc điện thoại của Hạ Tưởng, ở có Dương Uy cùng đi, Lão Lý từ Bắc Kinh bay tới Tấn Dương. Một người gần như bị mọi người lơ là, cuối cùng mang đến lực phá hoại, đúng là không thể tưởng tượng. Chắc chắn ngàn năm sau, nhà sử học đời sau coi sự kiện Trần Diễm là phục bút của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây, xem sự kiện Lão Lý như mồi lửa của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây, mà cuối cùng ở phía trên một điểm mấu chốt, sự kiện Trần Diễm và Lão Lý sáp nhập một chỗ, một phát làm tỉnh Tây nổ tung mờ mịt cả bầu trời. Khi Dương Uy và Lão Lý còn chưa tới Tấn Dương, Phó Tiên Tiên tạm thời quay về Bắc Kinh. Gần đây quả thật Phó Tiên Tiên bận tối mày tối mặt, nhà họ Phó vì cái chết của ông cụ Phó, trên chính trị tổn thất lớn, nhưng trên kinh tế gần đây gặt hái liên tục, các nơi đều sôi nổi truyền đến tin mừng. Chẳng những nhà máy trang phục phải xây dựng thêm, nhà máy thuốc đông y phải tăng gia sản xuất, kế hoạch nguồn năng lượng của Phó Tiên Phong sắp được thúc đẩy, vân vân, đều cần Phó Tiên Tiên bay tới bay lui. Phó Tiên Tiên liền thành người bay trên không. Khi tan tầm, Hạ Tưởng nhận được điện thoại Nga Ni Trần, đề xuất buổi tối cùng nhau ngồi xuống, Hạ Tưởng hơi suy nghĩ liền đáp ứng, mặc dù buổi tối hắn còn có chuyện phải làm, nhưng đã kéo dài vài ngày, nếu không gặp mặt Hoa Nhài Vàng, bạc quả thật cũng không thể nói nổi. Hoa Nhài Vàng, bạc đi tới Tấn Dương đã vài ngày, ngoài là với danh nghĩa đến Tấn Dương khảo sát thị trường, mục đích chân thật là cái gì, Hạ Tưởng cũng không suy đoán được, nhưng hắn biết, bên trong chủ tính kinh doanh của Nga Ni Trần, cũng không dự định tới Tấn Dương mở khách sạn. Hoa Nhài Vàng, bạc đã tốt nghiệp Đại học Quản lý Khách sạn từ Thụy Sĩ, sau khi về nước luôn luôn giúp Nga Ni Trần quản lý kinh doanh tại Bắc Kinh. Bộ phận chủ yếu vẫn là Nga Ni Trần chính mình làm chủ, phương diện kinh doanh khách sạn thì giao toàn quyền trách nhiệm cho Hoa Nhài Vàng, bạc. Coi như làm rất được, chủ yếu cũng là Nga Ni Trần ở Bắc Kinh gây dựng toàn bộ cơ sở trụ cột đã đi lên quỹ đạo, cũng không có nhiều chỗ bận tâm lo lắng. Hạ Tưởng thu dọn đâu vào đó, đang muốn ra cửa, thì đúng lúc điện thoại vang lên. Gần đây nhiều việc, Đường Thiên Vân lại đi ra ngoài làm việc, hắn liền trực tiếp nghe điện thoại. Chủ tịch tỉnh Hạ tự mình nghe điện thoại, không qua thư ký truyền đạt, thật đúng là bình dị gần gũi. Vừa bắt đầu đã nói một câu trêu chọc, Hứa Quan Hoa trong lòng không tồi. Hạ Tưởng cũng cười. Quan Hoa, anh thăng quan đến trêu chọc tôi hả? Tôi nói anh biết phải tiếp tục giữ không kiêu ngạo, duy trì tác phong khiêm tốn cẩn thận. Chủ tịch tỉnh Hạ, không nê mới bắt đầu đã dậy đời, ít nhiều cho tôi kiêu ngạo một hai ngày. Lão cổ đã giáo dục tôi vài lần, ngay trước mặt anh tôi mới lộ ra một chút phong thái thắng lợi, ở trước mặt người khác, luôn rất khiêm tốn. Hứa Quan Hoa chẳng những đường làm quan rộng mở, thăng lên trung tướng còn đảm nhiệm đại tư lệnh quân khu, tiền đồ vô lượng. Phải biết rằng, quân hàm và chức vụ không hề ngang nhau, cũng không phải nói tất cả trung tướng đều nắm quyền lớn. Thực ra tôi có thể đảm nhiệm tư lệnh quân khu Dương Thành, còn phải cảm ơn anh. Vui đùa nói xong Hứa Quan Hoa thay đổi một bộ giọng điệu chính thức, nghiêm túc nói lời cảm ơn với Hạ Tưởng. Cũng nhờ anh chuyển lời cảm ơn thật tâm của tôi với Lão Quý. Hứa Quan Hoa thăng lên quân hàm trung tướng là Lão cổ thúc đẩy mạnh mẽ. Nhưng lại thuận lợi đảm nhiệm chức tư lệnh quân khu Dương Thành, chính là Hạ Tưởng ở giữa khéo léo ra tay, đề cử với liên hợp ba người Lão cổ Lão Quý và Lão Trịnh. Dưới sự ngầm đồng ý của Tổng Bí Thư và quan viên Khúc, cuối cùng có thể được thăng chức, nếu không với kinh nghiệm và sự từng trải của Hứa Quan Hoa, quả quyết không có khả năng trẻ thế đã đảm nhiệm đại tư lệnh quân khu như vậy. Sau khi Hứa Quan Hoa giữ chức tư lệnh quân khu Dương Thành, cũng khiến truyền thông nước ngoài một phen suy đoán tăng vọt. Chính trị trong quân đội và địa phương giống nhau, đều là ông lão năm 60 tuổi chiếm đa số, Hứa Quan Hoa mới hơn 40 tuổi giữ chức đại tư lệnh quân khu. Phá lệ đầu tiên mấy chục năm gần đây, lập tức làm cho đông đảo truyền thông nước ngoài suy đoán nhốn nhau, tiếp sau chủ tịch tỉnh 36 tuổi, lại có đại tư lệnh quân khu hơn 40 tuổi, Trung Quốc, phát ra tín hiệu gì với thế giới đây? Cũng có nhà quan sát quân sự cho rằng, Hứa Quan Hoa giữ chức tư lệnh quân khu Dương Thành,
không chỉ có ảnh hưởng đến vận mệnh quân sự trong nước, cũng gián tiếp một lần nữa định vị đối với hạm đội Nam Hải. Hạm đội Nam Hải phụ thuộc vào quân khu Dương Thành, tư lệnh viên hạm đội Nam Hải do phó tư lệnh viên quân khu Dương Thành kiêm nhiệm. Tiểu quốc Đông Lự và tiểu quốc Nam Hải sau khi ban bố lệnh bổ nhiệm Hứa Quan Hoa không đến hai mấy giờ, thì mời dự họp hội nghị nghiên cứu sơ yếu lý lịch và cuộc đời Hứa Quan Hoa cùng với cách đối nhân xử thế của ông ấy, cuối cùng cho ra kết luận rất bi quan: Hứa Quan Hoa chủ trương trong quân vũ trang là phái trẻ giải quyết tranh chấp hải vực. Thì ngay cả bộ phận truyền thông nước Mỹ cũng kinh hô, một tư lệnh quân khu Dương Thành trẻ trung, Trung Hoa đã làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Hạ tưởng đúng là rời khỏi lĩnh Nam, nhưng lĩnh Nam hiện tại mưa gió rung chuyển, Nam Hải gió gấp sóng cao, tiểu quốc Nam Hải nhiều lần khiêu khích tôn nghiêm Trung Quốc, hơn nữa tiểu quốc Philippines vong ân phụ nghĩa, sóng thần năm đó là Trung Quốc viện trợ cho họ còn vượt qua quốc gia phương Tây, hiện tại quốc gia phương Tây xúi dục, cam tâm làm nhân vật chó săn, hướng Trung Quốc gào rú điên cuồng, ý đồ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mỏ vơ vét một khoản, là thời điểm nên ra tay giáo huấn thứ không có mắt này. Động núi là vì chấn hổ, đánh chó, là vì để chủ nhân con chó thấy rõ tình thế. Hạ tưởng tuy rằng thân ở đất liền, cho dù khói thuốc súng Nam Hải nổi lên bốn phía, cũng không liên quan tỉnh Tây, nhưng hắn vẫn rất quan tâm thế cục Nam Hải, liền hỏi. Quan Hoa, gần đây sóng gió Nam Hải càng lúc càng lớn, rốt cuộc là cầu hòa hay ra tay? Hứa Quan Hoa quả nhiên là phái trẻ trung, cũng còn trẻ, nhiệt huyết vẫn chưa lạnh. Hạm đội Nam Hải đã cùng tham gia, ở quân khu Dương Thành cũng huy động chiến tranh, có đánh thật hay không, còn phải chờ mệnh lệnh quân ủy. Chuyên gia nước ngoài bình luận quân đội Trung Hoa, 30 năm chưa một trận chiến, đã là một con rồng giấy, nghe nói Bộ Quốc phòng bác bỏ. Hạ tưởng cứ việc dè bỉu với cách nói này, nhưng lại không thể không nói, bộ đội 30 năm chưa có một trận chiến, mọc thành bụi, chuyên cung cấp mao đài, các tướng quân khảo nghiệm độ cồn, còn có tâm huyết không? Múa mép khua môi có tác dụng gì? Dưới tay có hàng độc mới là thật, sự thật thắng cho hùng biện, cãi cọ, cãi nhau cũng vô dụng. Nếu dùng cãi nhau thay đánh trận, như vậy mắng một trận thì thế giới thái bình. Nếu thật đơn giản như vậy, mỗi ngày tôi tổ chức một đội quân đi mắng chửi người ta. Hứa Quan Hoa vẫn tức giận bất bình. Nếu tôi có thể làm chủ, sẽ không nói hai lời liền cho phát đạn chìm làm đám vài chiếc quân hạm tiểu quốc, thì nói bắn lầm, sau khi làm sáng tỏ thì bày sự thật giảng đạo lý. Hứa Quan Hoa buông điện thoại xuống, Hạ Tưởng không nói gì thật lâu. Hắn không phải người ham chiến tranh. Nhưng rõ ràng là có đôi khi sự tình trên thế giới giảng đạo lý mãi xe nói không hết, ai lớn mạnh thì người đó có quyền quyết định cho dù là ngụy biện, nhưng trước khi xã hội loài người chưa đến giai đoạn hề phát triển, thì tương đương trong một thời gian dài, vẫn là chân lý đúng ở mọi nơi mọi lúc. Giống với thế cục tỉnh Tây, chủ mỏ than tự đề cao, cho rằng không ai dám làm gì bọn họ, lại không biết, kiêu ngạo lâu, sẽ có một ngày uy cực tất suy. Mặt trời đỏ tươi luôn còn mãi. Chỉ là nhân loại thấp kém mà lại không thực tế si tâm vọng tưởng, ai cũng muốn trường uy không suy, mãi mãi duy trì bá chủ hoặc đã được ưu thế lợi ích, nhưng ai cũng không thể ngăn cản dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử. Hôm nay tụ họp, xem như bữa tiệc mang tính chất cá nhân, Nga Ni Trần, Tiểu Ngũ, Hoa Nhài Vàng, Bạc. Còn có Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân xem như là thư ký hai nhiệm ký đầu tiên của Hạ Tưởng, đã thành công mà đánh vào hệ thống trung tâm của Hạ Tưởng. Tín nhiệm và ỷ lại của Hạ Tưởng đối với anh ta, vượt hơn hẳn những thư ký khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Thiên Vân có khả năng thành người mấu chốt bám gót Hạ Tưởng. Hoa Nhài Vàng, Bạc giống nhau từ trước đến nay, đều mặc y phục màu vàng và màu bạc, giữa năm tháng gào thét, trong nháy mắt mấy năm trôi qua, khi hai người duyên dáng yêu kiều đứng ở trước mặt Hạ Tưởng, vẫn thanh thuần và diễm lệ như năm xưa, Hạ Tưởng bất chợt cảm thán muôn vàn. Đóa hoa tỉ muội mà vô số người đã từng chạy theo như vịt, hôm nay đã trưởng thành hơn, nhưng phong thái vẫn như xưa. Nhìn thấy Hạ Tưởng, Hoa Nhài Vàng, Bạc hơi có ý kích động, chỉ có điều trong mắt sáng rọi lóe lên mà qua, lập tức biến mất. Hoa Nhài Bạc khẽ động bước chân, lại thu trở về, vẻ mặt cố gắng bình tĩnh và hơi có ý hở hứng, nhưng thật ra Hoa Nhài Vàng rốt cuộc tính sôi nổi một chút, tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, anh có khỏe không? Nga Ni Trần ở một bên hơi xấu hổ, tâm tư con gái đối với Hạ Tưởng ông ta sao không biết. Chỉ có điều chung quy thân là cha, không có khả năng để con gái không danh không phân đi theo Hạ Tưởng, cũng biết Hạ Tưởng đối với hai đứa con gái là có nghĩa vô tình, còn nữa hắn không phải người lạm tình,
cũng chỉ có thể không xa không gần giữ khoảng cách lúc này. Hoa Nhai Vàng nắm cánh tay hắn, vừa mới biểu lộ ý vui mừng, bỗng nhiên đã nhận ra không khí không đúng, chẳng những có Nga Ni Trần ở đây, Tiêu Ngũ ở đây, còn một người xa lạ cũng ở hiện trường, cô liền biết thất thố, vẻ mặt đỏ bừng buông lỏng cổ tay hắn ra, lùi lại một bước, thì thào nói. Chủ tịch Tỉnh Hạ, rất xin lỗi. Hạ Tưởng khe khẽ cười. Tôi vẫn khỏe, cô cũng tốt chứ. Độ Tận Tình Nghĩa ở chuyện cũ, năm tháng gặp lại hỏi thăm sức khỏe, Hoa Nhài Bạc thấy Hạ Tưởng anh Tuấn không thay đổi, thản nhiên và trưởng thành hơn, trong lòng càng buồn bã. Khó có được một người đàn ông vừa gặp đã thương, nhưng chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng, có lẽ nếu Hoa Nhài Vàng không có ý yêu Hạ Tưởng, chỉ có mình cô yêu hắn tận xương, cô thật sẽ bất chấp tất cả mà ngã vào trong lòng hắn. Nhưng hiện tại, chỉ có thể gặp không thể nói gì, chỉ có im lặng rơi lệ trong lòng. Hoa Nhài Bạc so với Hoa Nhài Vàng thì lòng dạ tinh tế hơn, thấy Hạ Tưởng cố ý dẫn theo Đường Thiên Vân đến đây, thì mọi thứ rõ ràng. Đường Thiên Vân tuy là thư ký hắn tín nhiệm nhất, nhưng chung quy quan hệ không sâu, mà mấy người ngồi đây thời gian quen biết Hạ Tưởng đều là 5-6 năm trở lên, Đường Thiên Vân xuất hiện chính là Hạ Tưởng cố ý ám chỉ, tụ họp hôm nay mang tính chất cá nhân, có một số việc cũng không tiện nói nhiều. Hoa Nhài Bạc trong lòng liền một mảnh đau thương, Hạ Tưởng quá thông minh, chỉ một sắp xếp nhìn như không có ý định làm cho các cô chặt đứt ý niệm, kiếp này thực sự hữu duyên vô phận. Lần lượt ngồi vào chỗ, sau đó, hắn đơn giản giới thiệu một chút về Đường Thiên Vân, Đường Thiên Vân quen biết Nga Ni Trần Tiêu Ngũ, còn Hoa Nhài Vàng, Bạc là lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng anh ta cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp và sáng rọi của Hoa tỷ muội, cũng chỉ là hơi thất thần thì lấy lại bình tĩnh, ứng phó tự nhiên cùng mấy người nói cười rộ lên. Một lần tụ họp mang tính chất cá nhân, cũng là không khí hòa hợp. Trong bữa tiệc, Hạ Tưởng nói tới nguồn năng lượng tỉnh Tây có khả năng sẽ nghênh đón tình thế hỗn loạn, yêu cầu Nga Ni Trần và Tiểu Ngũ tiếp tục âm thầm thúc đẩy các hạng mục sự việc phát triển nhanh hơn về phía trước, hơn nữa nhấn mạnh sẽ gia tăng kiểm soát đối với hướng đi sắp tới và tài sản cá nhân của Trần Diễm, cái ngày Trần Diễm về nước, lập tức áp dụng hành động tương ứng. Tâm tư phụ nữ của Hoa Nhài Vàng, Bạc, hoàn toàn bị bao phủ trong đại kế hùng vĩ của Hạ Tưởng, không tránh khỏi có chút mất mát. Sau khi kết thúc tụ họp, Hạ Tưởng trở lại chỗ ở, vừa mới uống một ngụm nước thì nhận được điện thoại Dương Uy. Lãnh đạo, đã bình an đến Tấn Dương, lão Lý cũng sắp xếp ở tại khách sạn. Tốt, Hạ Tưởng hiểu ý cười, nếu nói sự kiện Trần Diễm làm dao động Vương Hướng Tiền, từ tầng lớp trên mở ra cánh cửa lớn của tấm màn đen quan trường tỉnh Tây, như thế làm nóng sự kiện lão Lý, sẽ phá tan mạng lưới quan hệ của quan thương cấu kết từ dưới lên trên, từ đó vì đại kế của hắn ở tỉnh Tây, lại mở ra một cánh cửa lớn. Một ngày sau, Ủy viên Thành ủy Tấn Dương trả lời công khai sự kiện của Trần Diễm giải thích rõ tiêu điểm mà dư luận chú ý, nhằm vào nghi vấn của dân mạng, có lựa chọn và trả lời hiệu quả, nói rõ Trần Diễm đã trả lại toàn bộ tiền lương đã được lãnh, và hứa hẹn sẽ sớm công bố kết quả xử lý của sự kiện Trần Diễm. Thái độ thành khẩn của Thành ủy Tấn Dương, nghiêm túc diễn đạt, ít nhiều cũng đã làm lắng sự nghi ngờ của cư dân mạng. Cùng lúc đó, Đông Phương Hiểu ở Bắc Kinh thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Các trang web lớn về sự kiện tấm thiếp của Trần Diễm dần dần được giảm bớt, tính dư luận công kích cũng giảm dần, tin đồn, dần dần có dấu hiệu đình chỉ. Mà Trần Diễm thân là đương sự, lại vẫn đang ở nước ngoài, sóng gió dư luận trong nước và kết quả giải quyết của Thành ủy, dường như không tổn hại đến cô. Trần Diễm đang đợi một ngày Giang An và Lôi Tiểu Minh hết kiên nhẫn. Giang An và Lôi Tiểu Minh ngồi đối diện nhau, mỗi người một chai Lafite, còn giả bộ lắc nhẹ ly rượu, khiến cho rượu vang đỏ chảy dọc theo thành ly, sau đó lại làm bộ vô cùng hiểu biết mà quan sát màu sắc của rượu, lại đặt dưới mũi người vài cái. Giang An nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chau mày. Trình độ người nước ngoài cũng không ra gì, cái gì Lafite, một chai mấy chục tấn than đá, khó uống chết được. Còn không ngon bằng một chai bia. Lôi Tiểu Minh khẽ mỉm cười, cũng nhấp một ngụm nhỏ. Phải ngậm ở trong miệng từ từ mà thưởng thức. Khả năng mới có thể thưởng thức ra hương vị của quả nho và ánh mặt trời. Thôi đi, tôi không có cái kiên nhẫn đó, cũng không xem trọng đến vậy, làm người chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, cần gì phải hướng ngoại. Không phải tôi nói anh, Tiểu Minh, sau khi anh về nước đừng già làm bọn Tây. Người Trung Quốc cần phải có khẩu vị của người Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc rộng lớn uyên thâm không phải thằng giặc Tây nào cũng có thể so sánh được. Thì giống như rất nhiều người đi ăn bò bít tết tái. Cùng ăn tươi nuốt sống có gì khác nhau.
đó không phải là văn minh tiến bộ mà tụt hậu. Đừng nói, đừng nhìn vị công tử năm mỏ Giang An rất cổ lỗ, nhưng thực chất bên trong đã tôn sùng ôm ấp tình cảm của văn hóa Trung Quốc. Được, được, không bàn bạc chuyện không có nghĩa này nữa, nói về chị Trần được rồi. Lôi Tiểu Minh trong lòng khinh thường Giang An lỗi thời, dù học sinh châu Âu như y, trước mặt người trong nước luôn luôn có một cảm giác ưu việt không tên, cứ cho rằng đã uống qua nước Tây Dương thì sẽ cao hơn một bậc so với nền giáo dục của quốc gia, lại quên mất chi phí y ra nước ngoài tiêu xài, là tiền mồ hôi nước mắt của đồng bào nhân dân. Không phải nói chứ giữa con nhà quan với con nhà giàu vẫn còn có thêm sự khác nhau về bản chất. Tiểu Minh, anh lúc nào cũng chị Trần dài chị Trần ngắn, không phải là coi trọng Trần Diễm sao? Giang An về vấn đề nam nữ thì không đủ nhạy bén, hiện tại mới cảm thấy rằng Lôi Tiểu Minh đối với Trần Diễm có tình ý. Lôi Tiểu Minh rốt cuộc là, nói chúng tim đen, mặt còn hơi hơi đỏ lên. Làm gì có chứ, không được chế nhạo tôi. Tôi chính là thay anh suy nghĩ rốt cuộc sự việc giải quyết như thế nào mới tốt, chung quy cứ thế đi xuống không phải là biện pháp, nền móng hạ tưởng ở tỉnh Tây càng vững chắc, lại càng khó đối phó, nói không chừng, hắn còn có thể đoạt luôn mỏ An Đạt. Hắn dám động đến ngành khai thác mỏ nhà tôi, cho hắn mượn 100 lá gan cũng không dám. Khai khoáng mỏ An Đạt là vận mệnh của ả Giang An, nửa đời còn lại của gã dựa vào nó, nếu hạ tưởng đoạt mất, gã không liều mạng với hạ tưởng mới là lạ. Tuy nhiên, anh nói cũng đúng, hạ tưởng mượn cớ thanh tra nước thải làm lý do, vài lần muốn xuống tay đối với nhà tôi, không được, mau chóng khiến cho hạ tưởng một cú ngã nhào. Chính phải, vết thương trên mặt tôi vừa mới lành, không thể lành vết sẹo thì quên mất cái đau. Lôi Tiểu Minh tiếp tục nói khích Giang An. Giang An sờ xương sườn của chính mình, hít một ngụm khí. Mẹ nó, anh không phải nói còn đỡ, càng nói tôi càng tức giận. Lần trước bị hạ tưởng đánh gãy mấy cái xương sườn của tôi, bây giờ còn đau, làm tôi một tháng chưa đụng qua phụ nữ, về món nợ này, phải cùng hắn tính rõ ràng, khiến ngay cả bản thân hắn cũng trả gấp bội. Chị Trần. Lôi Tiểu Minh liền đúng lúc đưa ra Trần Diễm. Cũng không trách Lôi Tiểu Minh đối với Trần Diễm nhớ mãi không quên. Sau khi Trần Diễm đi nước ngoài, cùng Lôi Tiểu Minh vẫn thường có liên lạc điện thoại. Điện thoại liên lạc cũng không có gì. Cô và Lôi Tiểu Minh thỉnh thoảng còn chat webcam, lúc chat webcam còn thường xuyên quên mặc thêm quần áo, lộ ra bả vai là chuyện bình thường, thậm chí còn có khi lộ ra phần ngực, khiến Lôi Tiểu Minh gần như ức chế trong lòng. Trần Diễm nắm chắc tâm lý của đàn ông, là người từng trải, nhất là đối phó với Lôi Tiểu Minh bình thường chưa trải qua chuyện phụ nữ, lại dễ như trở bàn tay. Cô hiểu rõ Lôi Tiểu Minh cũng có ảnh hưởng đối với Giang An, càng biết rõ chỉ có thể xúi dục mới có thể khiến Giang An thỏa hiệp. Kế sách của Trần Diễm dùng có hiệu quả phải nói từ khi Trần Diễm ra tay đến nay, mỹ nhân kế của cô vốn không mất tác dụng. Lôi Tiểu Minh gần như mỗi ngày đều xúi dục Giang An đáp ứng điều kiện của Trần Diễm, Giang An vẫn kéo dài không trả lời xác thực, cũng phải, ai xài tiền ai không nỡ, 5% cổ phần không phải là con số ít. Lôi Tiểu Minh không cần tốn một phân tiền, y là của người phúc ta. Không khí nói chuyện hôm nay không tệ. Hơn nữa cục diện đối lập giữa Hạ Tưởng và Trần Diễm bỗng nhiên biến mất, nói đúng là, muốn lợi dụng nhân lúc Hạ Tưởng và Trần Diễm đối kháng khiến Trần Diễm chủ động đến đối phó Hạ Tưởng, tình thế có lợi này không còn nữa, Lôi Tiểu Minh liền muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn bắt lấy Giang An, khiến Giang An đáp ứng yêu cầu của Trần Diễm. Tôi cần phải khuyên anh không nên nhắm vào Trần Diễm, Tiểu Minh, hợp tác với cô thì được, nhưng không được có ý nghĩ về chuyện nam nữ, người phụ nữ đó quá lợi hại, đụng không được. Anh vẫn còn trẻ, chưa bị phụ nữ làm tổn thương. Người xưa không phải nói, phụ nữ và tiểu nhân khó dưỡng, phụ nữ theo như lời của cổ nhân chính là chuyên chỉ loại như Trần Diễm. Giang An khuyên gian Lôi Tiểu Minh vài câu, còn nói. Tôi thúc giục Giang Cương, khiến ông ta ra mặt, nếu không Hạ Tưởng sẽ ngày một lớn mạnh. Hiện tại xem ra, chỉ có Trần Diễm mới đối phó được với Hạ Tưởng. Lôi Tiểu Minh vui mừng, bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì. Khẩn trương mà hỏi thăm. Chị Trần phải đối phó với Hạ Tưởng như thế nào? Chẳng lẽ là hiến thân? Ha ha! Giang An bỗng nhiên cười sằng sặc. Tiểu Minh, Trần Diễm là một người phụ nữ, không biết đã dụ dỗ hết bao nhiêu đàn ông rồi không an phận đối với cô ấy, nhưng đàn ông thật sự lên giường với cô ta, chỉ sợ nói ra đây anh cũng sẽ không tin được có mấy người. Lôi Tiểu Minh căng thẳng đến đổ mồ hôi. Có mấy người? Giang Cương có tiếng phú hào ở tỉnh Tây, bên ngoài công bố tài sản cá nhân của y đạt 10 tỷ nhân dân tệ,
khai thác mỏ An Đạt là một trong những doanh nghiệp dưới danh nghĩa của y, giá trị chỉ khoảng 10 tỷ nhân dân tệ, mà y có được 50% cổ phần khai thác mỏ An Đạt, đã nói lên dưới danh nghĩa của y còn có không ít sản nghiệp kiếm tiền khác. Xếp trong top 10 người giàu có nhất tỉnh Tây, có sản nghiệp của 8 người chủ chốt là sản nghiệp nguồn năng lượng, chỉ có 2 người, một là bất động sản, một là công nghiệp chế tạo, có thể thấy được kinh tế ở tỉnh Tây dựa vào than đá nghiêm trọng bao nhiêu, cũng có thể thấy được kết cấu kinh tế tỉnh Tây là bất thường như thế nào. Than đá là tài nguyên không thể tái sinh, cũng là lúc cạn kiệt, cũng chính là nguyên nhân tử vong sản nghiệp, nếu lúc đó kinh tế tỉnh Tây chuyển hướng không thành công, chính là ngày kinh tế tỉnh Tây sụp đổ. Nhưng mà ở Trung ương đã ý thức được tỉnh Tây đã quá ỷ lại vào nguồn tài nguyên, lúc cạn kiệt hoàn cảnh kinh tế sẽ lâm vào khó khăn, và sau khi thay đổi chính sách kinh tế ở tỉnh Tây, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Tây cũng không có ra sức chỉnh đốn và cải cách quá khứ, cũng không có chính thức động vào điểm mấu chốt của mỏ than. Nguồn gốc vấn đề ở tỉnh Tây nói tóm lại, vẫn là vấn đề lợi ích của chủ mỏ than. Nếu không hoàn toàn đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt, không có người nào có dũng khí, không gấp gáp cứu chữa, tất nhiên chuyển hình kinh tế tỉnh Tây thất bại rồi, đến lúc đó tỉnh Tây trở thành tỉnh phần phá sản là rất có khả năng. Quốc gia đều có thể phá sản, vì sao một tỉnh lại không thể? Hạ Tưởng biết rất rõ vấn đề bức thiết ở tỉnh Tây, nhưng cực kỳ phức tạp đều cần phải làm từ đầu, bắt đầu từ chuyện nhỏ, bắt đầu từ nắm giữ quyền lực. Chỉ có nắm quyền mới có kỷ luật nghiêm minh, nếu không, thì chỉ có một lý tưởng hào hùng, không có quyền lực trong tay chỉ là nói suông. Chính trị không phải là khẩu hiệu kêu gọi, không phải biểu diễn, là phải có sự nỗ lực chân chính bằng máu, mồ hôi mới có thể đổi lấy một chút tiến triển. Thế lực của tập đoàn lợi ích quá khổng lồ, và mọi người không thể buông tha cho lợi ích trước mắt, ai cũng sẽ không móc ra số tiền đã cất vào túi riêng. So sánh tỉnh Tề và thế lực địa phương, cùng với lĩnh Nam và ba hệ lĩnh Nam, so chiêu, với Ngô Hiểu Dương, truyền hình kinh tế ở tỉnh Tây, ở bên ngoài rất mềm mỏng, rất nhẹ nhàng. Lại có chính sách quốc gia ủng hộ, hắn lại là nhân vật đứng thứ hai ở tỉnh ủy, hẳn là so với tỉnh Tề và lĩnh Nam có khi càng dễ đẩy mạnh công tác mới đúng, nhưng trên thực tế truyền hình kinh tế ở tỉnh Tây, ẩn nấp dưới mùa xuân hoa nở, là khí thế sơ sắc tiêu điều mà không ai biết đến. Là một trận chiến tranh không thấy khói thuốc súng, cảnh tàn sát phía sau càng khốc liệt hơn tỉnh Tề và lĩnh Nam, thậm chí nói không có chút phô trương, mức độ nguy hiểm vượt qua cả tỉnh Tề và lĩnh Nam tính gộp lại. Nghĩ lại năm xưa thủ tướng với thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, khi mới nhậm chức, liền công khai công bố là nâng quan tài nhậm chức, rất nhiều người nghĩ đến thể hiện, rất nhiều người cho rằng giả tạo, kỳ thật không phải, thủ tướng với thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn khi lên đảm nhiệm bởi vì động vào chiếc bánh ngọt của tập đoàn ích lợi, thân là thủ tướng Tôn Sư cũng bị uy hiếp nhân thân, cục diện chính trị quốc gia, khác xa với vẻ hòa hợp êm thấm mà ngoại giới chứng kiến, lại càng không phải là cảnh xuân tươi đẹp. Trời trong nắng ấm. Hạ Tưởng làm ra hành động vĩ đại mà người đi trước chưa bao giờ thành công, thành thì tạo phúc vạn dân, nhưng đắc tội với chủ tập đoàn mỏ than khổng lồ, thậm chí còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Thua thì 3 năm kiếm củi thiêu rụi trong 1 giờ, hủy hoại tiền đồ, thậm chí bước chân cũng sẽ dừng lại, từ nay về sau rơi vào cảnh không dậy nổi. Nhưng Hạ Tưởng vẫn là sẽ không quay đầu lại, cũng sẽ không hối hận hắn sắp thực hiện một bước đi trọng đại. Tiến trình của lịch sử cần một nhân vật hoặc thúc đẩy hoặc bi hùng hoặc bi tình, mặc kệ cuối cùng hắn là một loại nào, hắn đều phải làm việc nghĩa không được chùn bước mà ra tay. Ra tay từ sự việc Trần Diễm, chạm đến lợi ích của cán bộ quan chức trong quan thương cấu kết, như vậy nhằm vào sự việc của lão Lý mà ra tay, cũng là khuấy động đến ích lợi của giai tầng cán bộ. Tuy nhiên sự việc Trần Diễm đụng đến chính là quyền lợi của cao tầng, là vấn đề thể chế, mà sự việc lão Lý khuấy động vào chính là căn nguyên. Là khiếm khuyết cơ sở. Cũng có thể nói, sự việc lão Lý là trận chiến đầu tiên mà Hạ Tưởng chính thức ra tay nhắm vào điểm mấu chốt nguồn gốc căn bản của bọn quan thương cấu kết. Cuộc chiến đầu tiên, chỉ được thắng không được thua, Hạ Tưởng cầm lấy điện thoại, gọi đến cho Mộc Thành Kiệt. Thành Kiệt, đêm nay phối hợp với đồng chí Hoài Minh, trọng quyền xuất kích. Tiếng của Mộc Thành Kiệt trầm ổn mà sắc. Vâng, kiên quyết nghe theo chỉ đạo tinh thần của chủ tịch tỉnh. Ban đêm. Trên đường Hạ Tưởng đi tới khách sạn và gặp lão Lý, Mộc Thành Kiệt đích thân chỉ huy gần 100 tên cảnh sát, phối hợp hành động đặc biệt của Mã Hoài Minh, một phát tiêu diệt mấy điểm xử lý nước thải phi pháp nhiều lần, trong đó có một nhà còn là mỏ than của họ hàng Vương Hướng Tiền. Sự việc lan ra, lập tức chấn động tỉnh ủy. Mặc dù sự việc phát sinh lúc khuya,
Mặc dù Lôi Trị Học và Vương Hướng Tiền sớm đã ngủ rồi vẫn bị điện thoại làm tỉnh giấc, Lôi Trị Học vô cùng tức giận, lúc nãy đã nghĩ gọi điện thoại hỏi Hạ Tưởng cho ra lẽ rốt cuộc là tình huống gì, bỗng nhiên ý thức được nhúng tay quá nhiều vào hành động đặc biệt do chính phủ chủ đạo rất là không ổn, nên vẫn buông điện thoại xuống. Vừa mới buông điện thoại Vương Hướng Tiền liền gọi đến. Bí thư Lôi, chủ tịch tỉnh Hạ. Sự tình tôi đã biết, hiện giờ nói cái gì cũng đã trễ, ngày mai sẽ mở cuộc hội nghị nghiên cứu. Lôi Trị Học e sợ Vương Hướng Tiền làm ra sự tình mất lý trí, còn nói. Anh trước tiên tỉnh táo lại đã, không cần bối rối. Một khi loạn, liền dễ dàng làm lỗi. Tôi đã biết. Vương Hướng Tiền đáp trong điện thoại, trong lòng cũng là cực kỳ rối loạn. Lôi Trị Học cũng là trong lòng rối như tơ vò, lộn xộn không được rõ ràng. Đã sớm nghe nói qua thủ đoạn Hạ Tưởng làm người ta khó mà đề phòng, cứ tưởng rằng hành động đặc biệt chẳng qua là kéo dài chính sách của chính phủ, không nghĩ tới Hạ Tưởng tại sự kiện của Trần Diễm vừa mới yên tĩnh không lâu, mượn cơ hội của hành động đặc biệt mà kiếm chuyện. Càng làm cho Lôi Trị Học hoảng sợ chính là, Mã Hoài Minh lãnh đạo hành động đặc biệt, Mộc Thành Kiệt không ngờ tự mình ra mặt phối hợp hành động, Mộc Thành Kiệt giúp chính là Mã Hoài Minh hay là Hạ Tưởng. Có lẽ nói, từ lúc nào Hạ Tưởng đã thu phục được Mộc Thành Kiệt? Lúc này đã là cuối mùa xuân, thời tiết của Tấn Dương cũng đã trở nên nóng bức, cho dù đêm khuya cũng sẽ không lạnh, nhưng Lôi Trị Học lại cảm thấy từng đợt gió lạnh theo khe hở cửa sổ thổi vào phòng, làm phát lạnh cả người. Hạ Tưởng, thật là đáng sợ, trong lúc bất động thanh sắc, lại có một gã ủy viên thường vụ đổ về phía Hạ Tưởng, y bản thân là bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu, chẳng những trước đó không gì hay hay biết gì. Hơn nữa hiện tại ngay cả lập trường của ủy viên thường vụ đều không nhìn rõ, thật là thất bại lớn. Mộc Thành Kiệt sao có thể đổ về phía Hạ Tưởng? Sao có thể như thế? Lôi Trị Học vẫn là không thể tin được Mộc Thành Kiệt phản bội y, nếu nói Trương Duy Chiếu dựa vào Hạ Tưởng, khiến y khiếp sợ có thừa, chỉ là sợ hãi mà thôi bởi vì tính tình của Trương Duy Chiếu rất ngọt ngào, vốn là khiến cho y không thể tin tưởng như vậy được. Mộc Thành Kiệt trong chớp mắt đã rời đi, khiến cho y ngoài cảm giác khiếp sợ. Còn có nỗi thất vọng không thể áp chế. Đúng vậy, thất vọng trầm trọng y có kỳ vọng rất cao đối với Mộc Thành Kiệt, và bên trong tỉnh ủy chiếu cố Mộc Thành Kiệt hơi bị nhiều, thậm chí còn nghĩ Mộc Thành Kiệt sẽ trở thành thuộc hạ thân tín. Mộc Thành Kiệt phản bội không chỉ là lập trường chính trị của y, còn có lừa gạt tình cảm của y. Lôi Trị Học liền vượt cả sự phẫn nộ. Trương Duy Chiếu đảo về phía Hạ Tưởng, y có thể chấp nhận, cho dù là Trương Bình Thiếu chợt cũng trở thành tay sai của Hạ Tưởng, y cũng nhịn. Nói cho cùng, Trương Duy Chiếu là phó bí thư tỉnh ủy, tuy rằng phân công quản lý đảng và quần chúng, nhưng y và Mao Thân Văn liên hợp kiềm chế, cũng rất khó có nhiều đất dụng võ. Mà Trương Bình Thiếu tuy là ủy viên thường vụ, lại còn là bí thư thành ủy Tấn Dương, phương diện quản lý, cũng lay động không được căn cơ đại cục tỉnh ủy mà y nắm trong tay. Nhưng Mộc Thành Kiệt phản bội sẽ không giống vậy, tuy rằng Mộc Thành Kiệt ở hội nghị thường vụ xếp hạng gần cuối, nhưng anh ta là bí thư đảng ủy công an tỉnh. Giám đốc Sở Công an, là nhân vật số một có lực lượng vũ trang nhân dân lớn nhất ở địa phương, Mộc Thành Kiệt ngã về phía Hạ Tưởng, là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, ý là trong tay Hạ Tưởng có được lực lượng chuyên chính có thể mượn dùng. Lực lượng chuyên chính trong tay, Hạ Tưởng muốn đánh vỡ cục diện của bọn quan thương kết cấu ở tỉnh Tây, chẳng khác nào có được pháp bảo đầu tiên chế tạo chiến thắng. Lôi Trị Học vẫn áy náy mà ngạc nhiên, hay cho một Hạ Tưởng, đâu vào đấy cũng là muốn thu quyền ở các mặt nhân sự. Chính trị pháp luật và lực lượng chuyên chính, cái cần chính là sau khi cầm quyền, thúc đẩy toàn diện tình hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây chuyển hình. Hạ Tưởng thật muốn liều lĩnh đẩy mạnh cải cách, hắn không sợ bị cơn thịnh nộ của tập đoàn lợi ích thiêu sạch không còn hài cốt sao. Càng nghĩ sâu vào, trái lại Lôi Trị Học dần dần nguôi giận, Trương Duy Chiếu cũng tốt, Trương Bình Thiếu và Mộc Thành Kiệt cũng tốt, e là đều đã sập bẫy Hạ Tưởng, trước khi chưa biết quan niệm chính trị mà Hạ Tưởng muốn thúc đẩy ở tỉnh Tây. Đã đi theo sau chân của Hạ Tưởng, chờ bọn họ biết rõ Hạ Tưởng rốt cuộc muốn ở tỉnh Tây làm một số việc gì, thì trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi. Một là một đường đi tới cùng, cùng Hạ Tưởng buộc cùng chết một chỗ. Hai là cải tà quy chính, một lần nữa trở lại bên cạnh y. Lôi Trị Học lạnh lùng cười, y tin tưởng Trương Duy Chiếu, Trương Bình Thiếu và Mộc Thành Kiệt là người thông minh, sau khi nhận rõ Hạ Tưởng điên cuồng, nhất định sẽ quay đầu lại là bờ. Sẽ không tiếp tục cùng Hạ Tưởng gây sức ép nữa. Hạ Tưởng quá ngây thơ rồi, cục diện tỉnh Tây mấy mươi năm trước vẫn như thế, giai tầng đã hình thành, thế lực tập đoàn lợi ích đã sớm ăn vén bên trong, không thể lung lay, hắn mới đến tỉnh Tây,
chỉ bằng một bầu nhiệt huyết liền nghĩ đến thay đổi hiện trạng. Người ngốc nói mê. Trung ương phê chuẩn tỉnh Tây thành lập khu vực chuyển hình kinh tế cấp tỉnh đã hơn một năm, thành lập cho đến hôm nay còn chưa có bất cứ chuyển biến gì, không phải tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh không làm, mà là y cũng đã bắt tay vào làm cùng với chủ tịch tỉnh tiền nhiệm nhằm thúc đẩy quá trình thay đổi, còn chưa gióng trống khua chiêng hoạt động rầm rộ sôi nổi, liền gặp phải chướng ngại vật to lớn, sau khi tính toán cân nhắc lợi và hại, phát hiện ra kết quả thu được và công sức bỏ ra không tương xứng. Thậm chí có thể khiến y thất thế, hay liền dừng tay. Hiện tại y và Cổ Thu thật chính là so tư cách và lý lịch, không phải tinh thần sáng tạo và thành tích, cho nên, nhất thiết phải ổn định cầu tiến, không thể liều lĩnh được. Sau khi hệ thống phân tích tình hình tiếp theo sau của tỉnh Tây, Lôi Chỉ Học lại không lo lắng như vậy, nhưng đối với việc Mộc Thành Kiệt phản bội vẫn là khó giải được mối hận trong lòng, cầm điện thoại liền gọi cho Trần Hạo. Trần Hạo, thông báo cho đồng chí Mộc Thành Kiệt, sáng mai đến văn phòng của tôi một chuyến. Y phải giáp mặt cáo Mộc Thành Kiệt. Trong một đêm đủ để tiến trình lịch sử tỉnh Tây dung chuyển, Mã Hoài Minh mượn uy lực lượng chuyên chính, rốt cuộc ở trong hành động đặc biệt, một phát làm rơi mấy điểm xử lý nước bẩn kiêu ngạo. Mấy điểm xử lý nước bẩn trước kia đều là mấy chỗ lừa dối kiểm tra chót lọt, cực kỳ kiêu ngạo, hành động đặc biệt còn đang triển khai rầm rộ, liền dám ở thời gian nửa đêm mà sắp xếp khôi phục xả nước thải, chứng minh đối phương không có đem hành động đặc biệt để vào mắt. Cũng cho thấy đối phương tự tin 10 phần, nhận định tổ hành động đặc biệt chỉ cần bắt tay hành động, thì sẽ được thông báo cho biết trước. Cũng là gần đây Mã Hoài Minh lãnh đạo hành động đặc biệt, không nói ân tình, thường xuyên đột kích kiểm tra, khiến rất nhiều xí nghiệp cần phải ngừng sản xuất để chỉnh đốn lại, vì bù lại tổn thất, chỉ có thể lén lút tăng ca giữa đêm khuya. Mức độ ô nhiễm nặng, ở xa mấy chục mét, là đã đập vào mặt khiến mọi người không mở mắt ra được, nước ô nhiễm cuồn cuộn, chảy thẳng đến hạ du. Mà hạ du, là vô số đồng ruộng. Cùng mảnh đất châu tam giác tạo nên vô số thôn bị chứng ung thư cùng loại chính là, không đề cập tới toàn bộ tỉnh Tây, chỉ là lân cận vùng Tấn Dương cũng có nhiều thôn mang bệnh hiểm nghèo, thôn bị mất mùa. Bạch cốt phơi bầy như nơi hoang dã, ngàn dặm không tiếng gà gáy. Không khoa trương nói, nếu không gia tăng xử lý, cứ thế mãi, tỉnh Tây sẽ là chỗ không thích hợp cho con người sinh sống. Mã Hoài Minh lần này được Mộc Thành Kiệt trợ giúp, chỉ dẫn dắt mấy người rất tín nhiệm bên mình, còn lại tất cả đều là cảnh sát, bộ dạng yên lặng mới đánh đối phương trở tay không kịp. Khi cảnh sát từ trên trời giáng xuống hiện thân tại mấy điểm xả nước thải, tuy rằng đối phương cũng khiếp sợ, nhưng không ngờ còn dám động thủ chống lại. Kết quả Mộc Thành Kiệt liền hạ lệnh, dám phản kháng người thi hành công vụ thì bắt giữ quy án. Cuối cùng, dưới tình huống nhân số ở sở cảnh sát chiếm ưu thế, chỉ dùng gần nửa tiếng đã cưỡng ép đóng cửa điểm xả nước thải. Và bắt được mười mấy người. Mã Hoài Minh làm việc hiện trường, chỉ thị bộ phận bảo vệ môi trường áp dụng phạt nặng đối với xí nghiệp xả nước thải không hợp pháp. Bộ bảo vệ môi trường mở hóa đơn phạt 40.000 đối với việc này. Theo sau, đoàn người Mã Hoài Minh nhanh như chớp, đột ngột tiến tới tra xét mỏ than của anh họ bên vợ Vương Hướng Tiền. Bởi vì đi tới mỏ than xả nước thải nghiêm trọng hơn, và chỉ bảo bao nhiêu lần mà không sửa, còn chống cự lại pháp luật. Bộ bảo vệ môi trường lập vé phạt nặng 50.000. Nếu nói sự kiện Trần Diễm là hạ tưởng giáp mặt đánh Vương Hướng Tiền, như vậy sự kiện vé phạt tương đương với việc Mã Hoài Minh tung một cước, chúng ngày giữa ngực Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, quyết định phản công hàng loạt. Trước kia cũng nói qua Vương Hướng Tiền ở tỉnh Tây thâm niên rất lâu, thế lực ăn sâu bén rễ, hơn nữa trong lúc y còn đảm nhiệm bí thư thành ủy Tấn Dương, lại càng có vây cánh rộng lớn. Hơn nữa bản thân y vốn là người tỉnh Tây, tung hoành quan trường hơn 10 năm, tử trung vô số. Lúc đầu Vương Hướng Tiền ôm cách nghĩ lui một bước nhường ba phần, đợi sau khi Hạ Tưởng Quan mới nhận chức đốt ba ngọn lửa qua đi, y lại trả thù, hiện tại phải tránh đi cạnh sắc, không ngờ Hạ Tưởng ức hiếp y còn chưa tính, ngay cả Mã Hoài Minh cũng đá y một cước, thật nghĩ y là trái hồng nhũn. Vương Hướng Tiền liền mặc kệ sự khuyên bảo của Lôi Trị Học, động thủ rồi. Ngày hôm sau, chuyện nhóm hành động đặc biệt dùng độc thủ lập biên bản phạt tiền khủng, lan khắp tỉnh ủy. Rất nhiều người nghe xong, đều như hít phải khí lạnh, có phải mọi việc đều là thật? Thật muốn đao súng nổi lên. Đã bao nhiêu năm qua, chủ mỏ than tỉnh Tây quyền thế ngập trời, không người dám ngay mặt đụng đến lợi ích của chủ mỏ than, Mã Hoài Minh lá gan không nhỏ, dám lấy chủ mỏ than mà thi hành án. Chẳng những đem chủ mỏ than thi hành án tử, còn di chuyển cả về phía Vương Hướng Tiền. Khiến cho không ít người đều thấy rõ thật tế,
hành động đặc biệt trong tầm tay của chủ tịch tỉnh Hạ, thật sự thành một thanh kiếm sắc bén, nâng tay chém xuống, giết gà dọa khỉ, lại đem mỏ than của họ Hàng thân thích Vương Hướng Tiền làm điển hình, bí thư Lôi nếu không thay Vương Hướng Tiền ra mặt, Vương Hướng Tiền sẽ thật sự bị Hạ Tưởng chèn ép không lực đánh trả. Không ngờ tới không đợi Lôi Chỉ Học có biểu hiện, Tấn Dương liền xảy ra mấy việc đầy thâm ý. Nói là mấy việc, kỳ thật có thể nói là một việc, mấy nhà hàng, khách sạn có danh tiếng ở Tần Dương, lần lượt bị Cục Công an và Thuế vụ điều tra ra có hành vi đồi trụy và trốn lậu thuế các hành vi không hợp pháp, đồng thời bị phạt nặng, còn tạm ngừng kinh doanh. Xử phạt mấy nhà hàng và khách sạn, toàn bộ xuất phát từ tay của một người đó là Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Địch Quốc Công. Nếu như nói sự thật Địch Quốc Công là năm đó được một tay Vương Hướng Tiền đề bạt, còn không đủ để làm cho người ta thấy rõ động tĩnh ở Tấn Dương cũng chỉ ở nơi nào, như vậy nhà hàng và khách sạn bị tra xét tất cả đều là dòng chính của Mã Hoài Minh và Mộc Thành Kiệt hoặc sản nghiệp của người thân, liền giải thích rõ sự việc sau lưng, là Vương Hướng Tiền đánh trả lại những gì đã nhận. Mã Hoài Minh và Mộc Thành Kiệt đối với cách làm lợi dụng việc công để thực hiện trả thù riêng của Vương Hướng Tiền, tức giận lại thêm kinh bỉ. Hạ Tưởng nghe xong, cũng khẽ mỉm cười, trong lòng rất bình tĩnh. Cái đuôi hồ ly rốt cuộc cũng lộ ra, là lúc nên có người đòi lại nợ máu lúc trước. Vương Hướng Tiền đâu biết rằng, y đánh trả, vừa đúng lúc lọt vào cạm bẫy mà Hạ Tưởng dày công chủ tính, khiến Hạ Tưởng nắm chắc thời cơ, châm ngòi cho cuộc chiến thanh thế lớn. Ngọn lửa chiến tranh, đã đốt nòng sự oan khuất mà lão Lý gặp phải, đốt đến bên người Địch Quốc Công, sau đó lan đến toàn bộ tỉnh Tây. Nhà sử học đời sau đối với ba ngọn lửa của quan mới trong nhiệm kỳ Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, vẫn định nghĩa không rõ, không ngừng tranh luận, sự kiện Trần Diễm được công nhận ngọn lửa thứ nhất, hành động đặc biệt và sự kiện Lý Lão Hán rốt cuộc đâu là ngọn lửa thứ hai, đủ mọi cách nói, vẫn không có một kết luận được công nhận. Sở dĩ không ngừng tranh luận, chủ yếu vẫn là tư tưởng tôn sùng của vị trí chức quan. Đa số các nhà sử học gia đều xem hành động đặc biệt trở thành ngọn lửa thứ hai khi Hạ Tưởng đảm nhiệm tỉnh Tây, dù sao hành động đặc biệt cũng quang minh chính đại, cũng có khí thế, mà sự kiện Lý Lão Hán. Nhiều nhất xem như mồi nhử, còn nữa Lý Lão Hán là giới dân thường, đường đường là ngọn lửa thứ hai của chủ tịch tỉnh Hạ, xã óc một ô thể rơi xuống người ông lão. Nếu để Hạ Tưởng tự mình nói, sự kiện Trần Diễm quả thật là đảm nhiệm ngọn lửa thứ nhất, mà sự kiện Lý Lão Hán đúng là ngọn lửa thứ hai mà hắn chuẩn bị tỉ mỉ và bất cứ lúc nào cũng có thể châm. Hạ Tưởng nào giờ không phải là người chỉ thấy núi cao không thấy cỏ dại ven đường, trong mắt hắn, mạng người lớn bằng trời, chính nghĩa trong tim, hắn là chủ tịch tỉnh không giả, nhưng đầu tiên hắn là một người công dân chính trực có lương tâm. Gặp chuyện bất bình, hiện tại hắn không cần rút dao tương trợ, lại có thể lấy quyền lực trong tay, vì dân mà giải oan, trả chăm họ một mảng trời xanh. Nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, sở dĩ cứ mãi áp chế sự kiện Lý Lão Hán, dẫn mà không phát, vẫn là đang tìm một thời cơ thích hợp. Oan khuất của Lý Lão Hán với cấp bậc hiện tại của hắn, chỉ cần một ám chỉ xuống, cũng có thể dễ dàng mở rộng, nhưng chỉ có thể bắt giữ được một thủ phạm, không thể đối với mạng lưới quan hệ quan thương cấu kết tỉnh Tây nhiều năm tạo thành hình thành thiệt hại nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể cứu thoát một Lý Lão Hán, về sau lại có Vương Lão Hán, Lưu Lão Hán, Triệu Lão Hán. Chẳng lẽ có điều gặp thể được hắn, lại đều có thể khiến chủ tịch tỉnh tự mình đến hỏi? Không có khả năng. Và lại Hạ Tưởng rõ ràng hơn chính là, hắn cứu thoát không phải là đứa con của Lý Lão Hán, mà là hy vọng của trăm họ, tương lai tỉnh Tây, lại mượn sự kiện của Lý Hướng Văn làm tài liệu phản diện, hoàn toàn đánh vỡ cơ sở hủ bại mục nát cu ả tầng trên tỉnh Tây. Hệ thống chính pháp tỉnh Tây, hai cấp chính ủy tỉnh Tây và Tấn Dương và tuyến công an, bất hòa. Những hệ thống và Cục Công an Thành ủy Tấn Dương, tất cả đều là thế lực của Vương Hướng Tiền còn sót lại, thì ngay cả Bí thư Thành ủy đương nhiệm Trương Bình Thiếu cũng không thể khống chế mấy. Đối với Cục Công an thành phố, Trương Bình Thiếu cũng là dòng chính của Lữ Uyên Nguyên. Ông ta đảo hướng Hạ Tưởng ngoài dự đoán của mọi người, cũng là nguyên do y ẩn nấp sâu không chỉ là Cục Công an thành phố, thị trường, phó bí thư cùng với phó thị trường, không hề ít cũng là mạng lưới quan hệ của Vương Hướng Tiền. Trương Bình Thiếu đảm nhiệm Bí thư Thành ủy không lâu, hiện nay ở thành ủy hoàn toàn không có đứng vững gót chân. Cũng có liên quan đến việc Vương Hướng Tiền tham quyền không buông. Vương Hướng Tiền thích nắm quyền, hiện tại đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh, không chỉ có cầm giữ công việc chính phủ tỉnh, cũng muốn quyết định sách lược xung quanh thành ủy Tấn Dương, thế lực của y liền liên hợp lại, luôn khống chế quyền uy Trương Bình Thiếu. Trương Bình Thiếu bị Vương Hướng Tiền áp đặt,
bị thị trưởng cùng với đám thường ủy lúc nào cũng kiềm chế, các hạng nghiệp vụ khai triển vô cùng vất vả. Chủ yếu chính là, Khâu Chính Pháp và công an đều không nắm trong tay, ông ta sớm đã muốn lấy cục công an thành phố bắt tay làm lập uy, chỉ tiếc, vẫn không có cơ hội, cũng là không dám mạo muội hành sự, để tránh bị Vương Hướng Tiền bắt được nhược điểm, ngược lại càng bị người kiềm chế. Bỗng nhiên cục công an thành phố ra tay niêm phong mấy nhà hàng và nhà khách, trước khi xảy ra chuyện cũng không báo cho ông ta, sau khi sự việc xảy ra ông ta liền rất căm tức. Trương Bình thiếu quang minh chính đại khác thường, khi đang nghĩ làm thế nào là đánh đòn cảnh cáo cục công an thành phố, điện thoại của Hạ Tưởng gọi vào. Bình thiếu, anh đến văn phòng tôi một chuyến. Trương Bình thiếu lúc này còn ở thành ủy, vừa nghe Hạ Tưởng tự mình gọi điện thoại đến mời, chỉ biết có phát sinh việc hệ trọng, lập tức trả lời. Được, Chủ tịch tỉnh, tôi lập tức đến. Trương Bình Thiếu trên đường đến tỉnh ủy, Hạ Tưởng cầm tài liệu của Lý Lão Hán cẩn thận xem lại một lần. Đã là lần thứ ba hắn xem lại vụ Lý Lão Hán. Nói chính xác, là nỗi oan ức của Lý Hướng Văn con trai của Lý Lão Hán, mỗi một lần xem lại, đều làm cơn tức giận tăng lên. Sự việc, xảy ra vào 3 năm trước. 3 năm trước, nhà doanh nghiệp tư nhân kinh doanh đúng pháp luật Lý Hướng Văn có một công ty hóa dầu. Sản xuất dầu bôi trơn, kinh doanh buôn bán không tệ, tài sản cá nhân vượt qua ngưỡng 30 triệu tệ. Anh ta vẫn kinh doanh có uy tín, nộp thuế đúng quy định. Một ngày, anh ta nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, đối phương tự xưng là nhân viên công tác chi đội cục công an, đề nghị gặp mặt Lý Hướng Văn. Lý Hướng Văn khó hiểu, đối phương nói có người tố cáo anh ta sản xuất dầu bôi trơn giả kém chất lượng. Lý Hướng Văn rất là tức giận, lập tức từ chối đối phương. Tuyên bố bản thân mình chưa bao giờ sản xuất tiêu thụ hàng giả. Sau đó, Lý Hướng Văn tuy rất buồn bực, nhưng cũng biết anh ta là doanh nghiệp tư nhân gia đình, không có phía chính phủ thừa nhận, cũng không có bối cảnh vững chắc, đắc tội với cục công an không nổi, liền chủ động gặp mặt đối phương. Vừa thấy mặt mới biết được, đối phương là một gã đại đội trưởng thuộc chi hội sở hạt cục công an thành phố, tên là Tang Thiên Phàm. Tang Thiên Phàm vừa thấy Lý Hướng Văn, lỗ mũi phồng lên. Khí thế run sợ người nói. Sếp Địch, tôi gần đây tình hình kinh tế có phần khó khăn, nghe nói anh là người tốt, muốn mượn anh 3 triệu, thế nào? Lý Hướng Văn thiếu chút nữa không khỏi phì cười, sếp Địch đây là chi đội trưởng Địch Quốc Công của Cục Công an thành phố, dựa theo cấp bậc, cũng chỉ là cấp cục phó, một quan chức cấp cục phó, ở một tỉnh lỵ thành phố đầy ắp cấp tỉnh bộ, cấp giám đốc sở, chẳng qua là lớn bằng hạt vừng hạt, cũng dám mở miệng đòi 3 triệu. Anh ta lúc này từ chối yêu cầu vô lý của đối phương. Ai ngờ Tang Thiên Lương lập tức đổi giọng. Giám đốc Lý, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, anh cũng không dò la xem sếp Địch của chúng tôi là ai. Trên địa bàn Tấn Dương, chủ mỏ than nào cũng phải nhường 3 phần. Đều phải thành thật trước mặt sếp Địch, đều phải biếu tặng mấy triệu gọi là. Anh được bao nhiêu bản lĩnh, có thể so sánh với chủ mỏ than sao? Anh còn muốn lăn lộn ở Tấn Dương không? Lý Hướng Văn không để ý tới lời đối phương đe dọa, quay người bỏ đi, anh ta tự cho là kinh doanh hợp pháp, cho đến bây giờ vẫn tuân thủ pháp luật, Địch Quốc Công sao có thể hại anh ta được. Lý Hướng Văn hoàn toàn đánh giá thấp lòng dạ hiểm độc của bọn quan viên vô sỉ và bộ phận công an. Một ngày của một tháng sau, đại đội trưởng Tang Thiên Lương liền đột nhiên dẫn dắt bọn cảnh sát ập đến công ty Lý Hướng Văn, ngang tàng bạo ngược niêm phong toàn bộ sản phẩm của công ty, hơn nữa còn cưỡng ép đuổi công nhân đi. Ngang nhiên đuổi công nhân của công ty, lấy việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm giả mạo làm lý do, phái người tiến vào chiếm giữ công ty, tiếp quản công ty. Lý Hướng Văn đi công tác bên ngoài, lúc ấy không bị bắt giữ. Nửa tháng sau, Lý Hướng Văn bị bắt, theo sau, truyền thông bốn phía đưa tin việc này, công bố là phá được vụ án giả mạo sản xuất tiêu thụ dầu bôi trơn cực lớn, phía sau vở kịch đó khiến Địch Quốc Công trở thành người có công phá án, được khen thưởng. Một năm sau, còn đạt được huy hiệu lao động một năm toàn quốc, là giành được cả huy chương công lao và thành tích chủ yếu. Lý Hướng Văn bị bắt không lâu, Địch Quốc Công gặp qua anh ta một lần ở trại giam. Địch Quốc Công chân bước thư thả, uy quyền tràn đầy bước đến trước mặt Lý Hướng Văn, khinh thường mà cười nói. Mời anh tới gặp tôi, anh không chịu gặp, cứ muốn vào trại giam mà gặp tôi, hối hận rồi phải không? Kêu anh bỏ ra có 3 triệu mà khó như vậy sao? Lý Hướng Văn vô cùng phẫn nộ, giữ vững lòng tin. Tôi không có tội, sếp Địch, tôi sẽ mời luật sư, cùng ông kiện tụng tới cùng. Lên tòa án, ha ha ha. Địch Quốc Công ngửa mặt lên trời cười to.
Lý Hướng Văn, anh cũng thật ngây thơ. Công an viện kiểm sát tòa án là một nhà, viện kiểm sát tôi có người, nói phán vô kỳ hạn thì sẽ không phán anh tù có thời hạn. Lý Hướng Văn suy nghĩ, tóm lại người đi ra ngoài mới có thể có khả năng hành động, liền hỏi. Vậy tôi có thể tìm người bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử chứ? Có thể, gửi 3 triệu đến tài khoản của tôi sẽ lo liệu cho anh, ít một xu, anh cũng đừng nghĩ tới chuyện đi khỏi đây. Địch Quốc Công cười lạnh một tiếng, ném ra một câu nói kiêu ngạo, nghênh ngang mà đi. Lý Hướng Văn bất đắc dĩ, vì muốn ra ngoài, mượn tay Đinh Quốc, đem dầu bôi trơn bị Niêm Phong bán ra với mức giá cực thấp, kết quả chỉ bán được 2 triệu 8. Sau khi gửi toàn bộ tới tài khoản Địch Quốc Công, còn thiếu 200 ngàn. Chính là vì thiếu 200 ngàn, Lý Hướng Văn không được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử. Sau đó, Lý Hướng Văn cuối cùng bị thành lập tội hình sự, tội danh là có dính líu đến việc sản xuất phi pháp, đăng ký giả mạo nhãn hiệu, đăng ký giá trị thuế giả. Không lâu sau, Cục Công an đưa án này lên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Cùng năm, Viện Kiểm sát truy tố ra Tòa án Nhân dân, sau lấy sự thật, chứng cứ có thay đổi nên rút lại lời buộc tội, trả về Cục Công an để điều tra bổ sung. Nửa năm sau, Cục Công an thành phố lại đem án đưa lên Viện Kiểm sát, lúc này xuất hiện một việc tế nhị, sau khi Viện Kiểm sát thành phố tiếp nhận, đột nhiên chỉ lệch Viện Kiểm sát Nhân dân khu Hạnh Hoa truy tố lên Tòa án Nhân dân khu Hạnh Hoa, Viện Kiểm sát thành phố đột nhiên nhảy ra ngoài, không hề tham gia vụ án này, là phát hiện bên trong vụ án có oan tình, hay là biết sẽ có một ngày sự thật được rõ ràng. Nguyên nhân cá nhân thì không được biết rồi. Dù sao mặc kệ Viện Kiểm sát ngay từ lúc đó xuất phát từ suy xét gì, tóm lại quả thật thu được hồi báo thoát khỏi lửa giận lôi đình của Hạ Tường. Theo sau, Tòa án Nhân dân khu Hạnh Hoa cho rằng án này, chứng cứ định tội chủ yếu tồn tại nghi vấn, cho nên cần phải lý luận chỉ đạo chứng minh. Đối với tội danh bên công tố lên án không xác nhận, phán quyết Lý Hướng Văn vô tội. Tòa án Nhân dân chống đỡ tình người, bảo vệ cho phòng tuyến cuối cùng, kiên trì chính nghĩa, cũng là tránh đi số mệnh bị Hạ Tường gạt bỏ. Mà sau khi Viện Kiểm sát khu lại kháng án lên Tòa án Nhân dân thành phố cấp trung, Tòa án Nhân dân thành phố bác bỏ việc chống án, giữ nguyên phán quyết. Nhưng mà, phán quyết của Tòa án Nhân dân chỉ khiến Lý Hướng Văn thắng được chính nghĩa tinh thần thì như một ông lão mơ hồ ở tù oan 11 năm, sau khi ra tù chỉ vào cỏ dại của ngôi mộ, khóc tức tưởi, ông lão chính là giống như một cây cỏ dại như thế. Lý Hướng Văn ra khỏi nhà giam khi quay đầu lại thì phát hiện, anh ta được phóng thích vô tội, đã trôi qua 3 năm ròng. 3 năm qua đi, cảnh còn người mất, công ty trị giá 30 triệu bị bán mất không còn, tiền đi nơi nào, không thể biết. Càng làm cho người khó hiểu chính là, bởi vì anh ta được phóng thích vô tội, đã chứng minh Địch Quốc Công rõ ràng đã cùng nhau lập ra án oan, nhưng sau vài ngày anh ta ra khỏi nhà tù, Địch Quốc Công được nhân sĩ có liên quan đề bạt thành Cục trưởng Phân Cục Công an khu Hạnh Hoa thuộc Cục Công an thành phố Tấn Dương. Đến hôm nay, Địch Quốc Công càng ngày càng thăng tiến, giờ đã là Phó Cục trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công an thành phố. Thậm chí Lý Hướng Văn phản ánh sự thật với giới truyền thông, thì bị một đám người vây quanh ngay tại chỗ, nếu không kịp thời trốn khỏi Tấn Dương, chỉ sợ hiện tại đã chết rồi. Lần thứ ba xem xong lịch sử máu và nước mắt của Lý Hướng Văn cùng với Lý Lão Hán không quan tâm đến tuổi già vì đứa con bôn ba khắp nơi, lại gặp phải cảnh bi thảm cáo trạng không người nhận, Hạ Tường nắm chặt hồ sơ trong tay, vừa lúc Trương Bình Thiếu đẩy cửa vào, liền nói. Đồng chí Bình Thiếu, tặng anh một ngọn gió đông, anh có thể trả cho tôi một ngọn lửa lớn ngút trời hay không? Tay Trương Bình Thiếu run lên, lửa giận trong hai mắt càng đốt càng mạnh. Ở ngay trước mắt ông, không ngờ lại phát sinh một vụ án bị đánh giá sai lầm và oan uổng khủng khiếp như vậy, thế mà ông lại không biết một chút nào, lại còn bị giấu giếm gắt gao. Hai ngày trước đó Cục Công an còn báo cáo với Thành ủy, đề nghị được cho Địch Quốc Công tham gia cuộc bình chọn, đảng viên Đảng Cộng sản ưu tú có cống hiến xuất sắc cho thành phố Tấn Dương. Hay cho một Cục Công an thành phố, hay cho một Phó Cục trưởng Địch, hay cho một đảng viên Đảng Cộng sản ưu tú có cống hiến xuất sắc cho thành phố Tấn Dương. Những gì mà Địch Quốc Công đã làm đúng là làm ô nhục danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản. Là sự chà đạp lên trên đầu Quốc Huy, làm câu nói cảnh sát vì nhân dân phục vụ trở nên như một sự châm chọc. Từ sau khi Lý Hướng Văn ra tù, cáo trạng khắp nơi mà vẫn không có kết quả gì, rơi vào đường cùng đành phải nhận phỏng vấn, xin sự giúp đỡ từ các phương tiện thông tin. Ông ta cũng đã nhiều lần đến Cục Công an, đề nghị Cục Công an hủy bỏ lệnh niêm phong, trả lại các tài sản bị tịch biên, cũng chiếu theo pháp luật của quốc gia mà xin bồi thường.
nhưng cục công an thành phố lại đưa câu trả lời, không thể hủy bỏ niêm phong, với lý do là vụ án này đã bước vào trình tự tư pháp, lệnh niêm phong cùng với đồ vật bị tịch thu, cục chỉ đứng ra bảo quản thay thôi, còn lại chiếu theo luật pháp đã giao cho các cơ quan chức năng bảo tồn và quản lý. Có trả lại được hay không, cục không thể tự đưa ra quyết định được, đợi sau khi cơ quan tư pháp có liên quan thảo luận mới có thể xử lý được. Lý Hướng Văn không chịu, gửi đề xuất khiếu nại đến Sở Công an tỉnh Tây. Sở Công an tỉnh Tây đã gửi thông báo truyền đạt mệnh lệnh cho Cục Công an thành phố Tấn Dương phải sửa chữa sai lầm, yêu cầu người sau phải kịp thời bồi thường cho Lý Hướng Văn. Cũng căn cứ vào cơ quan công an nội bộ chấp hành giám sát công tác theo quy định, giao trách nhiệm sau khi nhận được thông báo này lập tức triển khai công tác bồi thường, trong vòng một tháng phải đem tình hình bồi thường báo cáo cho Cục Pháp chế tỉnh. Kết quả là Cục Công an thành phố bề ngoài thì tuân theo chỉ thị của Sở Công an tỉnh, làm ra vẻ bồi thường, nhưng lại chỉ trả một phần tài sản cho Lý Hướng Văn, phần lớn tài sản còn lại vẫn bị niêm phong. Không phải Cục Công an thành phố không muốn trả, mà là trong thời gian ông ta bị giam giữ, Cục Công an thành phố đã làm trái pháp luật đem bán. Tiền bán tống bán tháo đó giờ nằm trong túi ai chứ? Chỉ có trời biết đất biết. Từng là tỷ phú, ở trong nước cũng được coi là người nằm trong hàng ngũ thượng đẳng, vậy mà vẫn bị coi như một bụi cỏ nhỏ ven đường, bị một gã phó cục trưởng nho nhỏ tùy ý dẫm lên. Đến bây giờ khổ cực bất lực, toàn bộ tài sản công ty mất sạch chẳng còn gì, giờ đây ông ta gần như không xu dính túi, thiếu chút nữa phải lưu lạc đầu đường không nhà để về. Chẳng trách rất nhiều người có tiền lại thích di dân, pháp luật quốc gia không hoàn thiện, một đội trưởng nhỏ nhoi, vậy mà lại có thể diệt trừ một tỷ phú. Sinh sống tại chính tổ quốc yêu thương của mình mà lại không có cảm giác an toàn, thì có ai muốn yêu nước chứ? Lý Hướng Văn không chấp nhận, lợi nhuận bình thường của công ty ông ta mấy năm qua cùng với các khoản dự phòng tích góp lại, cũng phải vượt qua hàng chục triệu. Mà đầu sỏ tạo thành hết thảy hậu quả này là địch quốc công, chẳng những công khai lấy đi sức mạnh của ông, còn ngồi ở trên đài dạng người lòng chó mà đặc biệt nói về việc chống tham nhũng, thế nhưng ở sau lưng thì lại lấy tài sản của công ty ông trộm đem bán lấy tiền mặt, không cần nghĩ cũng biết toàn bộ số tiền đó đã chui vào túi gã. Người như vậy, lại ngồi ở vị trí phó cục trưởng Cục Công an thành phố, bộ mặt ra vẻ đạo mạo, đúng là loại không ra gì. Lý Hướng Văn muốn đòi lại công bằng, muốn làm cho địch quốc công nợ máu phải trả bằng máu. Kết quả là Lý Hướng Văn vừa mới gửi đi mấy đơn thư khiếu nại, thì ngay tối ngày hôm đó bị người ta vây đánh, bị đánh cho hộc máu tại chỗ, bị ném tới một cây cầu bị bỏ hoang, nếu không có người tình cờ đi ngang qua, nói không chừng ông đã chết thảm đầu đường. Lý Hướng Văn cả người đầy máu khóc hỏi ông trời, chẳng lẽ trên đời thực sự không có công bằng và chính nghĩa sao? Thời điểm cha ông ta là Lý Lão Hán tìm được ông ta đã hấp hối, chỉ thiếu chút nữa là đã chết rồi. Ông Lý ôm Lý Hướng Văn khóc lóc than đời. Hướng Văn, chúng ta không cần tiền nữa, chúng ta ham như vậy cũng không được gì, cha chỉ mong có thể còn sống mà rời khỏi Tấn Dương là được, sau này, vĩnh viễn không đặt chân đến Tấn Dương nữa. Lý Hướng Văn tuy căm uất nhưng cũng đành đồng ý, ở Tấn Dương trốn quan trường đen tối giống như bụi than đá, ông cũng chỉ là một người nhỏ bé, có năng lực thay đổi được cái gì chứ? Đành chấp nhận số phận thôi. Nhưng mà... có người lại vẫn không muốn buông tha cho ông ta. Trên đường rời khỏi Tấn Dương, xe của Lý Hướng Văn bị tông vào đuôi xe. Từ xe đằng sau một đám thanh niên trẻ tuổi bước xuống, tiến lên vây quanh Lý Hướng Văn, lại một trận đấm đá cuồng loạn. Đáng thương cho Lý Hướng Văn đã thương lại càng thêm thương, cuối cùng không kiên trì được nữa, bị đánh cho đến chết. Lý Lão Hán cũng bị đánh cho ói ra máu, hôn mê ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, Lý Lão Hán mới phát hiện chẳng biết thi thể của con trai đã bị mang đi đâu. Ông cả đời trung thực, đi đường cũng đi đúng bên, không dám đi ở giữa, không tranh không cầu, về già lại bị rơi vào kết cục như thế này, ông trời có thấy không? Ông lão tức giận và căm phẫn, lại lần nữa hôn mê. Sau khi tỉnh lại lần nữa, thì ông đã được Đường Thiên Vân đón đi rồi. Kỳ thực Đường Thiên Vân có thể tới đón Lý Lão Hán, không phải là ngẫu nhiên. Việc này có liên quan tới chuyện lúc Đường Thiên Vân còn nhỏ đã gặp phải. Trước kia đã từng nói, Đường Thiên Vân là người rất có lai lịch, thái độ làm người của anh ta là không thể thấy chết mà không cứu được. Kỳ thực nếu không có cử chỉ thông cảm của Đường Thiên Vân, thì chuyện của Lý Lão Hán sẽ không bị che giấu trong bụi bặm của lịch sử vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời, bởi vì tỉnh Tây có Hạ Tưởng. Phải nói, nếu Hạ Tưởng không đến nhậm chức ở tỉnh Tây,
có lẽ Lý Hướng Văn sẽ thực sự vĩnh viễn ngậm oan mà chết, và nói không chừng Địch Quốc Công vẫn có thể một đường hát vang tiến mạnh, trở thành trụ cột của nước nhà. Chỉ tiếc, Hạ Tưởng đã đến đây, thì trời của tỉnh Tây phải đổi màu xanh rồi. Chủ tịch tỉnh, tôi thân là bí thư thành ủy, lại không biết ở Tấn Dương đã xảy ra chuyện như vậy, tôi vô cùng xin lỗi, là do tôi đã không làm tròn bổn phận. Trương Bình Thiếu biểu lộ thái độ, đứng lên. Tôi sẽ lập tức đưa ra chỉ thị, yêu cầu bên dưới điều tra kỹ lưỡng sự thực chuyện của Lý Hướng Văn. Ngồi đi. Hạ Tưởng uy nghiêm nói. Đưa ra chỉ thị, lãnh đạo Trung ương đưa xuống rất nhiều chỉ thị, có bao nhiêu cái được làm tỉ mỉ rõ ràng. Anh đưa chỉ thị xuống, hệ thống chính trị pháp luật thực sự sẽ tra xét đúng như quy định. Cục Công an thành phố sẽ thực sự bắt Địch Quốc Công, Địch Quốc Công có thể quay ngược chiều gió mà được đề bạt. Điều này chứng tỏ y có một tấm mạng lưới quan hệ kỹ càng ở Tấn Dương. Trương Bình Thiếu sửng sốt, lại chậm rãi ngồi xuống, trong mắt vẫn là lửa giận thiêu đốt. Bại hoại, quả thực là tên cặn bã. Muốn trừng trị tên cặn bã này, cũng phải chú ý đến phương pháp. Không những phải bắt gọn tên cặn bã này, còn phải một chiêu chém đứt những độc thủ mà y đưa ra. Vẻ mặt Hạ Tưởng bình tĩnh, nhưng bên trong ánh mắt lộ rõ sự lạnh lùng. Khiến trong lòng Trương Bình Thiếu đột nhiên lo lắng và có chút kinh sợ. Trương Bình Thiếu trước uy thế hùng mạnh của Lôi Trị Học, cũng chưa từng khiếp đảm như vậy. Nhưng trước sát ý lơ đãng lộ ra của Hạ Tưởng, không ngờ lại không tự chủ được, phía sau lưng chợt cảm thấy lạnh, trong lòng hoảng sợ, đúng là uy thế quá hùng mạnh. Quả thực là, đối với Lôi Trị Học vẫn luôn thuận buồm xuôi gió mà nói, uy thế đó cũng chỉ là dựa vào quầng sáng của bí thư tỉnh ủy. Còn đối với người đã trải qua thử thách sinh tử, từng tay không chiến thắng kẻ bắt cóc cực kỳ hung ác như Hạ Tưởng mà nói, trước sự sống và cái chết, sự mạnh mẽ và cứng rắn được rèn luyện qua thử thách, là điều mà các cán bộ sở lớn lên trong thời kỳ hòa bình trong nhà Kính không thể so sánh được. Đối với những tướng quân chưa bao giờ trải qua chiến tranh, trước mặt người khác thì tươi cười rạng rỡ, nhưng trong thâm tâm có lẽ vô cùng sợ chết. Mà tướng quân chân chính từ trong chiến trường mưa bom bão đạn chiến thắng trở về, đối với sự kêu gào và hiếu chiến của kẻ địch sẽ coi như không có gì. Cũng là bởi vì điều này, mà rất nhiều người đều đánh giá thấp Hạ Tưởng. Chẳng những đánh giá thấp trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, lại càng xem nhẹ quyết tâm của Hạ Tưởng, cũng không có nhận thức đầy đủ với độc thủ và thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn của Hạ Tưởng. Ai cũng không thể tưởng tượng được, Hạ Tưởng bề ngoài thì ôn hòa nho nhã, thời điểm thật sự nảy sinh ý tưởng ác độc, thì vô cùng tàn nhẫn, không cho ai đường sống. Thử hỏi. Trong nước có quan lớn cấp bộ trưởng nào trẻ tuổi mà khí thế uy nghiêm như hắn chưa? Lại thử hỏi, trong nước có quan lớn cấp bộ trưởng nào có thể ung dung tránh được sự đuổi giết của quân đội, lại còn thuận tiện đánh ngã một gã tư lệnh quân khu? Hạ Tưởng tiếp tục trầm ổn mạnh mẽ nói. Bình Thiếu, chuyện của Lý Hướng Văn, phải có sự phối hợp để diễn một trò hay, phải bắt đầu từ Địch Quốc Công, quét sạch toàn bộ hệ thống chính trị pháp luật và công an cặn bã ở Tấn Dương. Trương Bình Thiếu không ngờ Hạ Tưởng lại dám làm mạnh và lớn như vậy, quả thực là hành động long trời lở đất, không khỏi nói. Chủ tịch tỉnh, đằng sau Địch Quốc Công, liên lụy tới rất nhiều người, tỉnh ủy, thậm chí nghe nói còn có thể động đến văn phòng trung ương. Liên lụy tới tỉnh ủy, mặc kệ là ai, đều đến tìm tôi. Động đến trung ương, cho dù là kinh động đến tổng bí thư hay thủ tướng, tôi sẽ tự mình đích thân giải thích. Hạ Tưởng ánh mắt rực lửa, đưa ra quyết định. Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có muốn giải oan cho Lý Hướng Văn không? Muốn. Ở trước mặt Hạ Tưởng, Trương Bình Thiếu giống như một học sinh tiểu học, thành khẩn lại còn nghiêm túc gật đầu. Nếu nói lúc trước ông ta hướng về phía Hạ Tưởng là vì Lữ Uyên Nguyên, thì bây giờ ở trước mặt Hạ Tưởng, lần đầu tiên trong lòng ông xuất hiện cảm giác khâm phục, cũng là lần đầu tiên từ tận đáy lòng khâm phục dũng khí và quyết tâm của Hạ Tưởng. Tỉnh Tây giống như một đầm lầy bị một màn sương đen bao phủ. Cần một chủ tịch tỉnh trẻ tuổi có tinh thần khai phá, quyết đoán mạnh mẽ, chém chông chặt gai chưa từng có từ trước đến nay, mới có thể bài trừ thế lực hắc ám vô cùng mạnh mẽ đã nhiều năm ở tỉnh Tây, mới có thể thực sự có thể thực hiện việc chuyển đổi nền kinh tế. Từ trước tới nay Trương Bình Thiếu bị đám người trong thành ủy quản chế chặt chẽ, vẫn bó tay bó chân không thể thực hiện được khát vọng trong lòng. Hiện giờ rốt cục cũng có một vị chủ tịch tỉnh dám làm dám chịu và dũng cảm gánh vác đến đây, nếu thời cơ tốt như vậy mà bỏ qua. Thì ông ở tỉnh Tây sẽ vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu. Anh có muốn làm cho kinh tế của tỉnh Tây chuyển mình, bắt đầu từ Tấn Dương trước, sau đó lan ra toàn bộ tỉnh? Hạ Tưởng lại hỏi. Muốn.
Giọng điệu của Trương Bình Thiếu kiên định từ trước nay chưa từng có. Hạ Tưởng đập bàn đứng lên. Đồng chí Trương Bình Thiếu, ngày mà bầu trời tỉnh Tây xanh trở lại, là có một nửa công lao của anh trong đó. Không thể không nói, thủ pháp lung lạc lòng người của Hạ Tưởng đã được dày công tôi luyện, thông qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, trước kia Trương Bình Thiếu là bị động dựa về phía Hạ Tưởng, thì giờ thật tâm thực lòng mà đi theo bước chân của Hạ Tưởng, quyết một lòng, không có hai lòng. Sau khi Trương Bình Thiếu rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng lại lần lượt nói chuyện cùng với Mộc Thành Kiệt, Mã Dục, Đường Thiên Vân, cuối cùng, hắn lại cùng nói chuyện cụ thể hơn với Trương Duy Chiếu một lần nữa. Dưới sự sắp đặt do Hạ Tưởng khua chiêng gõ mõ, một tấm thiên la địa võng đang được hình thành, hơn nữa còn đặt võng đâu vào đấy. Mà lúc này đừng nói Vương Hướng Tiền không biết Hạ Tưởng muốn ra tay từ chỗ này, ngay cả Lôi Trị Học cũng ù ù cạc cạc, đối với mọi việc do Hạ Tưởng âm thầm sắp xếp, hoàn toàn không biết gì cả. Đêm đó, Vương Hướng Tiền cùng một đám thân tín ngồi cùng một chỗ, thảo luận làm cách nào ứng phó với việc kiểm tra của hành động chuyên nghiệp, đồng thời chúc mừng thắng lợi trong lần phản kích đầu tiên. Ngoài Vương Hướng Tiền ra, đám cán bộ tham gia tụ hội còn có Địch Quốc Công, Tang Thiên Lương và đám người trong hệ thống công an ở Tấn Dương, cùng với Phó Thị trưởng Thường trực Thành ủy Tấn Dương. Không khí tụ hội vô cùng sôi động, rất có thanh thế, là một buổi duyệt binh quy mô nhỏ trong mạng lưới quan hệ của Vương Hướng Tiền ở Tấn Dương. Trong bữa tiệc, đang lúc mọi người nhiệt tình thảo luận làm thế nào kết thành một sợi dây đối phó với Hạ Tưởng, thì điện thoại của Địch Quốc Công vang lên, sau khi nghe xong, vẻ mặt gã vui mừng. Phó Chủ tịch tỉnh Vương, tin tốt, Trần Diễm về nước rồi. Tốt. Vương Hướng Tiền cười ha hả. Chờ xem một màn kịch hay sắp diễn ở tỉnh ủy đi. Trần Diễm về nước, có nghĩa là giữa Trần Diễm và Giang An đã đạt được thỏa hiệp chung. Nói đúng hơn là, yêu cầu của Trần Diễm đã được yêu cầu thỏa mãn, cô ta đã điều khiển được về mặt tiền tài, định ra tay với Hạ Tưởng. Nói đến việc phải trực tiếp ra tay với Hạ Tưởng, Vương Hướng Tiền cũng không quá mong chờ. Gã biết rõ nếu muốn cùng với Lôi Trị Học liên hợp lại đánh mất quyền lực của Hạ Tưởng, độ khó là khá cao. Hạ Tưởng không giống với chủ tịch tỉnh tiền nhiệm, chủ tịch tỉnh tiền nhiệm tuổi già sức yếu, không có chút ý chí chiến đấu nào, thậm chí còn không cần Lôi Trị Học ở tỉnh ủy phối hợp cùng với gã, chỉ bằng danh tiếng do nhiều năm ở bộ máy ủy ban nhân dân của gã tạo thành, cũng đủ để chi phối phán đoán của chủ tịch tỉnh. Hạ Tưởng hoàn toàn khác biệt, Hạ Tưởng còn rất trẻ, mà tuổi trẻ thì có nghĩa là tinh lực dư thừa. Cũng có nghĩa là tuyệt đối không chấp nhận sự thỏa hiệp. Còn một điều nữa là, bối cảnh của Hạ Tưởng rất dọa người, đừng nói là gã, cho dù là Lôi Trị Học cũng không thể trực tiếp lật đổ Hạ Tưởng. Hiện tại nếu muốn phá hỏng con đường phía trước của Hạ Tưởng, thì chỉ có một biện pháp là thiết lập hoàn cảnh khiến cho chính bản thân Hạ Tưởng phạm phải sai lầm. Trừ điều đó ra, không ai có thể ngăn cản bước chân tiến tới của Hạ Tưởng. Đương nhiên còn có một biện pháp cũng không tính là biện pháp. Đó chính là thiết lập cạm bẫy khiến cho thân tín mà Hạ Tưởng tín nhiệm nhất nhảy vào và phạm phải một sai lầm lớn, cuối cùng lấy lý do dùng người không đúng, kéo Hạ Tưởng xuống ngựa. Mặc kệ là cách nào, thì khó khăn cũng rất cao, cũng rất khó thực hiện. Nhưng bất kể chuyện gì có mặt tốt thì cũng sẽ có mặt xấu, tuổi trẻ cũng vậy. Bởi vì còn trẻ tuổi, cho nên tinh lực vô cùng dư thừa, độ miễn dịch của Hạ Tưởng trước một chuyện gì đó cũng sẽ kém hơn. Vừa nghĩ tới thủ đoạn xấu xa của Trần Diễm, trong lòng Vương Hướng Tiền ngoài ngứa ngáy ra, còn có chút sung sướng không kiềm chế được. Gã dám khẳng định, Trần Diễm vừa ra tay, nhất định Hạ Tưởng sẽ bị té ngã. Vừa nghĩ tới 5% cổ phần khai thác mỏ mà Trần Diễm giành được, trong lòng Vương Hướng Tiền có đủ loại cảm giác, hâm mộ có, ghen tị có, mà cả hận thù cũng có. Trần Diễm thực sự là một người rất tinh danh, chỉ cần nói chuyện, mà lấy được hàng tỷ của cải vào tay. Một người con gái chưa kết hôn, bên người không có đàn ông, cũng không có trẻ con phải yêu thương, có nhiều tiền như vậy thì có ích gì chứ? Ghen tị cũng chẳng làm được gì, Vương Hướng Tiền từ chuyện Trần Diễm kiếm được một khoản lớn lại nhớ đến chuyện bị phạt ở mỏ than, gần 10.000. Thực quá độc ác, Hạ Tưởng là thực sự muốn máu của gã sao? Được, gã nhớ mối nợ máu này, cũng muốn cho Hạ Tưởng biết rằng cái gì là lợi hại. Muốn động đến nền móng của tỉnh Tây, muốn chuyển đổi kinh tế. Khờ dại, ngây thơ, tự cao tự đại. Chờ đó mà coi, đừng nói Hạ Tưởng muốn thúc đẩy kinh tế hình ở tỉnh Tây chuyển đổi, có thể bình yên vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đã là tốt lắm rồi. Nghĩ đến chỗ đắc ý, Vương Hướng Tiền lại nhìn những người thân cận chung quanh mình, bản thân mỗi người đều giữ chức vụ quan trọng,
ở Tấn Dương có được mạng lưới quan hệ và thực lực hùng mạnh, tâm trạng gã càng thêm vui sướng, cứ như đang nhìn thấy được thảm bại của Hạ Tưởng, thấy được Hạ Tưởng đang ủ rũ mà ly khai khỏi Tấn Dương, gã liền ha ha cười lớn. Nào, cùng ly. Hiếm khi được hôm Phó Chủ tịch tỉnh Vương có tâm trạng tốt, mọi người ở đây quan sát vẻ mặt của gã, đều thấy được điều đó, liền hướng Vương Hướng Tiền kính rượu. Vương Hướng Tiền ở trước mặt những người thân tín, cũng không cần ra vẻ làm gì, không bao lâu đã hơi quá chén. Địch Quốc Công liền đưa mắt ra hiệu, lập tức có người tiến đến nâng Vương Hướng Tiền, đưa gã đi hưởng thụ nhân gian xuân sắc, được giai nhân mát xa cho. Sau đó, mọi người đều tản đi. Địch Quốc Công đi cùng với Tang Thiên Lương ra khỏi khách sạn, ngồi cùng một chiếc xe. Vừa lên xe, Địch Quốc Công liền nói nhỏ. Chuyện của Lý Hướng Văn, đã xử lý sạch sẽ chưa? Sạch sẽ, bảo đảm không để lại bất cứ dấu vết gì. Sự lạnh lùng trong mắt Tang Thiên Lương ẩn hiện. Tiếc là đã để cho lão già đó chạy mất, đó là tai họa ngầm. Chân của lão già đó cũng không còn nhanh nhẹn, sao lại có thể chạy ra khỏi Tấn Dương được chứ? Địch Quốc Công vô cùng khó hiểu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Trong bụi than, trong màn đêm, người ta vui thú hưởng lạc. Cũng giống như kiểu phồn vinh của kỳ lạ của Dubai, một bên là sa mạc tử vong, một bên là khách sạn xa hoa nhất trên thế giới. Sự đối lập rõ ràng và rõ nét, có thể kích thích dục vọng ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng của mỗi con người sinh trưởng tốt. Đúng là thất sách. Địch Quốc Công thở dài một tiếng. Không nên đánh chết Lý Hướng Văn. Tuy nhiên nếu mọi chuyện đã như vậy, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, đem cái chết của Lý Hướng Văn làm thành án tử. Đã làm rồi, là một vụ tai nạn giao thông bình thường, cãi nhau dẫn đến ẩu đả rồi xảy ra tử vong ngoài ý muốn. Hiện trường, chứng cứ đều có đủ, cho dù Lý Hướng Văn có sống lại, cũng không thể lật lại bản án. Hiện tại lỗ hổng duy nhất chính là Lý Lão Hán, chỉ cần bắt được Lý Lão Hán, giết người diệt khẩu, thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Tang Thiên Lương hung tợn nói. Lão già sống dai, sao không ngã đập đầu trên mặt đất, vĩnh viễn không thể đứng dậy nữa. Như thế tôi bất việc, anh cũng bất việc, thực tốt. Địch Quốc Công không tiếp lời của Tang Thiên Lương, mà chỉ hỏi. Người nhà khác của Lý Hướng Văn đâu? Lý Hướng Văn cùng với cha mình sống nương tựa lẫn nhau, vợ trước sau khi ly hôn với gã, thì đã xuất ngoại, không còn liên lạc nữa, trong nhà gã không còn thân nhân nào khác. Tang Thiên Lương cười ha hả. Điển hình cho hạng người đáng thương chết không ai chôn, còn muốn đấu với cục trưởng Địch. Không biết trợn to mắt lên mà nhìn, tiền quan trọng hơn hay mạng quan trọng hơn. Địch Quốc Công khoát tay. Không nói nữa, chuyện trước kia cũng đừng có nhắc lại. Còn có một mắc xích nữa phải chú ý một chút, đó là một số công nhân trước kia trong công ty của Lý Hướng Văn, phải bịt miệng bọn họ lại. Tang Thiên Lương âm thầm khâm phục sự thận trọng của Địch Quốc Công. Cục trưởng Địch có thể có được như bây giờ, cũng không phải là ngẫu nhiên, thân là cảnh sát, phải làm mọi việc thật kỹ càng cẩn thận không để lại sơ hở gì. Sau khi chia tay với Địch Quốc Công, cách chỗ ở không xa, sau khi Tang Thiên Lương xuống xe, cũng không gọi xe. Hôm nay y không lái xe, chính là vì muốn ngồi chung xe với Địch Quốc Công để thảo luận việc giải quyết tốt hậu quả cuối cùng về chuyện Lý Hướng Văn, sau đó đi bộ về nhà. Trước kia Tang Thiên Lương là đại đội trưởng. Bây giờ đã lên tới chức đội trưởng Cục Công an thành phố, ngồi vào vị trí Địch Quốc Công đã ngồi vào mấy năm trước. Y lại không phải cảnh sát hình sự, lại uống rượu vào rồi, ý thức phòng bị sẽ không tốt. Tuy nhiên, cho dù y có là cảnh sát hình sự, và vẫn tỉnh táo, thì y cũng không thể nhận thấy có người đang theo dõi mình. Bởi vì người theo dõi y chính là Tiêu Ngũ, trước kia Tiêu Ngũ chính là bộ đội đặc chủng, cậu ta muốn theo dõi ai, về cơ bản không có mấy người có thể phát hiện được. Huống chi là Tang Thiên Lương đã uống rượu say. Không chỉ Tang Thiên Lương bị theo dõi, mà phía sau Địch Quốc Công cũng có một cái đuôi. Ngày hôm nay Tang Thiên Lương không về nhà, nói chính xác hơn, là không về nhà y, mà là quay về nhà của tình nhân y chân bước không ngừng vào một tiểu khu có tên là Hoa Viên Cẩm Giang, nhà số 3, tầng 3, tiểu khu 3 có người tình nhiễm mị mà y yêu nhất. A Mị năm nay 29 tuổi, mảnh mai như liễu, dáng người đẹp, tài ăn nói giỏi. Bộ dáng lại rất Lolita, ba cái tốt của Lolita cô đều có hết. Cho nên khiến Tang Thiên Lương như được hồi xuân, đối với A Mị yêu thích không buông tay. Bóng dáng phía sau như bóng với hình, ẩn nấp trong chỗ tối nơi ngọn đèn mờ nhạt không chiếu rọi tới, giống như một người có tâm lý u ám, lại giống như quỷ không mời mà đến. Tang Thiên Lương ngâm nga một khúc nhạc,
thoải mái bước đi, lương tâm không trong sáng nhưng tinh thần vẫn không chút sợ nửa đêm quỷ tới gõ cửa, hồn nhiên không biết nguy hiểm ở phía sau đang lặng yên tới gần. Chỉ cần làm ra chuyện trái với lương tâm, cho dù có sợ nửa đêm quỷ tới gõ cửa hay không, thì sẽ có một ngày, quỷ nhất định sẽ đến gõ cửa. Tang Thiên Lương không cần gõ cửa, trực tiếp mở cửa phòng ra, y biết lúc này A Mỹ nhất định đã tắm rửa xong rồi, cũng đã mặc xong nội y thêu hoa, chờ y tới chung vui. Cảm giác say của y hơi hơi dâng lên, không khỏi có chút cấp bách như khỉ. Có người nói rượu là độc dược với dạ dày, điều này không sai chút nào. Nếu là bình thường, Tang Thiên Lương cũng sẽ không bất lực như vậy, nhưng ngày hôm nay quả thực uống hơi nhiều, bước chân lâng lâng, vừa mới mở cửa, bỗng cảm thấy phía sau khác thường, còn chưa kịp quay đầu lại, bả vai. Đã bị một bàn tay từ trong bóng tối giơ ra vỗ một cái. Tang Thiên Lương vô cùng kinh hãi, đằng sau có người mà không ngờ y lại không phát hiện được, nếu chẳng may đối phương là cho một dao lên cổ y, chẳng phải là chưa kịp hiểu ra sao đã thành ma quỷ oan sao. Người làm chuyện trái lương tâm, trong lòng đương nhiên là có quỷ, y đột nhiên xoay người lại, đấm một cú về phía sau. Cho rằng đối phương nhất định đã có phòng bị, một cú đấm này đánh ra, khẳng định đối phương có thể đánh trả, không ngờ một cú đấm này đánh ra, lại trúng giữa mặt đối phương. Chỉ nghe, ôi, một tiếng, bóng đen ngửa đầu ra đằng sau, sắp ngã xuống. Vừa nghe tiếng hét, Tang Thiên Lương choáng váng, không ngờ lại là A Mị. Y luống cuống. Tiến lên một bước ôm lấy cổ A Mị, nhìn thấy một bên mắt A Mị bị y đánh trúng thâm đen lại, giống như mắt gấu mèo, người thì đã hôn mê bất tỉnh, y vừa tức vừa vội, vội ôm lấy A Mị chạy xuống tầng, muốn đưa cô bị bệnh viện cấp cứu. Nhất định là A Mị ẩn nấp để y bắt, muốn đùa nghịch với y, không ngờ y lại không có chút tình thú, một đấm đánh khiến người đẹp hôn mê luôn, mất mặt quá. Dưới tình thế cấp bách, Tang Thiên Lương không kịp đóng cửa, y quay người chạy xuống tầng. Một bóng đen ở trên tầng lại chợt hiện ra, nhẹ nhàng đi vào phòng. Bóng đen vừa đi vào phòng, cửa phòng liền không tiếng động mà đóng lại. Hôm nay địch quốc công cũng không về nhà. Bình thường buổi tối sau khi nhận lời mời rồi ăn cơm xong với khách, địch quốc công cũng ít khi về nhà. Ô tô của gã chạy về phía một tiểu khu xa hoa, trong tiểu khu đó, có một người phụ nữ đã duy trì quan hệ mờ ám với gã hơn 10 năm. Khác với người khác làm bừa làm loạn chính là địch quốc công rất biết tự hạn chế, gã không làm bậy. Tuy rằng phụ nữ bên cạnh gã không ít, nhưng cũng không vi phạm chung thủy vợ chồng, bởi vì mỗi người phụ nữ đó đều có giấy đăng ký kết hôn với gã. Nói đúng ra, cục trưởng địch có 4 cuộc hôn nhân hợp pháp, 4 người vợ được chứng nhận, hơn nữa còn có 4 đứa con gái. Cũng đúng, nhiều vợ nhiều con như vậy, muốn có nhà để ở, có chi phí chi tiêu, muốn làm quan thế hệ 2, muốn làm con ông cháu cha. Không dựa vào quốc gia thì dựa vào ai? Trong tay không có quyền lực thì dựa vào cái gì? Vậy nên Lý Hướng Văn mới bị chết oan uổng, nếu anh ta biết những khó khăn của cục trưởng địch, biết không biếu vài triệu sẽ bị mất cái mạng nhỏ, thì nói gì anh ta cũng sẽ tự hai tay dâng lên mấy triệu đó để cung cấp cho cục trưởng địch tiêu xài. Nhà mà hôm nay địch quốc công đi tới là nhà bà Hai. Bà Hai đã sinh cho gã một đứa con gái, năm nay 5 tuổi, trông rất dễ thương và đáng yêu. Tuy rằng có chút đanh đá, nhưng vẫn có thể chọc ghẹo khiến địch quốc công vui vẻ. Bà Hai vì nhờ con gái mà được coi trọng hơn, được địch quốc công nuông chiều còn nhiều hơn cả bà ba, bà tư. Sau khi địch quốc công xuống xe, chỉ dặn lái xe sáng mai đến cửa tiểu khu đón gã là được, sau đó gã bước lên lầu. Mới đi được 2 bước, bỗng nhiên cảm thấy có sự khác thường, dường như ở sau lưng luôn có đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã, khiến sau lưng gã như có mũi nhọn, rất không thoải mái. Nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy bóng cây lay động, đèn đường sáng ngời, nửa bóng người cũng chẳng có. Gã khẽ lắc đầu cười, thần hồn nát thần tính, tưởng dây thừng là rắn lớn. Địch quốc công lại đi lên tầng, không chút phát hiện là chờ lúc gã lên tầng rồi, một người im lặng như cái bóng từ trong bóng cây hiện ra, đứng dưới đèn đường, nhìn lên cửa sổ sáng đèn ở tầng 2 hiện ra bóng dáng một nhà 3 người địch quốc công hạnh phúc, cái miệng của cậu ta khẽ cong lên, hiện ra một tia cười lạnh. Ý cười giễu cợt. Không phải ai khác, chính là cao thủ bậc nhất luôn đi theo Hạ Tưởng, cao thủ trong quân đội cùng Hạ Tưởng vào sinh ra tử, Tống Lập. Chuyện của Lý Hướng Văn, đang được thúc đẩy một cách hoàn toàn âm thầm, tận đến sau khi Trần Diễm trở lại Tấn Dương, không nói đến đám người Lôi Trị Học, Vương Hướng Tiền, hễ là các quan chức có liên quan trực tiếp đến vụ án của Lý Hướng Văn, đều không chút phát hiện. Trong âm thầm,
một tấm lưới lớn đã được quăng ra khắp mọi nơi, tấm lưới này không những rất lớn, hơn nữa mắt lưới rất dày, chính là không để bất kỳ một con cá nào có thể lọt lưới. Chủ yếu nhất là, lần này Hạ Tưởng Hạ độc thủ, là tàn nhẫn nhất từ trước tới nay, tấm lưới lớn của hắn được bện vô cùng chắc chắn, cho dù Lôi Chỉ Học có giơ đại đao chém xuống để ngăn cản, cũng sẽ không bị chút thương tổn nào. Chính là muốn một lưới hốt họn. Tin tức Trần Diễm về nước, Hạ Tưởng cũng là một trong những người đầu tiên nhận được. Trái ngược với dự tính của Vương Hướng Tiền, biết được Trần Diễm về nước, Hạ Tưởng ngược lại cảm thấy vui mừng. Mỏ khai thác An Đạt đã bị chảy máu nhiều, giờ lại phải bỏ ra 5% cổ phần nữa, cổ phần của Giang Cương sẽ lại một lần nữa bị pha loãng, đối với sức mạnh nắm giữ cổ phần của ban giám đốc đã giảm đi một phần. Đương nhiên, cho dù Giang Cương có phải bỏ ra 10% cổ phần nữa, thì gã cũng vẫn là cổ đông lớn nhất của hầm mỏ An Đạt, muốn cướp hầm mỏ An Đạt từ trong tay gã, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng không phải chỉ chuẩn bị một món ăn cho Giang Cương. Đồng thời với việc Trần Diễm về nước, Phó Tiên Tiên cũng lần thứ hai bay đến Tấn Dương, mang đến bản kế hoạch đã được sửa chữa của Phó Tiên Phong. Kế hoạch sửa đổi lần thứ hai, so với lần đầu tiên thì tỉ mỉ hơn rất nhiều, cũng chu đáo và chặt chẽ hơn, đồng thời. Phó Tiên Phong cũng đã hạ quyết tâm rất lớn, bổ sung đầu tư. Chỉ dựa vào tiền bạc, không thể mở cửa chính của nguồn năng lượng tỉnh Tây. Nguồn năng lượng tỉnh Tây, quyền sở hữu một phần nằm trong tay các ông chủ mỏ than địa phương, một phần nằm trong tay phe phản đối. Sở dĩ Lôi Chỉ Học được đảm nhiệm chức phụ bí thư tỉnh ủy chính là vì cam đoan sẽ phản đối việc phe phản đối tiếp tục nắm trong tay nguồn năng lượng, sắt thép và điện lực. Cuộc chiến tranh đoạt nguồn năng lượng ở tỉnh Tây, không chỉ là một cuộc đọ sức chính trị, còn đồng nghĩa với việc ai nắm trong tay nền kinh tế cũng có nghĩa đã nắm mạch máu chiến tranh kinh tế trong tương lai. Hạ Tưởng muốn không phải chỉ là đem quyền kiểm soát nguồn năng lượng nắm ở trong tay mình, mà còn muốn sau khi nắm giữ được quyền lực, sẽ cải thiện kết cấu sản xuất kinh tế tỉnh Tây, hoàn thành việc chuyển hình nền kinh tế dựa trên nguồn năng lượng, tăng cường việc quản lý mức độ ô nhiễm, không lấy sinh mạng sức khỏe của nhân dân làm cái giá phải hy sinh để đổi lấy sự phát triển của kinh tế. Nếu nói Phó Tiên Phong tham gia cuộc chiến tranh đoạt nguồn năng lượng ở tỉnh Tây là món ăn thứ hai, thì món ăn thứ ba chính là món ăn quan trọng nhất. Đó là đầu óc kinh tế của Lý Thấm và thực lực kinh tế của Liên Nhược Hạm. Tận dụng cơ hội Trần Diễm lấy đi 5% cổ phần khai thác mỏ của An Đạt, lấy kế hoạch đầu tư lâu dài của Phó Tiên Phong làm chất dẫn cháy, trước tiên dùng mỏ khai thác An Đạt làm nơi thí điểm, sau đó trình diễn một màn đánh úp kinh tế một cách hoành tráng ở tỉnh Tây. Chiến tranh kinh tế chính trị đi đầu, nhà họ Phó vì thành công đánh vào tỉnh Tây, nhất định sẽ có hoạt động ở mặt chính trị. Quả nhiên một ngày sau khi Phó Tiên Tiên đi đến Tấn Dương, hoặc phải nói, ngay sau khi Hạ Tưởng trả lời hoàn toàn tán thành với kế hoạch của Phó Tiên Phong, văn phòng nội các chính phủ đã có tiếp xúc với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Tây, Phó Thủ tướng nội các chính phủ Phó Bá Cử đã quyết định dùng một tuần công tác để đến thị sát tình hình chuyển hình kinh tế ở tỉnh Tây. Hạ Tưởng âm thầm khen ngợi, phong cách làm việc của nhà họ Phó tuy rằng đôi lúc quá mức trắng trợn, nhưng dùng để đối phó với một số thế thực ngoan cố lại rất hữu dụng. Hắn rất tán thành. Buổi sáng, Hạ Tưởng tổ chức một buổi hội nghị kinh tế chính phủ, lại nhấn mạnh việc chuyển đổi nền kinh tế tỉnh Tây dựa trên nguồn năng lượng là bắt buộc phải làm, không phải là nói đùa, cũng không thể đem các loại lý do ra để kéo dài thời gian, phải đem nó trở thành nhiệm vụ chính trị hạng nhất. Phải ngăn chặn những tư tưởng buông thả, đối với một số đồng chí thấy khó khăn liền lui bước và có hành động khuất phục, hắn cũng đưa ra phê bình. Nếu không thể thống nhất quan điểm, không thể đem chuyển đổi nền kinh tế dựa trên nguồn năng lượng làm nhiệm vụ chủ yếu trước mắt, thì là do Ủy ban Nhân dân tỉnh không làm tròn bổn phận. Nếu vấn đề là do hắn sẽ chủ động nhận kiểm điểm với Trung ương Đảng, nội các chính phủ, còn nếu vấn đề là do đồng chí cá biệt nào đó, hắn cũng sẽ trực tiếp phản ánh vấn đề này với Trung ương Đảng, nội các chính phủ, sẽ không nhân nhượng. Giọng nói của Hạ Tưởng rất nghiêm khắc, nhấn mạnh. Chính phủ đang muốn dùng từ 3 đến 5 năm tiến hành hoàn thành việc chuyển đổi nền kinh tế dựa trên nguồn năng lượng, nếu không thể hoàn thành, tôi sẵn lòng gánh vác tất cả hậu quả, cho dù có phải từ chức cũng sẽ không lùi một bước. Nếu ai ngăn cản tỉnh Tây trên con đường tiến tới phía trước, rất xin lỗi, người đó sẽ phải chủ động nhường đường, không thể thương lượng. Lời nói hùng hồn của Hạ Tưởng khích lệ mấy phó chủ tịch tỉnh, hào quang trong mắt Phùng Kiến Siêu chớp động, cảm nhận được nhiệt huyết đã lâu trong lòng bắt đầu khởi động. Lần đầu tiên trong lòng ông xuất hiện cảm giác kính nể đối với Hạ Tưởng.
Vương Hướng Tiền im lặng không nói gì, tuy nhiên ánh mắt lại nhìn kỹ về phía mấy phó chủ tịch tỉnh, vẻ khinh thường được biểu lộ ra hoàn toàn. Sau buổi họp này, Vương Hướng Tiền nhất định sẽ có một cuộc gặp mặt với phó chủ tịch tỉnh Thái Tiểu Yến, Đỗ Vĩnh Phi, Du Trấn Sinh. Thái Tiểu Yến là nữ phó chủ tịch tỉnh duy nhất trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, người hơi béo, tuổi khoảng trung niên, bà nhanh mồm nhanh miệng, vừa bước lên đã nói. Lý tưởng của chủ tịch tỉnh hạ thật xa rộng, vừa mới nghe xong mà tôi đã cảm thấy như tỉnh Tây sẽ ngay lập tức trời xanh mây trắng lại. Đỗ Vĩnh Phi ha ha cười. Không thể nói như vậy được, chủ tịch tỉnh hạ vừa mới đến tỉnh Tây, nhất định là muốn tạo thành tích. Nghĩ lại thời điểm năm xưa khi chúng ta còn trẻ, cũng không phải lời nói hùng hồn luôn ở trên miệng sao. Ai chả có thời điểm trẻ tuổi, đương nhiên có thể hiểu được. Lời của ông ta nói nghe rất hay, kỳ thực không phải không có ý giễu cợt ám chỉ trong đó. Du Trấn Sinh thì cười trực tiếp nói thẳng. Chuyển đổi nền kinh tế năng lượng, làm cách nào để chuyển? Không khai thác than, không luyện sắt, không để nhà máy nhiệt điện phát điện nữa, tỉnh Tây còn có ưu thế công nghiệp gì nào? Chỉ biết khoác lác hết lần này đến lần khác. Vương Hướng Tiền thấy mấy người này vẫn một lòng với gã, bộ máy ủy ban nhân dân do gã nắm trong tay vẫn chưa suy yếu đi chút nào, liền vui mừng mỉm cười nói. Không thể nói như vậy, phải ủng hộ việc làm của chủ tịch tỉnh. Chờ mấy người đi rồi, Vương Hướng Tiền mới bỗng nhiên ý thức được việc gần đây Phùng Kiện Siêu hơi xa cách với gã. Bộ máy ủy ban nhân dân tổng cộng có 7 phó chủ tịch tỉnh, gã và 3 vị phó chủ tịch tỉnh khác có quan hệ chặt chẽ, cho đến bây giờ. Chỉ có một mình Mã Hoài Minh là tỏ thái độ rõ ràng dựa vào Hạ Tường, chẳng lẽ bây giờ Phùng Kiện Siêu cũng muốn nghiêng về phía Hạ Tường? Nghĩ một lát, Vương Hướng Tiền liền gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng của Phùng Kiện Siêu, Phùng Kiện Siêu không có ở văn phòng. Gã liền càng hiểu rõ, nhất định là Phùng Kiện Siêu đang báo cáo công việc với Hạ Tường. Hiện giờ Hạ Tường đã có ít nhất sự ủng hộ của 2 vị phó chủ tịch tỉnh, trong đó một người còn là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Còn có một vị phó chủ tịch tỉnh nữa đang ở thế trung lập là Quách Hoa Nhật. Nếu Hạ Tường lại có thể lôi kéo được sự ủng hộ của Quách Hoa Nhật, thì sẽ càng khiến cho bước đầu của hắn ở Ủy ban Nhân dân tỉnh càng thêm vững vàng. Vương Hướng Tiền lo lắng, không thể để Hạ Tường bình tĩnh mà bố trí được, lại cầm lấy điện thoại gọi cho Quách Hoa Nhật, kết quả lại khiến gã phải thất vọng, Quách Hoa Nhật cũng không có ở văn phòng. Lòng Vương Hướng Tiền lại càng nặng nề hơn, bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Kỳ thực nếu để cho gã biết Hạ Tường ngoại trừ việc trực tiếp đẩy mạnh từng bước ở bên ngoài ra, tiến triển sau lưng đã đến mức sắp thu lưới trên toàn diện, nói không chừng gã sẽ khiếp sợ đến mức trợn mắt há mồm. Vương Hướng Tiền ở trong phòng đi qua đi lại một lúc, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Gã tưởng là Phùng Kiện Siêu hoặc Quách Hoa Nhật gọi lại, vội vàng tiếp nhận cuộc gọi, vừa mới, alo, một tiếng, bên trong liền truyền tới giọng nói ngọt ngào của một người. Chủ tịch tỉnh Vương. Buổi tối có thời gian hạ cố đến quán rượu của tôi để chỉ đạo công tác hay không? Hô hấp của Vương Hướng Tiền bỗng chốc dừng lại, là Trần Diễm. Chủ tịch Trần đã quay về, lại không báo một tiếng, để tôi đi đón. Cảm giác của Vương Hướng Tiền đối với Trần Diễm vô cùng phức tạp, vừa sợ hãi thủ đoạn của Trần Diễm, lại động lòng trước sắc đẹp của cô. Giọng nói của gã không hề còn là giọng điệu cao cao tại thượng của một vị quan. Chủ tịch Trần đã mời. Toàn bộ tỉnh Tây này, ai dám không nghe chứ? Ha ha! Trần Diễm cười đến là vui vẻ. Chủ tịch tỉnh Vương thực biết nói đùa, mới nói một câu mà làm rung động lòng người rồi. Vậy là quyết định rồi nhé. Chỗ cũ, không gặp không về. Một câu không gặp không về, rất có ý tứ mở ám hàm xúc quanh quẩn ở bên tai, thiếu chút nữa làm cho Vương Hướng Tiền tâm tình nhộn nhạo, vội ổn định lại tinh thần, hỏi thêm một câu. Dù sao cũng phải để cho tôi chuẩn bị tâm lý, biết chuyện gì quan trọng cần phải nói chứ. Không giấu chủ tịch tỉnh Vương, tôi muốn trực tiếp gặp anh, chủ yếu là muốn hỏi một chút về chủ tịch tỉnh Hạ Tường. Vương Hướng Tiền ngắt điện thoại, khóe miệng hiện ra tươi cười đắc ý, có tiền có thể sai khiến được cả quỷ. Trần Diễm rốt cục dưới sự thúc đẩy của lợi ích, đã ra sát chiêu thực hiện với Hạ Tường rồi. Là một vũ khí bí mật bách chiến bách thắng ở tỉnh Tây, chỉ cả Tấn Dương, không. Phải nói là chỉ cả tỉnh Tây vừa mới ra tay, anh có tôi có tất cả đều có phần. Vương Hướng Tiền gần như cười ra tiếng. Đêm đó, Hạ Tường cùng nhau ăn cơm với Phó Tiên Tiên. Giữa bữa cơm, hắn liên tiếp nhận được điện thoại của Nga Ni Trần, Tiêu Ngũ, Đường Thiên Vân và Tống Lập Đằng. Một bữa cơm mà bị điện thoại chia ra làm 7-8 đoạn ngắn,
khiến cho Phó Tiên Tiên bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Bất mãn cũng không có cách nào, dù sao đều là những chuyện rất quan trọng. Báo cáo của Nga Ni Trần chính là về hướng đi của Trần Diễm. Biết được Trần Diễm sau khi về nước, thì không ngừng xã giao, Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, nhất là khi hắn nghe nói việc Trần Diễm gặp mặt với Giang An và Lôi Tiểu Minh, sau đó, cô ta lại cùng Lôi Tiểu Minh gặp riêng với nhau, thì lại càng cười đến là vui vẻ. Nắm trong tay hướng đi của Trần Diễm cũng không khó, Hạ Tưởng không chỉ có nội ứng ở tỉnh ủy, mà còn từ Nga Ni Trần sắp xếp người đến theo dõi Trần Diễm, cũng không phải là việc gì khó. Hai nơi xuống tay, đã đem nhất cử nhất động của Trần Diễm thu hết vào trong tầm mắt. Tuy nhiên đối với việc Trần Diễm sắp gặp mặt với Vương Hướng Tiền, thì Nga Ni Trần lại không biết. Cũng có thể hiểu được, ông ta không có khả năng đem mọi chuyện về Trần Diễm nắm ở trong tay được, ông ta cũng không phải là thần tiên. Báo cáo của Tiêu Ngũ chính là về chuyện của Tang Thiên Lương. Sau khi Hạ Tưởng nghe Tiêu Ngũ báo cáo ngắn gọn xong, trong lòng đã có tính toán, giọng nói trầm thấp liền truyền đạt mệnh lệnh. Đêm nay xả nước. Điện thoại của Đường Thiên Vân, chủ yếu là báo cáo những tin tức mới nhất về Lĩnh Nam. Trung ương đã quyết định nội bộ lấy Lĩnh Nam làm tỉnh thí điểm để làm cải cách chính trị, sắp tới sẽ công bố chính thức. Nếu nói chính trị ở Lĩnh Nam sẽ có biến đổi lớn, Hạ Tưởng đã sớm đoán được, cũng không khiến hắn giật mình, thì một tin tức khác mà Đường Thiên Vân mang đến, lại khiến cho hắn hơi hơi cảm thán. Quý Như Lan quay lại Lĩnh Nam. Nếu chỉ là việc Quý Như Lan quay lại Lĩnh Nam, Hạ Tưởng sẽ không đến mức phải cảm thán, chủ yếu là do Quý Như Lan lại đến ở tại biệt thự bên hồ đã được trang hoàng đổi mới hoàn toàn, sẽ không tránh được làm cho hắn nhớ đến chuyện cũ. Mà báo cáo của Tống Lập chính là lão cổ thông qua con đường bí mật, thừa dịp Hạ Tưởng được đề bạt lên làm bộ trưởng thì cũng nhân cơ hội nâng cao cấp bậc cảnh vệ của Hạ Tưởng, đã đem Tống Lập và Lư Nghĩa điều tới bên cạnh Hạ Tưởng, việc này khiến hai mắt Hạ Tưởng sáng ngời, lại càng hạ quyết tâm. Tiếp tục theo dõi, chờ Tiêu Ngũ xả nước, thì cậu sẽ châm lửa. Lúc Vương Hướng Tiền và Trần Diễm gặp mặt nhau, đúng là lúc Tấn Dương đang vào xuân, khó có được một đêm mưa xuân nhỏ không có tiếng động, vị mưa xuân theo gió bay vào càng làm không khí gặp mặt giữa hai người thêm mờ ám, nhưng ngoài ý mờ ám đó, chính là giao dịch chính trị trần trụi. Mà đang lúc Vương Hướng Tiền chìm đắm bên trong phong tình tươi đẹp không thể tự thoát ra được, cũng là lúc Tang Thiên Lương ở Tấn Dương muốn gió được gió muốn mưa được mưa, lại đang phải trải qua một lần khảo nghiệm cuộc sống nặng nhất trong đời. Lần trước Tiêu Ngũ đi theo dõi Tang Thiên Lương, đã thành công dẫn dắt Tang Thiên Lương rời đi, lẻn vào nhà số 303 của cô vợ bé, với kỹ xảo chuyên nghiệp và ánh mắt hơn người của cậu ta, đem nhà cô vợ bé lục soát một lần, cộng với tình báo lúc trước tập hợp được, trên cơ bản đã xác định được mấy tội trạng lớn của Tang Thiên Lương. Chứng cớ, ở sofa, tủ lạnh cùng với máy tính và trong két sắt tại nhà của cô vợ bé, nơi nào cũng có. Tiêu Ngũ lợi dụng kỹ năng cao siêu chuyên nghiệp của cậu ta, sau khi thiết kế thật tốt các cơ quan ở nhà cô vợ bé, mới yên lặng rời đi. Chờ sau khi cậu ta đi khỏi rồi, Tang Thiên Lương mới mang theo A Mị trở về, A Mị bị Tang Thiên Lương cho một đấm vào giữa mặt, kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn, ở bệnh viện đơn giản băng bó một chút, lại trở về nhà tĩnh dưỡng. Đừng nhìn Tang Thiên Lương đối với Lý Hướng Văn lòng lang dạ sói giống súc sinh, nhưng đối với A Mị lại chăm sóc vô cùng cẩn thận. Y một ngày một đêm như áo với quần ở bên cạnh A Mị, ngay cả công việc cũng không làm, còn đặc biệt xin nghỉ phép. Tiêu Ngũ đang âm thầm quan sát tấm ảnh của Tang Thiên Lương và A Mị, chỉ nhếch môi cười lạnh, không nhắc đến việc Tang Thiên Lương đã hạ độc thủ với Lý Hướng Văn, nếu không phải lãnh đạo đã nói trước, nói không chừng vừa ra tay cậu ta trước tiên đã phế đi tên khốn kiếp này. Cho dù là cha mẹ y bị bệnh, cũng chưa chắc y đã hiếu thuận được như vậy. Chỉ đến sau khi nhận được mệnh lệnh thả mồi của Hạ Tưởng, Tiêu Ngũ rốt cục mới có được loại khoái cảm báo thù rửa hận. Tuy rằng cậu ta và Tang Thiên Lương ngày xưa không oán ngày nay không thù, nhưng những gì Tang Thiên Lương đã làm khiến Tiêu Ngũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tang Thiên Lương quả thực là cầm thú táng tận lương tâm. Tiêu Ngũ đứng ở dưới tầng, nhìn lên tầng trên, đầu tiên là bình tĩnh mà gọi đi một cuộc điện thoại báo cháy. Nhà 303 tòa số 3 tiểu khu Cẩm Giang phát sinh hỏa hoạn. Ngắt điện thoại, đợi vài phút, sau khi Tiêu Ngũ nghe được tiếng còi của xe cứu hỏa, cậu ta mới ung dung lấy ra một chiếc điện thoại di động khác, ấn xuống một số dùng để gọi tắt. Vài giây sau, chỉ thấy một tiếng nổ không lớn vang lên, trong phòng toát ra cuồn cuồn khó đặc, có người kinh hô. Cháy, mau cứu hỏa. Xe cứu hỏa kịp thời chạy tới.
Trong đám khói, Tang Thiên Lương ôm A Mị, với hành động anh hùng cứu mỹ nhân và tinh thần bất chấp mọi sợ hãi, Tang Thiên Lương chỉ mặc một chiếc quần lót mà chạy xuống lầu còn được. Trong lòng y, A Mị còn để lộ một khoảng ngực, áo ngủ trên người còn có thể che được những chỗ nên che. Nhưng đôi chân và cái cổ trắng ngần lộ ra bên ngoài, hoàn toàn có thể chứng minh quan hệ giữa Tang Thiên Lương và A Mị đã hoàn toàn vượt qua tình bạn thông thường. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Tuy rằng ban đêm ít người, tuy rằng mưa xuân đang bay tán loạn nhưng thiên tính của người Trung Quốc là thích náo nhiệt, cho dù thời tiết ra sao cũng không ngăn cản được sự hiếu kỳ của bọn họ. Không bao lâu dưới tầng đã có rất nhiều người dân không rõ chân tướng mồm năm miệng mười. Không ít người đối với dáng người đen cường tráng của Tang Thiên Lương mà lại xứng đôi với A Mị trắng trẻo nhỏ nhắn có chút ghen tị mà nói xấu sau lưng, khiến cho không ít đàn ông phong độ cảm thấy thật là xui xẻo, mắng thầm. Cải trắng tốt mà lại đem cho heo ăn. A Mị là ai? Không ít người đã gặp qua, có lẽ không nhận ra, nhưng đều biết được sự tồn tại của A Mị. Mà Tang Thiên Lương đến hẹn hò với A Mị, bình thường đều đến vào ban đêm, không mấy người gặp qua. Hôm nay lửa cháy, mới khiến không ít nhân sĩ bí mật ở đây bừng tỉnh đại ngộ. Đã sớm nói qua A Mị chính là Tiểu Tam, vợ bé quả nhiên là vậy, người đàn ông đen kia nhất định là tình nhân của cô ta. Thời điểm mọi người thảo luận về vụ hỏa hoạn, cũng đồng thời thì thầm với nhau không biết người đàn ông ôm A Mị là ai. Kỳ thực đổi lại là bình thường, cũng sẽ không có ai cảm thấy hứng thú nhiều với Tang Thiên Lương như vậy. Dù sao nói cho cùng cũng chỉ là một đôi cẩu nam nữ, có gì mà ngạc nhiên chứ. Nhưng ngạc nhiên là ở chỗ Tang Thiên Lương chỉ mặc một chiếc quần lót và A Mị chỉ mặc một chiếc áo ngủ vô cùng gợi cảm. Hơn nữa Tang Thiên Lương còn ôm A Mị, tác phong lớn mật và dáng vẻ hết sức nổi trội, tạo ra một phong cảnh hết sức bắt mắt. Nếu để Tang Thiên Lương biết được, tư thế ôm ấp người đẹp mà chỉ mặc nội y hôm nay của y được quét qua toàn bộ các trang, y nhất định sẽ vứt A Mị xuống, sau đó bỏ chạy thật xa. Nhưng không may, mỗi một chuyện xấu mà kẻ ác đã làm thì sẽ không biết khi nào có những chuyện không may bất thình lình xảy ra đằng sau. Tang Thiên Lương kinh hoàng vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, ngơ ngác mà nhìn căn phòng nồng nặc khói, không hiểu vì sao trong nhà lại đột nhiên phát sinh hỏa hoạn. Lúc ấy thế lửa kinh người, khói đặc cuồn cuộn, mắt thấy khó mà giữ được cái mạng nhỏ này, y chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, đã bế A Mị chạy xuống tầng. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Về phần có thể vì vậy mà công khai quan hệ tình nhân giữa y và A Mị hay không, đứng trước an nguy tính mạng, ai còn có thể nghĩ được xa xôi như vậy. Bởi vì còn đang ngẩn người khiếp sợ ôm ấp A Mị nên Tang Thiên Lương tự nhiên là không phát hiện, hình tượng cao lớn rực rỡ lúc này của y đã bị người khác âm thầm chụp lại. Đội viên phòng cháy chữa cháy vọt lên tầng, không bao lâu, lửa đã được dập tắt. Trên thực tế đám cháy cũng không lớn, hoặc phải nói là, thực ra không phải là đám cháy, mà chỉ có khói đặc. Sau khi đội viên phòng cháy phá cửa xông vào, đều không thể lý giải được khói ở đâu mà ra, sau khi cẩn thận điều tra lại, phát hiện hóa ra là lò vi sóng bị dò điện gây nên báo động giả. Thời điểm loại bỏ được tình hình nguy hiểm, bỗng nhiên, dây điện lại một lần nữa lóa lên tia lửa, còn có cả khói đen bốc ra. Đội viên phòng cháy hoảng sơ, liền lần theo đường dây nối đến lò vi sóng, tìm được ở trần nhà phòng bếp. Vì để giải trừ tai họa ngầm, phải dỡ bỏ trần nhà phòng bếp, kết quả khiến cho tất cả các đội viên phòng cháy sợ đến ngây người. Bốn góc của trần nhà đều có cất giấu đồ vật, là bốn bao tiền mặt. Mỗi một bao tiền mặt có thể nhìn ra ít nhất là 1 triệu trở lên. Đội viên phòng cháy chịu sự quản lý của biên chế cảnh sát, chịu sự lãnh đạo của cả quân đội và công an, nhưng nguyên tắc vẫn là chịu sự quản lý trực tiếp của quân đội. Phát hiện thấy tình huống quan trọng, phản ứng đầu tiên của đội viên phòng cháy là báo cáo cho lãnh đạo của bộ đội cảnh sát Vũ Trang. Lãnh đạo bộ đội cảnh sát Vũ Trang sau khi nhận được tin tức, đầu tiên là báo cho Trương Bình Thiếu. Dựa theo trình tự bình thường, Trương Bình Thiếu hẳn là phải báo cho Cục Công an thành phố áp dụng hành động, để Cục Công an thành phố đứng ra kiểm soát tình thế phát triển, điều tra chân tướng sự việc, thế nhưng ông lại không thông báo cho Bí thư Đảng ủy Công an kiêm Cục trưởng Công an thành phố Tiêu Lôi, mà lại trực tiếp lái xe đến nhà của Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố là Lý Vũ Trạch, cùng Lý Vũ Trạch ngồi chung một xe, đích thân đi đến hiện trường. Cùng lúc đó, Trương Bình Thiếu còn thông báo cho Ủy ban Kỷ luật thành phố sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào, cũng xin những sự trợ giúp cần thiết từ Sở Công an tỉnh. Lúc này Sở Công an tỉnh điều động lực lượng cảnh sát, đi thẳng đến tiểu khu Hoa Viên Cẩm Giang. Đội viên phòng cháy dù sao cũng không phải là công an, không có ý thức giữ bí mật.
khi báo tin cho cấp trên cũng đồng thời báo luôn cho cả người bị hại, người bị hại ở đây đương nhiên được coi là A Mị. A Mị mà biết, Tang Thiên Lương cũng sẽ biết, vừa thấy chuyện lớn không ổn, gã thấy rõ sự tình có nguy hiểm rất lớn, 36 kế chuồn là thượng sách, Tang Thiên Lương chỉ giải thích vài câu đơn giản với A Mị, yêu cầu A Mị một mực thừa nhận tiền này là do cô ta đầu tư cổ phiếu mà kiếm được, dù sao có chết không nhận là được, sau đó bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy, không dễ như vậy đâu, định nhờ bóng đêm che chở mà bỏ chạy trong đêm, Tang Thiên Lương vừa mới cất bước, đã bị một chân ở đối diện từ trong bóng đêm đá tới, trúng ngay giữa mặt. Một cước này đá thực là độc, trực tiếp đá gãy mũi, đá cho mặt Tang Thiên Lương đầy máu. Tang Thiên Lương thảm thương, không kịp phản ứng, lại một cú đá như gió xoáy nữa bay tới, đã ngay vào đùi, rắc một tiếng, chân đã bị gãy. Lúc Tang Thiên Lương bắt nạt mọi người, lúc y ngông cuồng tự cao tự đại đòi tiền hối lộ của Lý Hướng Văn, lúc y đứng đằng sau điều khiển kẻ bắt cóc đánh chết Lý Hướng Văn, y chưa từng nghĩ có một ngày báo ứng lại đến nhanh như vậy. Y vẫn cho rằng, ở Tấn Dương, dưới sự bảo vệ của Ô Dù thật lớn ở đằng sau lưng y, không một ai có thể làm gì được y dù chỉ là một chút. Cho dù mọi việc có bại lộ, y bị bắt vào cục công an, cũng sẽ không có người nào dám đánh y dù chỉ một nắm đấm. Cho dù có phải tiến tới trình tự tư pháp, nhiều lắm cũng chỉ bị phán vài năm, sau đó lại được thả ra, vẫn tiêu diêu tự tại như thường, tin tưởng với thế lực ở đằng sau lưng y có thể bảo vệ cho y bình yên vô sự. Những chuyện xấu mà Tang Thiên Lương làm nhiều vô kể, cũng không phải không nghĩ tới sẽ có ngày mọi chuyện bị bại lộ, bị người thanh toán, nhưng trong lòng y chắc chắn một điều đó là, ở Tấn Dương, chỉ cần tuân thủ các thủ tục pháp lý bình thường, y có thể đảm bảo không cần lo, không ai có thể động vào y. Nhưng, Tang Thiên Lương quả thực không ngờ, chuyện của y lại thực sự bị bại lộ, hơn nữa nguyên nhân dẫn đến sự bại lộ này rất kỳ quái, còn có điều làm y nằm mơ cũng không thể tin được là, ý tưởng tự cho là có thể dựa vào mạng lưới quan hệ khổng lồ ở Tấn Dương để bảo vệ một mạng của y, đã sớm bị một nhân vật đứng đằng sau tính kế chặn đứng lại. Nhân vật đứng đằng sau này ra tay với y, chẳng những cực kỳ tàn nhẫn, còn không theo phương pháp xử án thông thường, không đợi y bị bắt, đã đánh cho y tè ra quần. Mặt mũi đầy máu còn chưa tính, còn trực tiếp đánh gãy chân của y. Tiêu Ngũ ra tay khá là độc ác, cũng bởi vì nỗi căm hận khó giải trong lòng cậu ta, vừa nghĩ tới sự thê thảm của Lý Hướng Văn và sự bất lực, tuyệt vọng của Lý Lão Hán, cơn tức giận của cậu ta cuộn trào mãnh liệt hận không thể tự tay giết chết Tang Thiên Lương cho hả giận. Đáng tiếc, Tang Thiên Lương phải còn sống, y còn có chỗ hữu dụng. Tang Thiên Lương đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, kêu trời gọi đất. Có lẽ bây giờ y mới có thể cảm nhận được nỗi thống khổ và sự tuyệt vọng của Lý Hướng Văn khi bị người ta đánh. Khi y chú ý tới có một thân ảnh trong bóng tối đang hướng tới gần y, trực giác nói cho y biết, chuyện ngày hôm nay, sợ là bị trúng kế rồi, hơn nữa đối phương còn đưa ra liên hoàn kế. Ý niệm trong đầu vừa mới thông suốt, thì lại thấy một chiếc giày da lớn bay tới, trúng ngay miệng. Có thể tạo thành thế ngậm giày chữa bệnh, nhưng cũng là chí mạng, sau khi bị giày da ấn mạnh vào mồm. Hàm răng Tang Thiên Lương đi tong hết một nửa, từ nay về sau, y đã có thể cáo biệt cảnh ăn chơi đàng điếm rồi. Tang Thiên Lương gào thét giống như heo bị giết, bị một cước này đá cho lăn lộn mấy mét trên mặt đất, bởi vì chưa mặc quần áo, toàn thân bị đá nhọn, cành cây vạch những vết thương chồng chất lên nhau, lúc này nếu mà Địch Quốc Công có đứng trước mặt Tang Thiên Lương, chỉ sợ cũng không thể nhận ra Tang Thiên Lương là ai. Tiêu Ngũ vừa ra tay đã thành công, Tang Thiên Lương đừng nói muốn chạy trốn. Cho dù bây giờ muốn đứng lên cũng đứng không nổi, cuối cùng cũng chút được mối hận này, nghĩ thầm rằng Lý Hướng Văn ở trên trời nếu có linh thiêng, nhất định sẽ vui mừng, Tang Thiên Lương sắp bị một sự trừng trị còn nghiêm khắc hơn nữa. Khi Trương Bình Thiếu, Lý Vũ Trạch và những người ở Ủy ban Kỷ luật thành phố, Sở Công an tỉnh đi đến hiện trường, bóng dáng của Tiêu Ngũ lại lặng yên biến mất, sau khi ở một bên quan sát một lát, liền biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Đêm mưa như rượu. Cũng không thể làm say lòng người, Tiêu Ngũ tùy ý để mưa xuân xối ướt toàn thân, trong lòng thoải mái vì đã có thể trừ ác giúp thiện. Nếu không phải Hạ Tưởng đã trịnh trọng giao nhiệm vụ này cho cậu ta, vừa rồi cậu ta đã có thể cho thêm một cước, trực tiếp phế đi cặn bã Tang Thiên Lương táng tận lương tâm này. Sau đó, dưới sự tận mắt chứng kiến của đám người Trương Bình Thiếu, lại từ trong nhà A Mị lục soát ra một lượng lớn tiền mặt và sổ tiết kiệm, thậm chí còn có cả một cây di vàng. Nếu những điều đó còn chưa khiến cho mọi người khiếp sợ, thì từ trong két sắt bảo hiểm lục soát ra một số chứng cứ điều tra, khiến cho ngay cả Trương Bình Thiếu cũng hoảng sợ biến sắc.
cứ tưởng rằng Tang Thiên Lương chỉ là một nhân vật nhỏ, không nghĩ tới, Tang Thiên Lương lại là một điểm tựa quan trọng, hoặc có thể nói là một đầu mối, từ trên người y có thể mở ra cánh cửa đột phá, chính là một cơn gió lốc có thể thổi quét toàn bộ hệ thống công an và chính trị pháp luật ở Tấn Dương. Ngay lúc đám người Trương Bình Thiếu khẩn trương mà hưng phấn sửa sang lại các chứng cứ có liên quan, thì cũng là lúc đội Uyên Ương số khổ Tang Thiên Lương và A Mị bị khống chế. Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Lý Vũ Trạch đích thân chỉ huy thân tín của mình, đem Tang Thiên Lương và A Mị chuyển rời đến một địa điểm bí mật. Đồng thời, Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng nhanh chóng đến hiện trường làm việc, dưới sự chỉ thị của Trương Bình Thiếu, lập ban chuyên án tại hiện trường, quyết định ra lệnh bắt giữ Tang Thiên Lương. Sở Công an tỉnh lúc này cũng bày tỏ thái độ, ủng hộ biện pháp quyết đoán của Thành ủy, Ủy ban Kỷ luật thành phố. Ba bên liên kết với nhau, tương đương với việc hoàn toàn bỏ qua thị trưởng và nhân vật số một của Cục Công an thành phố là Tiêu Lôi, Trương Bình Thiếu tỏ ra khí phách của một ủy viên thường vụ tỉnh ủy và nhân vật số một của Thành ủy, ngay tại chỗ đưa ra quyết định, cần phải tra rõ ngọn ngành, tuyệt đối không nương tay, cho dù động đến ai, cũng không chùn bước không dối gạt. Tôi sẽ trực tiếp báo cáo với Bí Thư Lôi, Chủ tịch tỉnh Hạ về quyết định của Thành ủy. Trương Bình Thiếu vung tay lên, ở trong đêm mưa này, trên mặt ông tràn đầy quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay. Đêm đó, Tang Thiên Lương mặc nội y, hình ảnh vinh quang ôm ấp Tiểu Tam, chỉ trong một đêm truyền khắp các mạng, bị mọi người nhạo báng xưng là, cảnh sát nhân dân yêu thương người dân yêu tới lên giường, yêu tới mức choáng váng, bất chấp sinh tử quên cả mặc quần áo để cứu mỹ nhân. Trên mạng, không những có vô số lời bình luận miêu tả, làm cho người ta có cảm giác như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, còn có vô số hình ảnh phấn kích phối hợp cùng. Hình ảnh HD đem sự anh dũng oai hùng của Tang Thiên Lương nâng cao vô hạn, hình tượng trần truồng chỉ mặc nội y của gã, cùng với A Mị như chú chim nhỏ dính sát vào người gã tạo thành tư thế hoàn mỹ mà hài hòa, vừa xuất hiện trước mắt cư dân mạng, đã tạo nên một cơn chấn động trên toàn bộ. Không chỉ có như thế, người gửi đi hình ảnh hiển nhiên là rất am hiểu tâm lý cư dân mạng, ở bên cạnh ảnh chụp chỉ mặc nội y của Tang Thiên Lương, còn đưa luôn cả hình ảnh tiêu chuẩn công tác của gã ở Cục Công an thành phố lên để so sánh, cùng với quần áo mặc hàng ngày so với trang phục cảnh sát, thậm chí còn cố ý đưa hình ảnh gã mặc trang phục cảnh sát đi ăn chơi, sự so sánh mãnh liệt không cần thêm lời giải thích, liền làm nổi lên tinh thần trọng nghĩa và lửa giận ngút trời của vô số người. Nếu chỉ là những thông tin như ở trên, thì đã quá xem nhẹ chỉ số thông minh của người đứng đằng sau này. Hình ảnh lửa cháy ở trong phòng mới được phát tán ở trên mạng không lâu, 2 giờ sau, đang lúc ở trên mạng hình thành sự tăng vọt, lại có người thần bí đưa ra tin tức dự báo, nói là chi đội Tang Thiên Lương và Tiểu Tam còn trình diễn cả ảnh nút, là sự kiện chính trị vô cùng nghiêm trọng. Mời các cư dân mạng kiên nhẫn chờ đợi, mấy giờ sau, khi trời sang, sẽ có tin tức bùng nổ hơn nữa. Nhiệt tình của cư dân mạng bị khơi dậy. Rất nhiều người trắng đêm không ngủ ngồi trước máy tính chờ đợi, để trở thành người đầu tiên được nhìn thấy ảnh nút hoặc nói sau lưng vụ nội y, rốt cuộc có ẩn tình trọng đại gì. Rất nhiều cư dân mạng một đêm không ngủ, mà Địch Quốc Công vẫn ngủ say sưa, y cùng bà ba một nhà đoàn tụ, sau khi ăn một bữa tối ấm áp, cùng con gái trò chuyện trong chốc lát, hưởng thụ bản giao hưởng của con gái, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà ở trong lòng ngực của bà ba, ngủ rất sâu. Địch Quốc Công ngủ được rất say. Sau khi tỉnh lại thì càng hoảng sợ và tức giận. Tức giận chính là, ai ở sau lưng đánh lén Tang Thiên Lương, ở địa bàn ở Tấn Dương, lại có người dám động vào người của y. Hoảng sợ chính là, cả một đêm mà không có người nào mật báo cho y, điều này chứng tỏ một điều, chuyện này được sắp xếp kín mít không chút kẽ hở, trong lúc tính kế với Tang Thiên Lương, cũng đồng thời hoàn toàn gạt bỏ mạng lưới quan hệ của y ra ngoài. Thủ đoạn thực lão luyện, trong lòng Địch Quốc Công đột nhiên xuất hiện hàn ý mãnh liệt. Nếu nói tất cả chuyện này là do Trương Bình Thiếu bày ra, như vậy khẳng định sau lưng Trương Bình Thiếu còn có nhân vật càng lợi hại hơn, nếu không với năng lực của Trương Bình Thiếu còn chưa hoàn toàn nắm giữ được toàn bộ thành ủy, chắc chắn không thể tính toán chính xác đến từng bước đi như vậy được. Chẳng lẽ là Địch Quốc Công choáng váng nhảy dựng lên, bởi vì bảo dưỡng thích hợp, so với tuổi thực thì cơ thể của gã vẫn còn rất cường tráng như đang trong độ tuổi trẻ trung, cũng chính bởi vì thân thể cường tráng và tinh lực dư thừa này. Mới khiến cho Địch Quốc Công hiếu chiến không chịu nhận thua. Tang Thiên Lương rơi vào cạm bẫy, ngược lại càng kích thích tinh thần hiếu chiến của y. Ngay cả bữa sáng cũng không ăn, Địch Quốc Công tạm biệt bà ba, lại ôm con gái Địch Chi Nhi một cái, theo như quan điểm chăm sóc gia đình, Địch Quốc Công là một người đàn ông tốt, y có 4 gia đình,
mỗi một nhà đều khiến cho bọn họ cảm nhận được y là người chủ gia đình ấm áp mới vội vàng rời đi. Trên đường, Địch Quốc Công gọi điện thoại cho Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Công an Tiêu Lôi. Tiêu Lôi chính là người năm đó dưới hoàn cảnh Lý Hướng Văn được tuyên án vô tội, vẫn là cánh tay đắc lực nhất trong việc thúc đẩy đề bạt Địch Quốc Công. Trải qua đêm này, Vương Hướng Tiền lăn qua lộn lại không sao ngủ yên được, không phải bởi vì chuyện của Tang Thiên Lương sẽ khiến y bị liên lụy trong việc che giấu sự thật mà là bởi vì Trần Diễm. Nói đến giữa y và Trần Diễm, phải nói là sự rằng co vô cùng rối rắm lằng nhằng, nói là có cảm tình, dường như cũng không phải, nếu nói là không có, thì y lại mãi không thể dứt bỏ được tưởng niệm đối với Trần Diễm. Mỗi một lần gặp mặt, sự nhớ nhung của y lại càng sâu sắc thêm hơn nữa. Đối với một vị quan lớn cấp bộ đã trải qua sương gió dạn dày, đã từng chứng kiến rất nhiều tang thương như y mà nói, nảy sinh tình cảm đối với một người phụ nữ không đáng tin cậy, là một chuyện ngây thơ như thế nào. Nhưng bản thân y lại không thể áp chế cảm tình đang ngày càng lớn mạnh này của mình, giống như cỏ dại nhờ mưa xuân thấm ướt, lan ra toàn cõi lòng. Một cái nhíu mày của Trần Diễm cũng là mị lực chí mạng đối với y, cho dù trong lòng y hiểu rõ sự lẳng lơ của Trần Diễm là vì để tồn tại. Là vũ khí có lực sát thương hùng mạnh nhất của cô trước mặt đàn ông, cũng không phải là do cô có cảm tình với ai thì mới lẳng lơ với người đó, đây chỉ như một loại bản năng. Vương Hướng Tiền nhớ lại mỗi một chi tiết kể từ khi mới gặp Trần Diễm, khi trời gần sáng, y mới chợp mắt được một lúc, trong đầu chợt nảy sinh ý nghĩ, nếu y mà không ngăn ý niệm này lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị Trần Diễm hủy diệt. Trần Diễm chính là yêu tinh hại người không biết mệt mỏi, cô ta không nhất định phải hủy hoại nhiều người. Hơn nữa, cô ta cũng sẽ hủy diệt Hạ Tường. Trời vừa sáng, Vương Hướng Tiền đã tỉnh lại. Vương Hướng Tiền có một thói quen, khi tâm trạng tốt hoặc không tốt, buổi tối đi ngủ sẽ tắt máy. Tối hôm qua y cũng không về nhà, mà ở lại một chỗ bên trong hành cung, tắt điện thoại di động, cho nên cả đêm không ai quấy rầy y yên giấc, cùng với mưa xuân không tiếng động ngoài cửa sổ, y dường như có một đêm ảo mộng. Chẳng qua, ảo mộng rồi cũng phải tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra liền nghĩ đến ngày hôm qua Trần Diễm tỉ mỉ tìm hiểu cách đối nhân xử thế và sở thích của Hạ Tưởng với y, cùng với thời gian, con đường đi làm hàng ngày của Hạ Tưởng. Không có chuyện nào không hỏi đến, cuối cùng hỏi có đến mấy chục vấn đề. Gã ta biết gì nói đó lời nói không hết, đem những hiểu biết của gã ta về Hạ Tưởng nói không sót cái gì. Nhưng Trần Diễm lại có giấu giếm đối với y, cũng không chịu nói cho y biết, cô sẽ định dùng cách gì đối phó với Hạ Tưởng. Tuy nhiên cô ta lại nói cho y một bí mật, 5% cổ phần khai thác mỏ của An Đạt đã được thực hiện. Vương Hướng Tiền vô cùng hâm mộ, nghĩ thầm người chồng hữu danh vô thực kia của Trần Diễm thực là có mắt như mù, có một người phụ nữ tốt như vậy lại không thể ngủ cùng không thể dùng, lại chạy ra nước ngoài, chẳng lẽ nói, xuất ngoại rồi, thì mũ xanh có thể biến đỏ hay sao? Đúng là một thằng ngốc. Tuy nhiên lại nghĩ, Giang Cương cũng thật là quá nuông chiều Giang An, vì trả thù Hạ Tưởng. Không ngờ thực sự dám bỏ ra 5% cổ phần, Giang An quả thực là một tên phá gia chi tử bậc nhất, sớm muộn gì mỏ khai thác An Đạt cũng sẽ hoàn toàn bị phá hủy trong tay gã. Nghĩ ngợi lung tung một lúc, tâm tư Vương Hướng Tiền lại chuyển tới không biết Trần Diễm sẽ thực hiện sát chiêu gì đối với Hạ Tưởng, nếu như là Trần Diễm sử dụng mỹ nhân kế, với sự phỏng đoán của Vương Hướng Tiền, Hạ Tưởng tuyệt đối không thể ngăn cản được, 100% trúng kế, sau đó. Đúng, sau đó sẽ thế nào? Trần Diễm cũng không có nói cho Vương Hướng Tiền cô muốn dùng trình độ nào để đối phó với Hạ Tưởng, bỗng nhiên, y giật mình, nếu chẳng may Trần Diễm và con rùa Hạ Tưởng nhìn thấy nhau thì vừa mắt, hai người thực sự tình trạng ý thiếp phóng đãng cùng một chỗ, vậy thì Trần Diễm tài sắc cùng thu, chuyện tốt của Hạ Tưởng có thể hoàn thành, vậy số tiền của Giang An chẳng phải phí công sao? Vừa mới tưởng tượng như vậy, điện thoại liền vang lên. Cả đêm Vương Hướng Tiền đều chìm đắm trong một loạt liên tưởng về Trần Diễm. Đầu óc vẫn còn chưa trở lại bình thường, sau khi nghe xong điện thoại, như là bị gió lốc bất thình thình đánh trúng, y vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Này, này, cái gì, cậu nói cái gì? Điện thoại là do Tiêu Lôi gọi tới. Tang Thiên Lương đã xảy ra chuyện, bị người ta đặt bẫy, hơn nữa còn bị Trương Bình Thiếu trực tiếp ra mặt bắt đi, giam giữ ở một địa điểm bí mật, còn có cả Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng nhúng tay vào, hiện tại ngoài Trương Bình Thiếu và Ủy ban Kỷ luật thành phố. Không ai biết Tang Thiên Lương bị giam giữ ở chỗ nào. Giọng nói của Tiêu Lôi mất đi sự trấn tĩnh thường ngày, còn có một tia kinh hoàng trong đó. Nhân vật thực quyền ở thành ủy Tấn Dương,
được tất cả các chủ mỏ than ở Tấn Dương gọi là lão đại cục trưởng công an thành phố Tiêu Lôi, ở hệ thống công an Tấn Dương tung hoành nhiều năm, vây cánh trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Tấn Dương, mặc dù không phải nhân vật số 1 số 2 của thành ủy, nhưng lại là nhát vật có thực quyền nhất, có sức mạnh nhất, có quyền lên tiếng sai phái người và vật, ngay cả Trương Bình Thiếu cũng phải nhún nhường Tiêu Lôi ba phần, nói chuyện cũng vô cùng khách khí. Nhưng hiện giờ, một người bộ dáng luôn ung dung tự tại dù trời có sụp cũng không làm sao, bên trong giọng nói khẩn trương, còn có cả chút run rẩy. Không vì cái gì khác, chính là vì chuyện của Tang Thiên Lương, gã hoàn toàn không biết, hoàn toàn bị che giấu, điều này chứng minh một điều, nhân vật đứng đằng sau thúc đẩy chuyện này, muốn mượn chuyện này làm mất quyền lực của gã. Một lực lượng hùng mạnh trước nay chưa từng có đang gia nhập vào giới quan trường ở Tấn Dương. Chẳng lẽ là muốn gây nên một trận động đất mãnh liệt trong giới quan trường ở Tấn Dương? Tiêu Lôi là người thông minh, y đích thân suốt đêm đi cùng Trương Bình Thiếu tới hiện trường, đồng thời kinh động Sở Công an tỉnh và Ủy ban Kỷ luật thành phố, còn dẫn cả Lý Vũ Trạch xuất động, nhưng hết lần này tới lần khác đều lách qua y, liền lập tức đưa ra một kết luận kinh người, Trương Bình Thiếu này rốt cục là muốn đối phó với y. Vương Hướng Thiền nghe Tiêu Lôi báo cáo xong, trợn mắt há hốc mồm, choáng váng đặt mông ngồi xuống. Nửa ngày không hề động đậy. Y nghĩ Trần Diễm mà vừa ra tay, nhất định sẽ dễ dàng như trở bàn tay, hiện giờ chiêu thế của Hạ Tưởng đã dùng hết, chắc hẳn tạm thời sẽ chưa có thủ đoạn mới, không nghĩ tới, sao đúng lúc này lại mở ra được một cánh cửa đột phá nữa, mượn chuyện Tang Thiên Lương làm mồi lửa. Càng nghĩ sâu hơn lại càng hoảng sợ kinh hãi, không tốt, Hạ Tưởng muốn thu quyền của hệ thống công an và chính trị pháp luật, mà hệ thống công an và chính trị pháp luật lại là ô dù lớn nhất của chủ mỏ than. Khi Lôi Chỉ Học biết được chuyện của Tang Thiên Lương, là tận sau khi đi làm mới rõ. Mưa xuân rơi xuống suốt một đêm, đến lúc gần sáng thì tạnh, không khí lúc sáng sớm vô cùng trong lành, tâm trạng của Lôi Chỉ Học vô cùng tốt. Vừa mới lên ban, đang định học nghiên cứu bố trí chi tiết việc đến công tác thị sát của phó bá cử, Trần Hạo liền báo cáo chuyện của Tang Thiên Lương cho y. Lúc này, không những toàn bộ người người ở Tấn Dương đều biết chuyện này, mà ngay cả tỉnh ủy cũng gần như đều biết hết. Thân là người đứng đầu tỉnh Tây, vậy mà y gần như là người cuối cùng biết được, Lôi Chỉ Học vô cùng tức giận, lúc này chỉ thị xuống. Lập tức gọi Trương Bình Thiếu đến văn phòng của tôi. Không cần Lôi Chỉ Học mời, Trương Bình Thiếu sớm đã chuẩn bị xong báo cáo công tác với Lôi Chỉ Học bất cứ lúc nào. Y từ sớm đã tới tỉnh ủy, trước tiên cùng Hạ Tưởng bí mật tiếp xúc chút không báo cáo với bí thư trước mà báo cáo với chủ tịch tỉnh trước, không hợp quy củ quan trường sau đó mới giả vờ vừa tới tỉnh ủy. Bước đi lo lắng, đến văn phòng của Lôi Chỉ Học. Lôi Chỉ Học sở dĩ cho đến lúc này mới được biết chuyện này, cũng không phải sự tình giấu giếm kỹ, trên mạng sớm đã truyền đến long trời lở đất, mà Lôi Chỉ Học nhiều việc, tâm tư rối loạn, ngoại trừ Trần Hạo, buổi tối cũng không ai dám gọi điện thoại báo cáo với y, để tránh không tốt. Mà Trần Hạo đêm qua bị người ta mời đi ăn cơm, sau bữa cơm còn có tiết mục, khi y biết xảy ra chuyện, đã là lúc trời sáng rồi. Lôi Chỉ Học phê bình Trần Hạo một trận thật hung hăng, lại bỏ mặt Trương Bình Thiếu một lát, mới vẻ mặt uy nghiêm mà mời Trương Bình Thiếu vào, chất vấn gã về chân tướng của sự tình. Trần Hạo tự biết đối lý, cũng không dám phản bác đối với chỉ trích của Lôi Chỉ Học, cúi đầu nhận sai, lại không có suy nghĩ sâu xa giữa chuyện xảy ra đêm qua gã chấp nhận ăn cơm khách và sự tình của Tang Thiên Lương, là trùng hợp hay là do con người làm ra. Trần Hạo là thư ký do Lôi Chỉ Học đưa từ Bắc Kinh tới, giống như Lôi Chỉ Học. Có sự ngạo mạn và tự cao đặc trưng của cán bộ Bắc Kinh, cho rằng vừa ra khỏi Bắc Kinh thì thiên hạ trong tay. Không phải cán bộ từ cơ sở từng bước lên chức, căn cơ không vững, đối với tính phức tạp của việc đấu tranh ở địa phương thiếu sót nhận thức đầy đủ, chỉ dựa vào ngạo mạn và tự cao, mãi mãi không thể giải quyết được vấn đề thực tế. Trương Bình Thiếu làm thế nào ứng đối lửa giận của Lôi Chỉ Học, làm thế nào giải thích sự kiện đột nhiên xảy ra đêm qua? Tin rằng với trí tuệ chính trị của Trương Bình Thiếu, có thể thong dong qua ải. Dù thế nào đi nữa Trương Bình Thiếu cũng là bí thư thành ủy, là nhân vật số 1 của Tấn Dương, thân là lãnh đạo cấp 1 đảng ủy, y có quyền xử trí bất kỳ sự kiện nào xảy ra ở Tấn Dương, Lôi Chỉ Học có là bí thư tỉnh ủy, cũng không dễ nhúng tay quá nhiều vào chuyện nội bộ của Tấn Dương. Đối với việc này, trong lòng Hạ Tưởng biết rõ, hơn nữa Trương Bình Thiếu sẽ làm thế nào trả lời Lôi Chỉ Học, sẽ làm thế nào chặn miệng của Lôi Chỉ Học. Hắn đã biết rõ trước, tin rằng Lôi Chỉ Học nhất định sẽ vô kế khả thi trước bàn tay thái cực xoa bóp của Trương Bình Thiếu. Đêm qua, mưa xuân quý như vàng, rơi đầy phố, Tấn Dương dưới sự cọ rửa của mưa xuân,
có lẽ sẽ không lập tức thể hiện ra cảnh đẹp trời xanh mây trắng, nhưng chí ít sẽ bị nước mưa tẩy rửa đi rất nhiều vết dơ. Là nên ở Tấn Dương làm một lần tổng vệ sinh rồi. Khác với rất nhiều người cả đêm bối rối chính là, đêm qua, Hạ Tưởng trải qua rất thoải mái, rất bình yên, thậm chí có thể nói rất mỹ mãn. Mỹ mãn, là bởi vì lão cổ một lần gọi đến. Lão cổ rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, nếu có chuyện, phải thông qua cổ ngọc truyền đạt, hoặc là bảo hứa quan hoa thuật lại, cũng không phải lão cổ không cùng Hạ Tưởng trò chuyện có cái gì kiêng kỵ, mà là ông không thích gọi điện thoại. Cũng là một mặt cố chấp nhất của lão cổ. Nhưng đêm qua lão cổ lại đích thân gọi đến, vừa nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh của lão cổ, cũng thật sự làm cho Hạ Tưởng hoảng sợ, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ha ha, ha ha. Lão cổ không nói lời nào, chỉ không ngừng cười, cười rất vui vẻ. Con bé Ngọc vừa lên máy bay, đi châu Âu rồi, nói là không tới một năm sẽ không trở về. Hạ Tưởng sửng sốt, cổ Ngọc xuất ngoại cũng không nói một tiếng, thì đã khiến hắn kỳ lạ rồi, lão cổ còn cười không ngừng, liền càng làm cho hắn không hiểu ra sao cả, liền hỏi. Ông cổ, ông đã uống rượu sao? Thôi, tiểu tử thối, cậu biết tôi bình thường không uống nhiều, cho dù uống, cũng sẽ không uống say. Lão cổ cười mắng Hạ Tưởng một câu, hiện tại cũng chỉ có mấy ông lão với lão cổ là đại diện dám cười mắng Hạ Tưởng, cho dù nhân vật giống như Cổ Thu Thật, Tống Chiêu Độ, cũng sẽ không còn xem Hạ Tưởng trở thành hậu sinh vãn bối nữa. Vì sao cổ Ngọc phải xuất ngoại? Hạ Tưởng hỏi, trong lòng dầu dĩ, chẳng lẽ là cổ Ngọc lại dở trò trẻ con? Nó thích xuất ngoại thì xuất ngoại thôi, tôi ủng hộ nó. Lão cổ liền buồn không nói, tuy nhiên không che giấu được niềm vui truyền đến từ tai nghe, vẫn là khiến Hạ Tưởng cảm nhận được trong đó nhất định có ẩn tình, cũng may có thể khẳng định không phải chuyện xấu gì. Cô ấy cũng thật là, cũng không nói với cháu một tiếng. Hạ Tưởng liền tiếp tục dụ dỗ lão cổ nói. Có nói với cậu hay không có gì quan trọng, dù sao cậu cũng không thể chăm sóc nó. Lão cổ tiếp tục cười nói. Nước ngoài không khí tốt, môi trường tốt, thực phẩm an toàn, có lợi cho sức khỏe và tinh thần, cứ cho nó ở một thời gian, chờ khi nào muốn trở về, mới hoan nghênh nó về. Lão cổ cũng đánh vòng, Hạ Tưởng không nói gì, đành phải thuận miệng nói. Cũng phải, châu Âu, yên tĩnh, sạch sẽ, khí hậu lại tốt, đặc biệt thích hợp tĩnh dưỡng, đúng rồi, cô ấy đến nước nào? Đi một trần nhỏ ở Thụy Điển trước, có phải ở lâu hay không, thì không biết được, tùy tính cách của nó. Lão cổ xoay Hạ Tưởng nửa ngày, rốt cục không kìm nổi, cười ha hả. Cậu thích con trai hay con gái? Tuy nhiên tôi cũng phải nói trước, mặc kệ con trai hay con gái, nhất định phải họ cổ, không họ cổ, tôi sẽ không đáp ứng. Hạ Tưởng rốt cục đoán được cái gì, khó trách lão cổ vui mừng như vậy, thì ra là cổ Ngọc. Ngoài vui mừng bất ngờ, tâm tự lại lập tức bay bổng, cho dù với thân phận và tầng lớp của cổ Ngọc, tuy rằng có thực phẩm đặc biệt cung cấp, cũng phải xuất ngoại tĩnh dưỡng, khó trách người trong nước vừa có tiền thì có thể xuất ngoại, đều là ô nhiễm gây ra họa. Có tiền đi nữa, có quyền đi nữa, cũng không phải sống trong chân không, cũng khó mà hoàn toàn ngăn chặn sự ô nhiễm của các loại thực phẩm và thuốc có độc. Tuy rằng liên nhược hạm cũng được, cổ Ngọc cũng được, vừa mang thai thì xuất ngoại tĩnh dưỡng, chưa hẳn cũng là cực đoan một chút, nhưng nếu thật sự với cách nghĩ chân thật của Hạ Tưởng, hắn cũng sẽ không cho liên nhược hạm và cổ Ngọc bất kỳ một ai đến tỉnh Tây sinh sống. Suy nghĩ cũng thật là bi ai, với cấp bậc của hắn, với quyền thế của người bên cạnh hắn, hoàn toàn có thể làm theo ý muốn muốn đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đại đa số dân chúng không quyền không thế không tiền, chỉ có thể ăn thực phẩm có độc và viên nang dày da, hít thở không khí dẫn đến ung thư, hàng ngày đều đang đấu tranh khó khăn gian khổ với các loại ô nhiễm và độc hại. Vị trí thấp kém chưa dám quên lo cho nước nhà. Hiện tại vị trí của hắn cao rồi, có thể một lời mà quyết định hạnh phúc của vô số dân chúng, càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cổ Ngọc mặc kệ sinh trai sinh gái, tất nhiên đều phải họ cổ, coi như là an ủi đối với ông, Hạ Tưởng liền nói. Được, được, đều theo ý ông, mặc kệ sinh trai sinh gái, đều mang họ cổ. Ha ha, lão cổ vui vẻ giống như một đứa trẻ cười to vài tiếng. Cậu nói xem. Sau này cho nó theo chính trị hay làm kinh doanh. Đứa trẻ già, lão cổ cũng đã lộ ra một mặt tính trẻ con, đứa bé còn chưa ra đời, liền nghĩ tới tương lai rồi. Tùy nó thôi, cho dù nó thích dạy học, cháu cũng không phản đối. Một con người,
chung quy là có hứng thú mới có động lực, hứng thú là giáo sư nhân sinh tốt nhất. Tính cách của Hạ Tưởng chính là như thế, đối với Hạ Đông, đối với Liên Hạ, xưa nay không can thiệp chúng trưởng thành, cho chúng phát triển tùy theo tính cách. Từ bây giờ mà xem, Hạ Đông dường như còn có khả năng theo chính trị, mà Liên Hạ chí hướng không chừng, đối với khoa học, kinh doanh đều có hứng thú, cuối cùng sẽ làm ngành nào, thì xem kỳ ngộ sau này rồi. Cậu cũng thật thông thoáng. Lão cổ dường như hạ quyết tâm. Tôi không thấy vậy, nếu là con trai, tôi nhất định mang theo bên cạnh nuôi dưỡng, phải từ nhỏ nuôi dạy nó tinh thần kiên cường, cho nó theo chính trị với khí chất của quân nhân, khẳng định có thể chưa từng có từ trước đến nay, nói không chừng, còn có thể vượt qua cậu. Lại ngừng một lát, lão cổ dường như đang tính toán cái gì, lại cười ha hả. Kích động rồi, quá kích động rồi, chờ khi nó 30 tuổi, cậu mới 66 tuổi, nói không chừng còn tại vị, cho dù nó họ cổ, cũng không thể trưởng thành nhanh như thế dưới sự che chở của cậu. Tuy nhiên, cho dù nó không vượt qua cậu, nhất định phải cho đời sau của nó vượt qua cậu, dù sao người vượt qua cậu phải là người mang họ cổ, không thể là người họ Ngô. Lão cổ gần đây dường như cùng ông cụ Ngô gia quan hệ dịu đi rất nhiều, trên thực tế, lòng tranh cường háo thắng còn tồn tại. Tiếp xong điện thoại của lão cổ, Hạ Tưởng không nói gì mà mỉm cười. Tương lai quá xa xôi, huống chi một lúc vượt qua hai đời người, ai vượt qua hắn cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn hy vọng trong số hậu nhân của hắn, sẽ có một ngày có thể tiếp tục thúc đẩy nước nhà phát triển đi lên. Hạ Tưởng lại không thể nghĩ tới chính là, lão cổ cả đời tự hào nhất hai chuyện, một là quen biết và tiếp nạp hắn, hai là đoán trước được tương lai, đương nhiên chuyện sau chỉ có thể là ông lão dưới suối vàng biết được mới có thể xem là tự hào. Người khác chán nản, xui xẻo là người khác bất hạnh, Hạ Tưởng lại cả đêm thản nhiên, chờ sáng hôm sau chạy tới văn phòng tỉnh ủy. Vừa vào cửa, Đường Thiên Vân liền báo cáo hướng đi mới nhất trên mạng. Không ít dân mạng ở trước vi tính chờ đợi một đêm, chờ có người tung ra tin tức nội bộ mới nhất. Khi chờ đợi cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tìm tòi về Tang Thiên Lương. Tang Thiên Lương rất mau bị dân mạng xưng là Táng Tận Thiên Lương thì không cần nói rồi, ngay cả chuyện xấu lúc nhỏ Tang Thiên Lương nhìn trộm cô giáo dạy toán đi vệ sinh đều bị dân mạng hùng mạnh phơi bày ra ngoài nắng. Càng huống chi lai lịch vợ bé A Mị của Tang Thiên Lương. Càng bị người ta điều tra rõ ràng, thiếu chút ngay cả màu quần lót của A Mị đều trở thành đề tài đàm luận. A Mị trong sáng được Tang Thiên Lương coi như bảo bối yêu thương như Minh Châu, dưới sự miêu tả của dân mạng hùng mạnh, đã hiện nguyên hình thì ra chỉ là một con điếm từ thời học sinh thì bắt đầu bán trinh, vừa tốt nghiệp liền bán dâm, sau khi trải qua vô số đàn ông, một chút chu môi vạn người thưởng thức, ả rửa sạch chân trải trắng răng, đã bỏ nghề, có lẽ, lại làm phẫu thuật cục bộ lừa gạt qua Tang Thiên Lương. Không ngờ với thân trong sáng trở thành vợ bé của Tang Thiên Lương. Nếu như để Tang Thiên Lương biết được cái sừng trên đầu y nếu cộng lại tương đương cao ốc 99 tầng, không biết y có tức đến hộc máu ngay tại chỗ hay không. Công phu không phụ người có lòng, dân mạng đã chờ một đêm cuối cùng chờ được tin tức mới nhất trời vừa sáng, nội dung của blog lần nữa được người ta refresh, chỉ tăng thêm mười mấy chữ so với nội dung ban đầu, lại giống như một tảng đá to ném vào trong nước, kích phát cơn sóng lớn ngập trời. Tang Thiên Lương nhận hối lộ không thành, hãm hại nhà doanh nghiệp tư nhân Lý Hướng Văn. Lý Hướng Văn bị phán vô tội, vẫn bị người ta đánh chết, phơi thây đầu đường. Vô số dân mạng đang chờ đợi tin tức đều đã giật mình, không ngờ, chờ được chính là một trái bom khổng lồ uy lực như vậy. Dân mạng nhiệt tình, hiếu kỳ và phẫn nộ bị điểm đốt, không tới nửa tiếng, sự kiện Lý Hướng Văn vẫn luôn không có lộ ra, ở trên mạng nhanh chóng hâm nóng, truyền khắp mỗi một trang web lớn nhỏ. Dân mạng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, sự kiện Lý Hướng Văn, lần nữa kích phát lửa giận như thủy triều của dân mạng, tiếp tục đào sâu chân tướng đằng sau sự kiện, trải qua tìm tòi, tỉ mỉ sắp xếp, cuối cùng do Tang Thiên Lương thành công dẫn ra một nhân vật mấu chốt khác ở phía sau màn, Địch Quốc Công. Địch Quốc Công phải ra ánh sáng rồi. Sự tình chẳng những đột nhiên phát sinh, mà sau khi xảy ra, hàng loạt sóng chiều một sóng theo sát một sóng. Căn bản làm cho người ta không có thời gian làm ra phản kích và bố trí, liền bị ý dân dồn dập bao phủ. Mà Đông Phương Hiểu không cần có người đánh thức, cô vừa đến văn phòng thì đã có người báo cáo với cô về sự kiện đột phát trên mạng, sau khi hơi sửng sốt, cô liền lập tức ngầm hiểu mũi kiếm sau lưng chỉ ai, liền quyết định áp dụng chiến thuật kéo dài, mặc cho lửa chiến trên mạng càng cháy càng dữ. Vừa ngồi xuống, Trần Hạo liền gõ cửa tiến vào. Trưởng ban Đông Phương, Bí thư Lôi mời cô qua đó một chuyến. Bình thường Lôi chị học có mời,
đều là khiến Trần Hạo gọi điện thoại đến thông báo, hôm nay đại thư ký Trần đích thân ra mặt đến mời, có thể thấy sự tình nghiêm trọng. Đông Phương Hiểu đáp ứng. Được, tôi thu dọn một chút, lập tức qua đó. Chờ Trần Hạo vừa đi, cô ngược lại không gấp, từ từ ngồi trở lại chỗ ngồi, căn dặn thư ký. Pha một ly trà xanh, tỉnh táo. Tỉnh táo phải pha trà đậm, Đông Phương Hiểu lại muốn uống trà xanh để tỉnh táo, không phải cô nói sai, mà cô muốn thoải mái thưởng thức trà xanh, sau đó mới đi báo cáo công tác với Lôi Trị Học. Về phần Lôi Trị Học có trở đến không kiên nhẫn hay không, xin lỗi, có là bí thư tỉnh ủy, cũng không thể bởi vì cô trễ mười mấy phút mà phê bình cô cái gì. Lôi Trị Học bây giờ quả thật không thể lo được cho Đông Phương Hiểu. Sau khi Trương Bình Thiếu đến văn phòng của y, rất thong dong rất bình tĩnh, một chút cũng không có ý bối rối, lấy ra một chồng tài liệu thật dày đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, phải báo cáo với y tường tận sự tình trải qua đêm qua. Lôi Trị Học làm sao có kiên nhẫn nghe Trương Bình Thiếu đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng, trực tiếp nói. Đồng chí Bình Thiếu, chuyện phiếm ít nói, đi thẳng vào đề, nói về tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng là được rồi. Tình thế vô cùng nghiêm trọng. Trương Bình Thiếu rất tự tin, không sợ Lôi Trị Học cố tình gây sự chỉ trích, dù sao trong tay y chứng cứ vô cùng xác thực, có thể một trưởng đập chết Tang Thiên Lương, chẳng lẽ Lôi Trị Học còn muốn can thiệp hành động của thành ủy? Lôi Trị Học tốt xấu gì cũng là lực lượng hậu bị, không thể không có trí tuệ chính trị như vậy, y liền không chút hoang mang mà giải thích. Tình hình lúc đó rất khẩn cấp, nhằm tránh cho tình thế tiến một bước mở rộng, trước đó tôi đã không thông báo cho đồng chí Kinh Luân và Tiêu Lôi. Sau chứng minh, quyết định này là chính xác. Phạm Kinh Luân là thị trưởng Tấn Dương, là nhân vật số 1 của đảng ủy cấp 1, Trương Bình Thiếu làm ra bất kỳ quyết định gì nhằm vào chuyện nội bộ trong phạm vi của Tấn Dương, mặc kệ đúng sai, tỉnh ủy sẽ không dễ dàng can thiệp, cho dù Lôi Trị Học là bí thư tỉnh ủy, y cũng sẽ không cụ thể chỉ một chuyện chỉ đạo thành ủy Tấn Dương làm thế nào khai triển công tác, thậm chí sẽ không cụ thể chỉ thị một vị bí thư huyện ủy nên làm gì không nên làm gì. Đảng ủy cấp 1 tự có tính độc lập riêng, Lôi Trị Học không thể không biết nguyên tắc tổ chức, hơn nữa rất rõ ràng Trương Bình Thiếu vừa bắt đầu thì đã chặn miệng của y, ngụ ý chính là không muốn khiến y hỏi quá nhiều về sự kiện Tang Thiên Lương. Lôi Trị Học kiềm nén lửa giận. Đồng chí Kinh Luân và đồng chí Tiêu Lôi phản ánh với tỉnh ủy bộ máy thành ủy Tấn Dương không đủ đoàn kết, hy vọng đối với Bình Thiếu sau này chú ý một chút phương pháp công tác, phải phát triển đầy đủ tinh thần dân chủ. Phải tôn trọng ý kiến của đồng chí khác, chiếu cố đến cảm xúc của đồng chí khác. Anh là đội trưởng bộ máy, nhất định phải dẫn dắt bộ máy cho tốt, đừng khiến tập thể bộ máy xuất hiện âm thanh không hài hòa. Lôi Trị Học thấy Trương Bình Thiếu bộ dáng không có sợ hãi, vẫn là không kìm nổi nửa rõ ràng nửa che giấu gõ vài câu, cho dù y hoài nghi sau lưng Trương Bình Thiếu có hạ tưởng, lại không có chứng cứ rõ ràng, cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể luận sự mà chỉ điểm một chút. Lôi Trị Học nói gì? Trương Bình Thiếu liền nghe như thế, dù sao y không phản bác không tranh luận, trong lòng đã có chủ ý, mặc kệ Lôi Trị Học làm sao can thiệp vụ án Tang Thiên Lương, y cứ kiên quyết đến cùng, không loại trừ Tang Thiên Lương, không bắt địch quốc công, y thề không bỏ qua. Lôi Trị Học đối với thái độ của Trương Bình Thiếu rất là căm tức, biết Trương Bình Thiếu là thái độ ứng phó xong chuyện, đang muốn nói thêm vài câu, Trần Hạo đẩy cửa tiến vào, nhỏ giọng báo cáo một câu. Lãnh đạo! Sự kiện Tang Thiên Lương đã liên lụy địch quốc công, đầu cơ trên mạng càng ngày càng lợi hại, đều đề cập đến. Đề cập đến gì rồi? Lôi Trị Học lạnh lùng hỏi một câu, trong lòng càng thêm bực bội, nói thật, Tang Thiên Lương sống hay chết không liên quan gì đến y, địch quốc công sống hay chết cũng không liên quan gì đến y, nhưng chuyện trên chính trị là như vậy, không nhất định phải có lợi ích với bản thân mới được, mà là không cho phép đối thủ thắng lợi. Đối thủ thắng lợi. Cho dù thắng lợi không phải xây dựng trên thất bại của y, cũng khiến y không cách nào chịu đựng được. Đương nhiên, Lôi Trị Học càng biết rõ, nghĩ cũng không cần nghĩ, Trương Bình Thiếu đầy đủ tự tin nguyên nhân là hạ tưởng đứng sau lưng y. Đều đề cập tới quan thương cấu kết của tỉnh Tây rồi. Trần Hạo vừa rồi không dám nói thẳng ra, chính là sợ Lôi Trị Học không vui, Lôi Trị Học hôm nay vốn đã nóng giận rồi. Càn quấy! Lôi Trị Học cuối cùng không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc cũng làm rõ, đã biết sự kiện Tang Thiên Lương sau khi đốt cháy, lửa chiến sẽ cháy sang phương nào, y vỗ bàn một cái. Đông Phương Hiểu sao còn chưa tới, có phải muốn tôi đích thân đi mời cô ta hay không? Cửa vang lên một cái, Đông Phương Hiểu liền kịp thời xuất hiện, cô vừa vào cửa thì cao giọng nói. Bí thư Lôi bất giận,
tôi không phải tới rồi sao? Vừa mới họp hội ý, đã bố trí một chút công tác giải quyết tốt hậu quả nhằm vào sự kiện, cho nên đã tới trễ một bước. Lôi Trị Học lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời, vì sao Đông Phương Hiểu cũng trở nên thông minh rất nhiều, cũng biết mở đầu thì dùng công tác để chặn miệng của y, hơn nữa còn là công tác y quan tâm nhất. Hạ Tưởng ngồi vững ở trong văn phòng, không tiếp điện thoại, không lên mạng, đang vùi đầu phê duyệt văn kiện, kỳ thật đầu óc đang nhanh chóng xoay chuyển, làm rõ chân tướng toàn bộ sự kiện. Tiến triển của tình thế, hoàn toàn giống như dự đoán, đang từng bước đẩy mạnh về phương hướng cực kỳ có lợi. Tối hôm qua, thật sự là một trận mưa đúng lúc. Biết được thời tiết trời mưa, chính là lúc thực vật sinh sôi nảy nở, Hạ Tưởng tâm tư xoay chuyển như bay, rất phấn chấn. Sự kiện Tang Thiên Lương nhìn như không lớn, kỳ thật kéo dài ra, chính là kích động tỉnh Tây vừa được lợi ích căn bản của tập đoàn lợi ích, nhất định sẽ dẫn phát hàng loạt dung chuyển, thậm chí là bắn ngược mãnh liệt. Mặc kệ có bắn ngược mãnh liệt bao nhiêu, hắn đều không sợ, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý và chuẩn bị thực tế làm một trận lớn, không sợ pháo lửa của kẻ thù có mãnh liệt bao nhiêu, đều sẽ tan theo mây khói dưới sự phản kích và đề phòng nghiêm ngặt của hắn. Không có nắm chắc 10 phần. Hắn sẽ động đến Tang Thiên Lương và địch quốc công sao? Buồn cười. Hạ Tưởng xưa đâu bằng nay, hắn chẳng những một bước bước vào cấp bộ trưởng, trở thành chủ tịch tỉnh trẻ nhất trong nước, cũng gánh vác trọng trách của khu thí điểm cấp tỉnh đầu tiên trong nước. Tuy rằng hắn mới là chủ tịch tỉnh, nhưng hắn rất tin, kỳ thật tổng bí thư cũng được, thế lực gia tộc cũng được, thậm chí kể cả thủ tướng trong đó, đều hy vọng hắn có thể thúc đẩy tỉnh Tây chuyển đổi kinh tế thành công. Hơn nữa nếu hắn suy đoán không lầm, tỉnh Tây chắc chắn sẽ là nơi hắn cất cánh, hắn ở tỉnh Tây sẽ nhòm ngó ngai vàng của bí thư tỉnh ủy. Nga Ni Trần gọi điện thoại đến. Lãnh đạo, đã tiếp xúc với người của phó gia, đã nói tới vấn đề chỉnh hợp nguồn năng lượng của tỉnh Tây, đã bước đầu đạt thành nhận thức chung. Người của phó gia là dòng chính của phó gia phụ trách việc kinh tế, lần này đến tỉnh Tây, là bảng kế hoạch phó tiên tiên đệ trình sau khi được Hạ Tưởng toàn diện tán thành. Cùng Hạ Tưởng tiến hành lần đầu tiên tiến vào hội đàm của giai đoạn thực chất. Hạ Tưởng sở dĩ khiến Nga Ni Trần ra mặt phụ trách tiếp đãi là bởi vì 5% cổ phần của mỏ than An đã tạm thời nắm trong tay của Nga Ni Trần. Hơn nữa Hạ Tưởng muốn thông qua miệng của Nga Ni Trần truyền đạt một tin tức tới phó gia gia nhập sản nghiệp nguồn năng lượng tỉnh Tây. Được, nhưng có một điều kiện tiên quyết, một là phải do Hạ Tưởng chủ đạo, hai là phải thay đổi tác nghiệp ô nhiễm trước mắt, xây dựng căn cứ khai thác than hiện đại hóa. Quy mô hóa. Điều kiện kể trên, phó gia hoàn toàn đáp ứng. Điện thoại của Tiêu Ngũ gọi đến ngay sau đó. Lãnh đạo, tôi vừa mới gặp Tống Lập xin chỉ thị, khi nào thì châm ngọn lửa thứ hai. Nếu nói Tiêu Ngũ nhằm vào Tang Thiên Lương ra tay là ngọn lửa thứ nhất, vậy thì công tác tìm hiểu rõ của Tống Lập đối với địch quốc công đã tuyên bố toàn bộ hoàn thành, có thể châm ngọn lửa thứ hai bất cứ lúc nào. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm. Bốn nhà. Phải đồng thời châm lửa mới tốt, truyền lời Tống Lập, chờ lệnh bất cứ lúc nào, chờ đợi tiến một bước thông báo. Tiêu Ngũ điện thoại vừa dứt, điện thoại của Lý Thấm liền gọi tới. Thị trường cổ phiếu bố cục hoàn thành, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Tài chính của Liên Tỷ cũng đã đến nơi, lúc đầu bắt đầu tài chính 20 tỷ. Đô la Mỹ. Hạ Tưởng ha hả cười. Tiếp tục làm kế hoạch tỉ mỉ, làm chu đáo, nhất định phải cam đoan một kích mà chúng. Tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Thời cơ sắp đến rồi, chờ điện thoại của tôi bất cứ lúc nào. Tôi rất trông đợi. Lý Thấm trịnh trọng tuyên bố. Tới buổi chiều, thành ủy Tấn Dương đã xảy ra chuyện. Trương Bình Thiếu đã mở ra một lần hội nghị thường vụ, nghiên cứu sự kiện Tang Thiên Lương lẽ ra với cấp bậc của Tang Thiên Lương vẫn không đến mức kinh động toàn thể thường ủy, nhưng chủ yếu là sự kiện Tang Thiên Lương làm lớn rồi, dân ý dồn dập. Điện thoại của thành ủy Tấn Dương cũng sắp bị nổ tung rồi trên hội nghị thường vụ mọi người nói chuyện xôn xao, đối với sự kiện Tang Thiên Lương bên nào cũng cho là mình phải, không có đạt thành nhận thức chung. Nhất là với số người lấy thị trưởng Phạm Kinh Luân làm chủ, kể cả đám người bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an Tiêu Lôi, phó thị trưởng thường trực, phó thị trưởng thường vụ, kiên quyết phản đối thành ủy, ủy ban kỷ luật thành phố đối với Tang Thiên Lương áp dụng hành động bí mật giam giữ, Tiêu Lôi trịnh trọng đề xuất yêu cầu với thành ủy. Hy vọng Cục Công an thành phố gia nhập vào sự kiện. Mà mấy người Trương Bình Thiếu, kể cả Phó Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố và Trưởng ban Tổ chức cán bộ, kiên trì cho rằng Thành ủy, Ủy ban Kỷ luật thành phố áp dụng biện pháp quyết đoán anh minh quyết đoán,
kiên quyết phản đối Cục Công an thành phố gia nhập sự kiện Tang Thiên Lương. Tang Thiên Lương bị bắt giam, hoàn toàn phù hợp điều kiện quản lý cán bộ đảng viên, hơn nữa còn được Sở Công an tỉnh ủng hộ. Tư lệnh khu canh gác Cao Vinh vẫn luôn trầm mặc không nói trong lúc hai bên tranh luận không ngừng, thình lình chen ngang một câu. Con của mình tự mình quản, có thể quản tốt sao? Tôi kiên quyết phản đối Cục Công an thành phố gia nhập. Cục Công an thành phố muốn gia nhập, chính là muốn che giấu. Không sợ nói một câu đắc tội người ta, với tính tình của Tang Thiên Lương, nếu là lính của tôi đã một súng bắn chết y rồi. Sau cùng, tranh cãi của hội nghị thường vụ thành ủy với Trương Bình Thiếu vô án dựng lên, không kìm nổi giận dữ vỗ bàn chấm dứt, cho dù Trương Bình Thiếu cưỡng ép đè xuống âm thanh phản đối. Nhưng từ âm thanh phản đối vô cùng lớn mạnh và không chịu nhường bước thì có thể có được kết luận, động đến Tang Thiên Lương, thì động đến giới hạn quan thương cấu kết của tỉnh Tây. Âm thanh chính diện phản đối còn chưa ngừng, động tác sau lưng cũng tới đúng hạn, hơn nữa, biên độ của động tác còn rất lớn, trận xung đột đao thật súng thật đầu tiên của tỉnh Tây, đã trình diễn oanh oanh liệt liệt. Phải nói, Hạ Tưởng sớm có đoán trước đối với đối phương bắn ngược, nhưng lại không ngờ, đối phương trong tình thế cấp bách, sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng cũng vì thế đã chứng minh được một điểm, có người muốn bảo vệ Tang Thiên Lương quá mãnh liệt, dẫn đến đi bước cờ này. Hơn nữa còn là bước cờ cực kỳ nguy hiểm. Sự kiện Tang Thiên Lương náo loạn ầm ĩ một ngày sau đó, đến buổi chiều, thảo luận trên mạng vẫn nhiệt liệt như cũ, dân ý vẫn dồn dập như cũ, Lôi Trị Học mở ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy chuyên môn thảo luận chuyện này, đem chuyện này nâng lên tới cao độ chính trị. Nhưng trên hội nghị, lại bị Đông Phương Hiểu một câu nói không mềm không cứng làm cho gã mất hứng. Ban tuyên giáo Trung ương đã phê bình ban tuyên giáo tỉnh ủy, đối với cách làm của tỉnh Tây vừa có chuyện liền che giấu tỏ vẻ bất mãn. Sự kiện Tang Thiên Lương khác với mấy bài báo phản diện khác, không cần áp dụng thủ đoạn xóa bỏ che giấu. Khi Đông Phương Hiểu nói chuyện, trong ánh mắt nhấp nháy ánh sáng, không giống là nghiêm túc báo cáo công tác với Lôi Trị Học, lại giống như đắc ý mà tuyên cáo cái gì. Cũng phải thừa nhận, Đông Phương Hiểu quá không biết che giấu bản thân rồi, biểu hiện trên mặt chỉ thiếu chút thì rõ ràng mà viết lên vui vẻ khi người gặp họa rồi. Chớ trêu Lôi Trị Học lại bị Đông Phương Hiểu chọc tức đến một câu cũng nói không ra, cũng phải, sự kiện Tang Thiên Lương cho đến bây giờ, đừng nói đám người Vương Hướng Tiền, Phạm Kinh Luân và Tiêu Lôi, ngay cả gã cũng hoàn toàn bị bài xích ở ngoài, đối với tình cảnh trước mắt của Tang Thiên Lương không biết gì cả. Cũng may Trương Bình Thiếu đã báo cáo tỉ mỉ về thứ đã lục ra trong nhà Tang Thiên Lương, tiền mặt và vàng bạc châu báu, tổng số không dưới 10 triệu. Chuyện khác đừng nói, chỉ là số tiền tham ô hối lộ 10 triệu, thì đủ để phán Tang Thiên Lương tử hình rồi. Tang Thiên Lương là không liên quan nhiều đến lợi ích của Lôi Trị Học, nhưng Lôi Trị Học rất rõ, nếu mặc cho Trương Bình Thiếu làm lớn chuyện, từ Tang Thiên Lương liên lụy đến Địch Quốc Công, từ Địch Quốc Công lại liên lụy ra Tiêu Lôi, lại từ Địch Quốc Công bắt đầu. Kéo ra toàn bộ mạng lưới quan hệ quan thương cấu kết của Tấn Dương chắc chắn sẽ có một trận địa chấn quan trường kinh thiên động địa. Sau trận địa chấn quan trường, chắc chắn là Hạ Tưởng thu hoạch lớn, thậm chí sẽ khiến Hạ Tưởng xác định mở đầu tốt đẹp của chuyển đổi mô hình kinh tế tỉnh Tây, đến lúc đó, uy vọng của gã ở tỉnh Tây sẽ giảm mạnh, trước hào quang của Hạ Tưởng, gã sẽ ảm đạm thất sắc. Lại cộng thêm Vương Hướng Tiền ở sau lưng cổ động thêm mắm thêm muối. Lôi Trị Học không thể chịu đựng Hạ Tưởng ở tỉnh Tây ra sức thu quyền, nhưng thực tại là Hạ Tưởng thủ pháp quá cao minh, gần như mọi chuyện tính toán được cả, khiến gã không tìm được lý do phản kích. Bí thư tỉnh ủy cũng không phải vạn năng, đối lý, lại không nắm trong tay chứng cớ, thì khiến gã ở trước kế hoạch nghiêm mật của Hạ Tưởng, vô cùng bị động. Cùng hội nghị thường vụ tranh luận một trận cuối cùng không đạt thành bất kỳ nhận thức chung nào, có điều khác biệt chính là hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng không có tranh cãi. Nhưng cũng không có đạt thành nhận thức chung, ban đầu mấy vị thường ủy kiên định ủng hộ Lôi Trị Học, lần này lại duy trì trầm mặc. Trầm mặc, có nghĩa là trung lập. Trung lập, thì nói rõ là trên sự kiện của Tang Thiên Lương, đã duy trì một khoảng cách nhất định với Lôi Trị Học, Vương Hướng Tiền T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Trong sự kiện Tang Thiên Lương, lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng đối với tỉnh ủy tỉnh Tây, bước đầu lộ rõ. Phỏng chừng cũng chính là chính diện hội nghị thường vụ thành ủy và hội nghị thường vụ tỉnh ủy, đều không có thu được hiệu quả mong muốn, mới khiến nhân vật phía sau màn quyết định bí quá hóa liều, phải đi bước cờ nguy hiểm. Lúc trạng vạng, ở một chỗ kín đáo, Phạm Kinh Luân, Tiêu Lôi, Địch Quốc Công ngồi đối mặt nhau, bày ở trước mặt mấy người không phải thịt cá,
mà chỉ là một ly trà nhạt. Lúc này mấy người, đừng nói có tâm trạng ăn thịt cá, ngay cả tâm tư uống một ly trà nhạt cũng không có. Phạm Kinh Luân vẻ mặt lo lắng, y là thị trưởng Tấn Dương không sai, nhưng lại là thị trưởng yếu thế, cũng may phó thị trưởng Thường Vụ thế mạnh một lòng với y tuổi đã cao, sắp phải lui xuống, cũng ôm cách nghĩ bớt bận tâm, không quản nhiều việc nữa. Chỉ là sự kiện Tang Thiên Lương vừa nổi lên, y không thể không ra mặt cùng Trương Bình thiếu Chu Toàn, bởi vì sự tình liên lụy tới y. Tiêu Lôi cũng còn bình tĩnh, y liếc nhìn Địch Quốc Công cúi đầu không nói, hỏi. Quốc Công, anh nói bên ủy ban kỷ luật đã nắm giữ bao nhiêu chứng cớ của Tang Thiên Lương? Trong tay Tang Thiên Lương, lại có bao nhiêu chứng cớ quan trọng? Nếu tôi biết được thì tốt rồi. Địch Quốc Công mặt co mày cáu. Đêm qua khi xảy ra chuyện, Địch Quốc Công đang ở nhà của vợ ba hưởng thụ hạnh phúc gia đình, đương nhiên sẽ không nghĩ tới vụ án Lý Hướng Văn chết thảm đã kinh động đến Hạ Tưởng. Y không có tín ngưỡng gì cả, mới không tin cách nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cho rằng hiện thực chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nắm tay ai lớn, quyền lực ai lớn, người đó định đoạt. Lý Hướng Văn chết cũng chết uổng, là không biết thời, là đáng đời. Nếu khiến Địch Quốc Công lần nữa lựa chọn một lần, y vẫn sẽ không tha cho Lý Hướng Văn. Đương nhiên, nếu khiến y biết trước bởi vì y đã giết hại Lý Hướng Văn mà có kết cục gì, chắc chắn y sẽ rất hối hận. Chỉ đáng tiếc, trên thế giới không có bán thuốc hối hận, Hạ Tưởng đối đãi với kẻ cặn bã như y, xưa nay cũng không nhân từ mềm lòng. Sáng sớm hôm nay Địch Quốc Công trước tiên ở trên mạng biết được sự kiện Tang Thiên Lương, lúc đó liền giật mình trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần. Vừa bắt đầu y còn cho rằng là trò đùa dai, chờ sau khi gọi ra vô số cuộc điện thoại, được biết sự tình là thật sự xảy ra rồi, y gần như không thở nổi. Sự tình quá đột nhiên, quá kinh người. Người khác có lẽ không rõ tính quan trọng của Tang Thiên Lương, nhưng y lại rất rõ. Y gần như tất cả mọi chuyện đều có Tang Thiên Lương tham dự, mặc kệ là thu nhận hiếu kính của ông chủ mỏ than, hay giống như chuyện đòi hối lộ với Lý Hướng Văn, đều qua tay của Tang Thiên Lương. Thậm chí giao dịch giữa Tiêu Lôi và vô số ông chủ mỏ than, Tang Thiên Lương cũng biết rõ. Tiêu Lôi giao công việc cho y đi hoàn thành, không cần y đích thân ra mặt, đều do Tang Thiên Lương làm thay. Có thể nói, Tang Thiên Lương chính là một người nắm giữ bí mật lãnh đạo nhiều nhất của toàn bộ Cục Công an thành phố. Tang Thiên Lương xa lưới, coi như là toàn bộ mạng lưới và tin tức của Cục Công an thành phố, có khả năng toàn bộ lộ ra. Địch Quốc Công không kinh sợ vạn phần mới lạ. Càng khiến y kinh sợ chính là, đừng nói là y không biết Tang Thiên Lương bị giam giữ ở đâu, ngay cả xếp Tiêu cũng không điều tra được nơi Tang Thiên Lương ẩn thân, y liền biết, hỏng rồi, đối phương có chuẩn bị mà tới, chính là muốn lợi dụng Tang Thiên Lương làm điểm đột phá, một lưới bắt hết mạng lưới quan hệ của y và xếp Tiêu cùng với toàn bộ hệ thống công an. Chờ sau khi Địch Quốc Công nhìn thấy trên mạng ra sức chửi bới rèm pha Tang Thiên Lương, lại có người lộ ra tin tức sự kiện Lý Hướng Văn, y thiếu chút sợ hãi kêu lên tiếng. Sự tình của Lý Hướng Văn làm kín mít không chút kẽ hở, làm sao còn có người có thể lật ra nợ cũ, chẳng lẽ thật sự gặp ma giữa ban ngày. Địch Quốc Công chuyện xấu làm tận, xưa nay không có cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ, cuối cùng đã có một chút sợ, cảm thấy được sau lưng luôn có từng cơn gió lạnh. Hôm nay gặp mặt, là Địch Quốc Công đề nghị khởi xướng, Phạm Kinh Luân vốn không muốn tới, Tiêu Lôi luôn mãi thỉnh cầu, cuối cùng đã lộ diện. Tôi thấy yên lặng xem biến đổi được rồi. Tang Thiên Lương sẽ không nói lung tung. Phạm Kinh Luân vừa lên tiếng chính là thái độ tiêu cực. Thị trưởng Phạm, anh cũng không thể rút lui ngay thời khắc quan trọng, trong thành ủy, chỉ có anh mới có thể chống lại Trương Bình Thiếu. Tiêu Lôi nói, Trương Bình Thiếu liên kết ủy ban kỷ luật, rõ ràng là hiếp đáp tuyến chính pháp và công an, anh phải thay hệ thống công an nói nhiều hơn. Phạm Kinh Luân hơi híp mắt, không nói gì, Địch Quốc Công thầm mắng một câu cáo giả. Nhưng trong đầu bỗng nhiên giật mình một cái. Xếp Tiêu, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu như người khác đã hạ độc thủ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí như thế nào? Tiêu Lôi giật mình. Tôi vừa biết được tin tức, đã điều tra ra chỗ Tang Thiên Lương bị giam giữ. Địch Quốc Công vừa rồi không chú ý tới di động dung, cầm lên nhìn thấy, có một tin nhắn làm cho y mừng rỡ. Tôi đi vệ sinh. Phạm Kinh Luân bỗng nhiên giống như trong mộng bừng tỉnh, lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng. Thật là một con cáo giả e sợ rước họa vào thân, Địch Quốc Công thầm mắng một câu, mặc kệ Phạm Kinh Luân, xoay người nói với Tiêu Lôi.
Sếp Tiêu, ông chủ mỏ than có rất nhiều vệ sĩ riêng. Tiêu Lôi trong nháy mắt hiểu rõ ý của Địch Quốc Công. Người canh giữ Tang Thiên Lương, có nhiều hay không? Lực lượng chủ yếu của Cục Công an thành phố còn nắm trong tay của Sếp Tiêu, Lý Vũ Trạch có thể điều động người không nhiều, anh ta cũng không dám huy động quá nhiều người của Cục Công an thành phố, bằng không rất dễ bị chúng ta điều tra được. Bên ủy ban kỷ luật, cùng lắm có 3 người, tôi đoán, người canh giữ Tang Thiên Lương, không quá 5 người. Cũng thật khiến Địch Quốc Công đoán đúng, người canh giữ Tang Thiên Lương, quả thật không vượt qua 5 người. Nhưng Địch Quốc Công lại không biết chính là, sau lưng y, trước sau có một cái đuôi, gần như 24 tiếng không rời khỏi y, nhất cử nhất động của y, đều dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Buổi tối ngày hôm sau khi Tang Thiên Lương bị giam giữ, trước khi Tang Thiên Lương còn chưa lên tiếng, ở chỗ bí mật giam giữ Tang Thiên Lương, đã xảy ra chuyện. Tang Thiên Lương cũng không phải kẻ ngốc. Y cũng biết chắc chắn sẽ có người nghĩ cách cứu y ra ngoài, cho nên y liền một mực khẳng định không biết nguồn gốc của tiền, lại truy vấn, thì đẩy lên người của A Mị, nói là A Mị chơi cổ phiếu kiếm được tiền. Nhưng đối với nhân viên ủy ban kỷ luật hỏi tới một phần chứng cứ khác mang tin tức Cục Công an đã lục soát được trong nhà A Mị, y chết không thừa nhận, bày ra tư thế cứng rắn đến cùng, không tin không chờ được tới ngày Địch Quốc Công ra mặt cứu y. Tang Thiên Lương cũng thật đã thành công. Y chỉ cứng rắn chống đỡ một ngày, thì chờ được cứu binh rồi. Buổi tối, sau một vòng thẩm vấn, nhân viên ủy ban kỷ luật không có thu hoạch gì mà rời khỏi phòng, Tang Thiên Lương một mình nằm trên giường, đắn đo suy nghĩ càng cảm thấy lửa trong nhà A Mị cháy rất kỳ quái, càng nghĩ càng cảm thấy người lén lút tập kích y thân thủ tài ba, lại tỉ mỉ làm rõ sự tình từ đầu đến cuối, y lập tức nghĩ thông gì đó, từ trên giường nhảy lên không hay. Đối phương nếu lúc hãm hại y chuẩn bị đầy đủ như vậy, làm sao có thể sắp xếp y ở một chỗ không quá khó tìm, mà người canh giữ còn ít như vậy? Chẳng lẽ lại là một cái bẫy? Ý niệm vừa bắt đầu, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới mấy tiếng gà gáy nói đùa, ban đêm trong thành phố nghe thấy nửa đêm gà gáy chắc chắn không phải chuyện tốt. Tang Thiên Lương lập tức giật mình, có người đến cứu y rồi. Y trong lòng nửa mừng nửa lo, mừng là nếu thật sự có thể thoát ra ngoài, mau chóng bỏ đi xong chuyện, rời xa tỉnh Tây. Lo là nếu chẳng may thật sự là một cái bẫy, người cứu y, chẳng phải tự sa vào lưới. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới vài tiếng rất nhỏ vang lên, đã động thủ rồi, Tang Thiên Lương vô cùng lo lắng, là chạy thoát, hay là thất bại thảm hại, thì xem hành động lần này. Trên thực tế, rất nhiều người đều tự xưng là Gia Cát sau khi sự việc xảy ra. Mặc kệ là sử học gia nghiên cứu cuộc đời Hạ Tưởng, hay là đối thủ mỗi một giai đoạn bên cạnh Hạ Tưởng, luôn ở sau khi phân tích Hạ Tưởng ra tay mới có thể cho ra một kết luận giống nhau. Hạ Tưởng có lúc tao nhã giống quân tử, nhưng có lúc lại lòng lang dạ sói giống như Đồ Tể. Kỳ thật Đồ Tể vừa nói là đối thủ nói xấu hắn, nếu như khiến Hạ Tưởng tự mình hình dung, hắn thà rằng xưng chính mình là ra bài ca theo lẽ thường. Đúng vậy, nhìn chung mỗi một lần cải cách trên lịch sử, hễ là người cải cách theo khuôn phép cũ, đều bị nước lũ của lịch sử nuốt sống. Nhưng vẫn có tiền lệ thành công có thể tham khảo, mà mỗi một người cải cách thành công, đều tự có một mặt nhảy ra thường quy. Nói cách khác, trong quá trình cải cách, sẽ có thình lình xảy ra nét bút thần. Hạ Tưởng trong nhiều lần cùng đối thủ đọ sức, không thiếu nét bút thần. Cũng không phải hắn thật sự suy tính không lộ chút sơ hở, trên thế giới cũng thật sự không có người suy tính không lộ chút sơ hở, cho dù người thông minh như Gia Cát Lượng, cũng có nhiều thất bại mà là sau khi hắn trải qua vô số lần sóng gió chính trị. Nhanh chóng thành thục, với cố ý tính vô ý, làm tốt công tác giai đoạn trước mới có thể ở sau lưng mỗi một lần ra tay, đều có ùn ùn thủ đoạn, khiến tất cả đối thủ khó lòng phòng bị. Hạ Tưởng của đêm nay, không đi đâu cả, chỉ một mình ngồi lên mạng ở nhà, cùng Liên Nhược Hạm nói chuyện phiếm, cùng Vệ Tân nói chuyện phiếm, cùng Tống Nhất Phàm nói chuyện phiếm, một người cùng nhiều người cùng lúc nói chuyện phiếm, mở ra nhiều cửa sổ, bận rộn kinh khủng. Nếu như khiến đám người Lôi Trị Học, Vương Hướng Tiền biết được hình tượng bây giờ của hắn đang mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng ở trên giường nói chuyện phiếm, chắc chắn sẽ dở khóc dở cười, đây chính là chủ tịch tỉnh hạ chỉ huy bình tĩnh. Đây chính là người khai thác cục diện kinh tế tài nguyên loại hình ỷ lại muốn phá vỡ tỉnh Tây. Không phải chẳng qua là một người vô cùng bình thường, lời nói hùng hồn và nhiệt huyết của hắn, có phải nhất thời tâm huyết dâng trào hay không? Hạ Tưởng đừng nhìn hình tượng không tốt ở trong nhà còn chú ý hình tượng gì. Chỉ là bản thân mệt mỏi bản thân rồi, hàng ngày ở tỉnh ủy nghiêm mặt đã đủ mệt người rồi, hắn phải thả lỏng một chút hơn nữa còn là ở trên giường nói chuyện phiếm,
nhưng trên thực tế đều đang nói đại sự. Cùng Liên Nhược Hạm lần nữa xác định chuyện vận dụng tài chính khổng lồ và mua nguồn năng lượng tỉnh Tây, sở dĩ không xưng là ngắm bắn, là bởi vì Hạ Tưởng vẫn là muốn nhẹ nhàng nắm trong tay mình nguồn năng lượng sản nghiệp, mà không phải động đao động súng. Đương nhiên, nếu đối thủ quá dũng mãnh, trước sau không chịu nhượng bộ nửa phần, vậy phải nói cách khác rồi. Liên Nhược Hạm hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của Hạ Tưởng, cô cũng muốn lợi dụng tài chính trong tay làm nhiều đại sự có ích một chút, luôn đảo quanh trên thị trường cổ phiếu không làm thật thể, cũng không phải ý nguyện vốn có của cô. Nếu có thể dùng tiền xương máu của nhân dân nước Mỹ để tăng thêm chỉ số hạnh phúc của nhân dân Trung Quốc, mới là giá trị lớn nhất của cuộc đời. Về phần Hạ Tưởng sau khi nắm trong tay nguồn năng lượng của tỉnh Tây, muốn kiếm chỉ nơi nào, lại muốn đi bước cờ gì, cô mới mặc kệ. Hiện tại cô chỉ muốn lấy thái độ uy nghiêm của mẫu nghi thiên hạ, quản lý tốt mấy người phụ nữ của Hạ Tưởng, sau đó mới giúp chồng dạy con, làm một người vợ và người mẹ hiền lành. Một trai một gái là tốt, Liên Nhược Hạm hiện tại cảm thấy mỹ mãn nhất, chỉ ít cô so với Tào Thù Lê có thêm một đứa con gái, Tào Thù Lê thân là người vợ cưới hỏi đàng hoàng của Hạ Tưởng, không có khả năng sinh thêm đứa thứ hai nữa. Tuy nhiên, tuy rằng mấy năm nay tài chính của cô cũng không có đầu tư bao nhiêu thực nghiệp, nhưng bởi vì công ty cổ phần Kỳ Hạ giao nhau cổ phần khống chế rất nhiều sản nghiệp, tài sản với tốc độ tăng lên 30% hàng năm. Cô bây giờ so với mấy năm trước, thực lực đã không thể so sánh nổi. Cô cũng sử dụng một thủ đoạn nho nhỏ, cũng không có nói với Hạ Tưởng thực lực bây giờ của cô, nếu nói ra, khẳng định sẽ dọa cho Hạ Tưởng nhảy dựng. Cô sẽ chờ nếu chẳng may có một ngày Hạ Tưởng khó xử, cô vung tiền như rác mua nụ cười của hắn. Ngẫm lại chắc chắn có thể đắc ý mà nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tất nhiên không biết lòng dạ đàn bà của Liên Nhược Hạm, sau khi tán gẫu với cô xong, lại nói vài câu với Vệ Tân, Tống Nhất Phàm. Công ty của Vệ Tân, Tống Nhất Phàm phát triển rất nhanh, so với một năm trước còn nhỏ, hiện tại ở Bắc Kinh đã bước đầu đứng vững vàng bước chân, ở trong ngành cũng coi như có được một vị trí nhỏ nhoi. Đương nhiên, trong đó không thiếu có đám người thiếu giai ở sau lưng chăm sóc. Vệ Tân vẫn là bộ dạng cũ, nhu nhược mà dịu dàng, nhu tình như nước là cái tốt đẹp mà cô mãi mãi làm cho người ta không muốn xa rời. Tống Nhất Phàm vẫn giống như một con yêu tinh vui vẻ, líu díu nói với Hạ Tưởng những lời không đâu, trong thế giới của cô, dường như mãi mãi không có yêu sầu. Tuy nhiên, Tống Nhất Phàm đột nhiên toát ra một câu. Hạ ca ca, anh đi tỉnh Tây, có đánh nhau với Lôi Tiểu Minh, Giang An hay không? Nếu bọn chúng còn quấy rối, đánh cho chúng một trận, dù sao cũng đừng khách khí. Khó được cô bé Phàm cũng có lúc mang thù, Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Chờ sau khi Liên Nhược Hạm, Vệ Tân và Tống Nhất Phàm đều lo cao, Hạ Tưởng nhìn thời gian mới hơn 9 giờ tối, tạm thời còn chưa có tin tức truyền đến, hẳn là cái võng lớn ở một nơi nào đó còn chưa hoàn toàn thu lên. Hắn liền nghĩ chờ thêm một chút, tùy ý đảo nhìn bạn bè đang online một cái, trong lòng kỳ lạ. Gần đây không mấy nhìn thấy Nghiêm Tiểu Thì và Mai Hiểu Lâm online. Nghiêm Tiểu Thì gần đây cũng bận rộn, quy mô kinh doanh nâng cao không ít, hơn nữa không ngờ lấy được một hạng mục lớn, đủ để cô không lo kiếm tiền trong vòng 3 năm. Hạng mục lớn là tỉnh Tề lấy được, Lý Đinh Sơn đã giúp không ít, gần đây Nghiêm Tiểu Thì luôn bôn ba ở Bắc Kinh, tỉnh Tề, cô giống như Phó Tiên Tiên, đã trở thành người bay lượn trên không. Phải nói trong số mấy người phụ nữ, Nghiêm Tiểu Thì khôn khéo nhất. Ở trên việc kinh doanh cũng có thiên phú nhất, tuy nhiên cô vừa không có thế lực gia tộc hùng mạnh ở sau lưng giống như Phó Tiên Tiên, cũng không giống như Cổ Ngọc, trời sinh như Ngọc hơn nữa mọi chuyện thuận lợi, cô thì việc phải tự làm, thì mệt nhọc hơn. Cũng may trước kia cô mượn dùng lực ảnh hưởng của cha con Phạm gia, hao tổn tâm cơ cuối cùng đã mở ra cánh cửa cơ hội, bây giờ lại dưới lực ảnh hưởng vô hình của Hạ Tưởng, so với trước kia thoải mái hơn không ít, hạng mục trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ cũng có thể lấy được. So sánh với lực ảnh hưởng của Phạm gia, mạng lưới quan hệ hiện nay của Hạ Tưởng, gần như thẩm thấu gần 10 tỉnh ở trong nước. Mai Hiểu Lâm không có online nguyên nhân là cô đang đối mặt với kiểm soát từ giám đốc sở đến phó bộ, là ở thành phố Tương Giang một bước phủ chính đảm nhiệm bí thư thành ủy thăng tiến thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hay là điều về Bắc Kinh tiến vào các bộ và ủy ban trung ương, Mai gia tạm thời còn không có quyết định, tuy nhiên Mai Thái Bình cố ý khiến Mai Hiểu Lâm tiếp tục ở Tương Giang phát triển. Ở địa phương rèn luyện con người. Nhưng ông cụ Mai gia có lẽ là lớn tuổi, rất muốn khiến Mai Hiểu Lâm về Bắc Kinh ở 2 năm, bây giờ chính là lúc cân nhắc.
Hơn nữa Mai Hiểu Lâm gần đây vì chuyện Mai Đình rốt cuộc là xuất ngoại hay ở lại trong nước mà phiền não, cô không chỉ ít online, cũng không liên hệ nhiều với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng mơ hồ nghe nói chuyện của Mai Hiểu Lâm, vốn muốn hỏi thăm một chút, chỉ là chuyện tỉnh Tây luôn lửa xém lông mày, hắn cũng quả thật không quản nổi, đành phải xa cách Mai Hiểu Lâm một chút. Ngẫm nghĩ một chút, Hạ Tưởng vẫn là để lại tin nhắn cho Mai Hiểu Lâm, trấn an cô vài câu, nói là kỳ thật về Bắc Kinh cũng là lựa chọn không tồi. Mới nói vài câu, điện thoại liền đột ngột vang lên. Hạ Tưởng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, được, rốt cục thu võng rồi. Quả thật thu võng rồi. Ở trong toàn bộ kế hoạch của Hạ Tưởng, Tang Thiên Lương là điểm đột phá, là cục mấu chốt đầu tiên, chắc chắn sẽ bố cục chu đáo chặt chẽ, hơn nữa lợi dụng hết mức ưu thế phối hợp tỉ mỉ của Trương Bình Thiếu, phải nhất cử mở ra một chỗ hổng thật lớn. Trương Bình Thiếu rất bất hạnh, chẳng những đã trở thành điểm đột phá, còn trở thành mồi nhữ. Hạ Tưởng sở dĩ từ tỉnh ủy đến thành ủy, nghiêm mật phòng bị, không cho đối phương ở chính diện đối kháng có bất kỳ tiến triển gì, hơn nữa khống chế gắt gao Tang Thiên Lương ở trong tay, muốn chính là kích phát quyết tâm ăn cả ngã về không của đối phương. Đầu cơ nóng trên mạng chỉ là chất xúc tác, dư luận nếu không bị lãnh đạo xem trọng, thì chuyển hóa không thành lực chính trị. Đọ sức chính trị, vẫn là lấy lực chính trị làm lực lượng quyết định mang tính căn bản. Có làm ầm ĩ hơn nữa, cũng chỉ là phụ trợ. Nhưng trong sự kiện Tang Thiên Lương, lực lượng gia nhập không thể thiếu. Trên mạng không đầu cơ sôi nổi từ Tang Thiên Lương dẫn phát ra Lý Hướng Văn, và một loạt phản ứng dây chuyền liên lụy đến Địch Quốc Công, đối phương cũng sẽ không lo lắng. Dưới tình hình vô cùng lo lắng, một chút cũng không rõ Ủy ban kỷ luật rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu chứng cứ phạm tội trái pháp luật của Tang Thiên Lương, càng không xác định Tang Thiên Lương có thể ngăn không được khai ra toàn bộ hay không, thì sẽ có người chó cùng rứt dậu. Chuyện cấp bách nhất bây giờ của đối phương chính là nghĩ cách gặp mặt Tang Thiên Lương, thống nhất lời khai. Hạ Tưởng đã may xong một cái túi to, bày xong long môn trận, chờ bỏ vào bên trong. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ phái người âm thầm tiếp xúc với Tang Thiên Lương, và mật báo, không ngờ, đối phương cả gan làm loạn tới mức muốn cứu Tang Thiên Lương ra ngoài. Tốt, thật tốt, hơn nữa đối phương còn điều động vệ sĩ riêng của ông chủ mỏ than. Thật là thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa tự tìm đến. Hạ Tưởng cười ha hả, căn dặn một câu. Thu võng, toàn diện thu võng, một người cũng không được chạy thoát. Sau khi nghe thấy bên trong có động tĩnh, Tang Thiên Lương tim đập mạnh, vừa muốn được cứu ra ngoài, vừa sợ vừa ra khỏi cửa thì bị diệt khẩu, trong lòng bất an, không biết làm sao mới phải. Không biết trải qua bao lâu, âm thanh bên ngoài biến mất, vừa không nhìn thấy có người xông vào. Vừa không nghe thấy nhân viên ủy ban kỷ luật chạy tới, y liền vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ vừa rồi nửa đêm gà gáy thật sự là gà gáy. Nghĩ như vậy, liền đi đến cửa, lắng tai nghe động tĩnh, ai ngờ vừa đến cửa, bỗng nhiên vang lên một tiếng lớn, cửa bị người ta từ bên ngoài tông vào, Tang Thiên Lương tránh không kịp, lập tức bị ván cửa đập vào mũi, đau đến ngồi xổm trên mặt đất. Xông vào mấy người, lập tức đỡ Tang Thiên Lương đứng dậy, nhỏ giọng nói. Xếp Tang. Đừng nói chuyện, mau theo chúng tôi đi. Tang Thiên Lương vừa nhìn thấy người đến tình hình không đúng, cũng mặc kệ cái mũi đau nhói, vội hỏi. Các anh là ai? Đừng quản nhiều như vậy, đi rồi nói sau. Đối phương có ba người đến, một người cản phía sau, hai người đỡ Tang Thiên Lương, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tang Thiên Lương có chút mơ hồ, đối phương tuyệt đối không phải cảnh sát, y cũng không quen biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lập tức nhớ ra lai lịch của đối phương, là vệ sĩ riêng của ông chỉ mỏ than, y trong lòng căng thẳng, vội hỏi. Người canh giữ đâu? Đều đánh ngã rồi. Tang Thiên Lương trong lòng đột nhiên mãnh liệt bốc lên dự cảm xấu, hỏi. Có phát hiện gì lạ thường hay không? Vừa dứt lời, đột nhiên trong sân sáng đèn lên, một đội ngũ chỉnh tề giống như thần binh trên trời giáng xuống, bao vây mấy người Tang Thiên Lương ở giữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.